Lạc Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới ma thần ý thức lúc này sẽ ra tới, nàng biết nếu là ma thần ý thức ra tới khống chế nàng thân thể chủ đạo quyền, đi cùng cốt yêu chiến đấu, tất nhiên muốn so nàng cường. Nhưng là Lạc Dương do dự lên. Dù sao cũng là thần ma ý thức, một khi khống chế nàng thân thể chủ đạo quyền, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, ma thần ý thức cũng không phải thiện bối, điểm này Lạc Dương rõ ràng. Giống. Đúng lúc này cốt yêu một tiếng thét dài bá một chút thẳng đến Lạc Dương mà đến. Lúc này cốt yêu khí thế cường đại làm Lạc Dương đều nội tâm run rẩy, nàng theo bản năng một chưởng đánh qua đi, hồn hậu pháp lực hóa thành thật lớn bàn tay, ngay lập tức đánh vào cốt yêu trên người. Nhưng mà làm nàng tuyệt vọng chính là, nàng phát hiện pháp lực tựa hồ đối cốt yêu căn bản là không có tác dụng, sáu đem phi kiếm cũng đều hủy hoại, nàng còn chịu trọng thương, phía sau lại là tiểu sư thúc Dương Nghị Vân cùng cảnh sán, Lạc Dương biết ngăn không được các nàng đều sẽ xong đời. Cho nên rốt cuộc làm ra đều đính, làm ma thần ý thức chủ đạo. Ở hắn nghĩ đến, dù sao ngăn không được đều khó thoát vừa chết, cùng với như thế còn không bằng đua một phen, bởi vì nàng cũng không biết liền tính là chính mình tự bảo, có thể hay không xử lý cốt yêu đều là không biết bao nhiêu. Tuy rằng làm ma thần ý thức giờ phút này chủ đạo thân thể của nàng là có nguy hiểm, nhưng Lạc Dương cũng rõ ràng, từ nào đó ý nghĩa thượng nàng cùng ma thần ý thức mục tiêu là nhất trí, giữa hai bên cùng vinh hoa chung tổn hại, đã chết ai đối một cái khác đều là tổn thất, hơn nữa đều là sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên ma thần ý thức là sẽ không làm nàng mạo hiểm, càng sẽ không làm nàng chết. Một khi đã như vậy, còn không bằng đua một phen. Nghĩ đến đây sau, Lạc Dương buông ra ý thức chung đối ma thần ý thức giam cầm. Giống, người cái này ngu xuẩn còn không tính xuẩn về đến nhà, cạc cạc cạc. Ngay sau đó Lạc Dương hoàn toàn bị ma thần ý thức sở chủ đạo, hai mắt đỏ đậm lên, tóc dài lại chướng một nửa, cơ hồ rơi xuống nói trên mặt đất. Ngay sau đó nàng tóc bùng nổ dựng lên, cuốn tịch hướng cốt yêu. Càng ngày càng trường, giống như thác nước giống nhau. Ma thần ý thức cùng cốt yêu chung quy đối thượng. Một cái cốt yêu, một cái ma thần ý thức. Hai người nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Ầm ầm ầm, từng tiếng rung trời nổ vang không ngừng vang lên. Cốt yêu sau lưng cánh chim chấp động có tà ác màu xám khí đại tác phẩm, ngăn cản ma thần ý thức đầy trời tóc dài. Nhìn qua giữa hai bên va chạm, tựa hồ đều khí thế như hồng, nhưng đến tột cùng ai mạnh ai yếu, tạm thời còn không thể biết. Bởi vì tại hạ một khắc ma thần ý thức trên người màu đen ma khí đại tác phẩm, hóa thành một đoàn thật lớn ma khí vọt qua đi. Mà cốt yêu trên người cũng màu xám hơi thở đại tác phẩm, một đen một xám hai cái khổng lồ năng lượng thể đánh vào cùng nhau. Ở cảnh sán cùng thần ma điểu trong mắt, cái gì đều nhìn không tới, chỉ nhìn đến một đen một xám hai loại lực lượng dây dưa ở bên nhau, bắt đầu rồi ở toàn bộ cự hố va chạm. Từ trên mặt đất đến bầu trời, từ bầu trời đến trên mặt đất. Một hô một hấp chi gian liền có một chỗ tạc nứt. Toàn bộ cự hố đều là tiếng sấm thanh âm. Chém giết tuy rằng thấy không rõ, nhưng cũng tuyệt đối thảm thiết. Thần ma điểu đại nhân ngươi nói, Lạc Dương có thể hay không chiến thắng cốt yêu. Cảnh sán nhìn hai luồng bóng dáng giống nhau vừa động yêu ma nhìn không được hỏi. Hiện tại thật đúng là khó mà nói a. Thoạt nhìn ma thần ý thức bùng nổ rất mạnh, khí thế thượng không thua với cốt yêu, nhưng chung quy là cái ý thức, nếu là nàng cùng Lạc Dương dung hợp lúc sau, khả năng tùy tay là có thể diệt cốt yêu, nhưng tiên hiện tại. Khó mà nói, chờ xem đi, ta lo lắng chính là ma thần ý thức có thể căng bao lâu vấn đề. Thần ma điểu cắn đầu nói. Cảnh sán trong lòng có chút lạnh cả người, nghe tới thần ma điểu vẫn là không xem trọng ma thần ý thức một mặt Lạc Dương, nói như thế tới, cốt yêu chung quy vẫn là thắng lợi, đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ đâu. Ầm ầm ầm, trong thiên địa lại một lần truyền đến tiếng gầm rú. Giống, a, à, hai thanh âm mới kêu thảm thiết. Cảnh sán đảo mắt nhìn lại, ma thần ý thức Lạc Dương từ giữa không trung rơi xuống. Đồng thời thấy được một đạo huyết phụ. Chung quy là không có thể chiến thắng cốt yêu cảnh sán mất mát nói chuyện. Ầm vang. Ma thần ý thức một mặt Lạc Dương từ trên cao rơi xuống xuống dưới một chút nện ở trên mặt đất, đem đại địa tạp ra một cái hố to tới. Chết. Ngay sau đó lại cốt yêu ở giữa không trung như cũ không thuận theo không buông tha, một đạo khí thế như hồng màu xám liền sơn trực tiếp đối với trên mặt đất ma thần ý thức mà đi. Đây là muốn một chút muốn mệnh tiết tấu. Muốn xong đời. Tiểu hỗn đản ngươi còn không ra tay càng đãi khi nào. Thần ma điểu lại là đối với bên người còn ở đà tọa trung Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng. Liền ở thần ma điểu đối với Dương Nghị Vân giống to lúc sau, Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt.
Đích xác Dương Nghị Vân đã sớm luyện hóa xong rồi trong cơ thể tà ác chi lực, hắn không ra tay là bởi vì phát hiện ma thần ý thức chủ đạo Lạc Dương thân thể. Càng là biết là Lạc Dương buông ra chủ đạo quyền, làm ma thần ý thức đi chủ đạo chiến đấu. Điểm này nhưng thật ra cùng hắn lúc trước với chết lão nhân tình huống không sai biệt nhiều. Nhưng lại có bản chất bất đồng, hắn cùng lão nhân chi gian là có tín nhiệm, nhưng Lạc Dương cùng ma thần ý thức chi gian, chỉ có một kết cục, kia tạm chấp nhận là cắn nuốt đối phương. Cho nên Dương Nghị Vân giờ phút này mở hai mắt, nhưng lại không đi ngăn cản cốt yêu đối ma thần ý thức này một kích. Bởi vì hắn muốn cho ma thần ý thức bị thương, như thế nói mới có thể làm Lạc Dương lại lần nữa tiếp quản thân thể chủ đạo quyền, nếu không bị ma thần ý thức bá chiếm chủ đạo quyền sau, đối Lạc Dương bất lợi. Đương nhiên này một kích mặc kệ nói, Lạc Dương cũng vô cùng có khả năng bị thương, nhưng lại hảo quá bị ma thần ý thức chiếm cứ chủ đạo quyền cường, thân thể bị thương hắn có điểm là biện pháp cấp Lạc Dương chữa thương. A! À, hét thảm một tiếng vang lên. Dương Nghị Vân mục đích đạt tới, lúc này đây hắn tin tưởng ma thần ý thức tuyệt đối thu được bị thương nặng, đến lúc đó Lạc Dương ý thức tự nhiên sẽ chiếm cứ chủ đạo. Các ngươi hai cái đi xem Lạc Dương, kế tiếp chiến đấu giao cho ta. Dương Nghị Vân một phi dựng lên, đối với cảnh sán cùng thần ma điểu nói xong, nháy mắt liền đến giữa không trung. Tiểu tử này cũng thật tàn nhẫn à, nhìn Dương Nghị Vân hướng về giữa không trung cốt yêu bay đi, thần ma điểu nói thầm một câu. Nó tự nhiên minh bạch Dương Nghị Vân làm như vậy là vì Lạc Dương. Dương Nghị Vân nhảy nhị lên đi tới cốt yêu đối diện. Lúc này cốt yêu rõ ràng sửng sốt, lại là không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên còn có thể sống nhảy nhảy loạn nhảy, nhìn qua đã sớm luyện hóa nàng lưu tại trong thân thể hắn tà ác lực lượng. Màu xám mắt cây cột lập lòe quang mang nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân cốt yêu hoa nương nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi, có vài phần năng lực, xem ra là ta coi khinh ngươi. Bất quá lần này ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Ha ha, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, ta biết ngươi giờ phút này không sợ người tu tiên pháp lực thần thông, hoặc là nói người tu tiên pháp lực thần thông linh tinh đối với ngươi không nhiều lắm tác dụng, nhưng cũng không đại biểu ngươi có bao nhiêu cường đại, trên người của ngươi chỉ là nắm giữ không thuộc về tiên giới lực lượng, thậm chí còn nói khống chế không thuộc về trong tam giới lực lượng của ngươi đến từ âm thế giới, vẫn là nói đến từ u minh. Bất quá ta đến lúc đó không sợ ngươi, ngược lại đối với ngươi sinh ra nồng hậu hứng thú, nói cho ta ngươi có phải hay không có thể câu thông âm thế giới. Cũng hoặc là u minh giới. Nói ra, đồng dạng ta cũng lưu ngươi một mạng. Dương Nghị Vân nhất quan tâm ngươi chính là vấn đề này, phía trước thần ma điểu cùng cảnh sán nói chuyện hắn nhưng tất cả đều nghe được, tuy rằng tạp mao điểu cũng là suy đoán, nhưng Dương Nghị Vân lại là cho rằng tạp mao điểu suy đoán 89 phần 10 là thật sự. Cốt yêu sở dĩ như thế khó chơi. Đều không phải là nàng tu vi đạo hạnh có bao nhiêu cường đại, mà là trên người có loại không thuộc về tiên giới trong vòng lực lượng, trên cơ bản làm lơ pháp lực thần thông, đối người tu tiên thậm chí ma tộc đều có khắc chế, cho nên bọn họ công kích đối cốt yêu cơ hồ không có hiệu quả. Nếu thật là như thế, chẳng phải là nói, hắn có thể từ cốt yêu trên người tìm được đi thông u minh giới biện pháp. Đương nhiên biện pháp này là cái gì? Là nào đó cốt yêu khống chế bí pháp sao? Dương Nghị Vân rất muốn biết. Mặt khác, hắn cũng đối chính mình trong cơ thể mệnh tinh thần tượng ánh sáng có tự tin, dùng 7 màu sắc tinh lọc lực lượng hẳn là có thể trấn áp hạ cốt yêu, nếu là không đủ ta sẽ không tiếc đại giới thúc dục nguyên thần. Lại không đủ. Hắn sẽ bất cứ giá nào, vận dụng càn khôn thần điện lực lượng. Pháp lực cùng thần thông lực lượng hiệu quả lộ rõ, vậy dùng dư lại 3 loại lực lượng, cũng không tin làm không ngã cốt yêu. Cạc cạc cạc. Cốt yêu hoa nương nghe xong Dương Nghị Vân nói phá lên cười. Ngay sau đó nói, là giống như gì? Chẳng lẽ ngươi cái nho nhỏ con kiến còn có thể phiên bàn? Các ngươi có khả năng vận dụng pháp lực thần thông với ta mà nói đều không tính cái gì, thần hồn chi lực càng là không có ta cường đại, còn tưởng phiên bàn. Chê cười, muốn biết bực này lực lượng, ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Cốt yêu hoa nương nói xong, sau lưng cánh chim chấp động âm phong nổi lên, cuồn cuộn tà ác lực lượng tức khắc cuốn tịch hướng Dương Nghị Vân. Toàn bộ cự hố nơi đều thành một mảnh hắc ám. Hoàn toàn bị cốt yêu tà ác lực lượng che lấp. Mệnh tinh thần tượng, tịnh thế. Dương Nghị Vân không có chút nào sợ hãi, tại đây một khắc hắn chậm rãi mở miệng. Tức khắc sau lưng một tôn mệnh tinh thần tượng hiện lên, bộc phát ra 7 màu ánh sáng, nháy mắt xuyên thấu màu xám tà ác lực lượng. Di cư nhiên có thể ngăn trở lực lượng của ta, bất quá tiểu tử vẫn là không đủ, cho ta sát cốt yêu giờ phút này một trận kinh ngạc, ngay sau đó giống giận dựng lên. Dương Nghị Vân lại là thấy được màu xám trung cốt yêu hiện ra tới,
nàng một khối người cốt đỏ đậm vô cùng, mạch máu lập lòe dựng lên. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên gắt gao chặn hắn mệnh tinh thần tượng tinh lọc lực lượng. Này nhưng không ổn a. Dương Nghị Vân cắn răng một cái giống to, nguyên thần hóa hình. Ngao! Tựa long minh thét dài vang lên. Lại là hắn nguyên thần xuất hiện, hóa thành kỳ lân giống giận nhằm phía cốt hiêu. Như thế nào, ngươi, cốt hiêu hoa nương lúc này có chút hoảng loạn, lại là thấy được Dương Nghị Vân nguyên thần hóa thành một đầu kỳ lân xuất hiện đối với nàng mà đến. Ngao ngao! Nguyên thần hóa thành kỳ lân đảo mắt vào tới cốt hiêu hoa nương bản thể trước cắn xé mà xuống. Oanh! Nặng nề nổ vang vang lên. Đáng chết, ta muốn tiểu tử ngươi chết, U Minh chi thú cho ta tới. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là nghe được cốt hiêu bạo nộ, cư nhiên nói ra U Minh chi thú những lời này. Tức khắc hắn cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, tại hạ một khắc lại thấy cốt hiêu kia cụ đỏ đậm người cốt thượng khắc văn lại lần nữa đại tác phẩm, trong nháy mắt hình thành một cái xoay tròn đồ án, lại một lần có đại lượng nùng liệt tà ác hơi thở xuất hiện. Lúc này đây Dương Nghị Vân thấy rõ, đích xác, cốt hiêu có thể triệu hoán không thuộc về thế giới này lực lượng sinh vật, bởi vì hắn thấy được ở nùng liệt màu xám chung xuất hiện một cái tựa miêu giống nhau đầu, nhưng lại sinh một sừng, hơi thở thượng hoàn toàn là tử vong hương vị hơi thở. Rất cường đại. Dương Nghị Vân cảm giác được nguy hiểm. Hắn biết chỉ bằng kỳ lân nguyên thần cùng mệnh tinh thần tượng tinh lọc ánh sáng là không đối phó được cốt hiêu. Thôi, mạo hiểm thử xem. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm một tiếng, tức khắc giống to, càn khôn thần điện ban ta lực lượng. Ong! Tức khắc hắn trên cánh tay trái càn khôn hồ đồ án đại tác phẩm, xuất hiện một cổ ở hắn cảm thụ chung đều có thể hủy thiên diệt địa hơi thở, hóa thành một đạo kim quang, ngay lập tức chi gian nổ bắn ra ở cốt hiêu trên người. A! À, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương. Dương Nghị Vân nở nụ cười, nhưng đồng thời hắn cảm nhận được chính mình đầu cơ hồ muốn nổ tung. Tựa hồ có thứ gì bị phóng ra nhưng trong đầu lại trang không dưới, muốn căng bạo hắn. A! À, Dương Nghị Vân nhìn không được cũng kêu thảm thiết, trước mắt tối sầm lại là mất đi ý thức, tức khắc từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. A! À, ngồi xuống cổ kính phòng trong vòng, Dương Nghị Vân đổ mồ hôi đầm đìa, phát ra một tiếng kêu to, như là làm ác mộng giống nhau bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy. Hô hô! Hắn làm lên không ngừng hô hấp. Kẽo kẹt! Lúc này cửa phòng mở ra, cảnh sán vội vàng chạy tiến vào. Vân tử ngươi tỉnh, cảnh sán vẻ mặt kích động chi sắc. Dương Nghị Vân vuốt đầu từng đợt choáng váng. Qua một hồi lâu, hắn ý thức dần dần rõ ràng lên. Phục hồi tinh thần lại nhìn vẻ mặt quan tâm cảnh sán, hắn trong lòng một trận ấm áp. Tiền căn hậu quả hắn đều nghĩ tới, còn hảo không quải. Đối phó cốt hiêu trung quy hắn vẫn là vận dụng càn khôn thần điện lực lượng. Nhưng cũng biết sẽ có lớn hơn nữa phản phệ chi lực, không nghĩ tới chính là sẽ như vậy đại, nhưng là chỉ nhớ rõ đầu muốn tạc nứt, không vài cái hắn liền mất đi ý thức. Lại lần nữa tỉnh lại, Dương Nghị Vân thấy được cảnh sán kinh hỉ khuôn mặt. Ta hôn mê đã bao lâu? Dương Nghị Vân hỏi cảnh sán. Cảnh sán nói, đã 6 tháng. À lâu như vậy, Lạc Dương cùng Tạp Mao đều đi đâu vậy? Dương Nghị Vân không thấy được người sau. Hắn tư duy ký ức dừng lại ở nhưng là... Dẫn động càn khôn thần điện lực lượng đối phó cốt hiêu hết sức, chỉ nhớ rõ cốt hiêu nhưng là bị hắn dẫn động càn khôn thần điện chi lực cấp chu diệt, tuy rằng không thấy được, nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng cốt hiêu tất nhiên xong rồi. Chỉ là không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, hiện tại địa phương lại là nơi nào. Cảnh sán tự nhiên nhìn ra Dương Nghị Vân nội tâm nghi hoặc, vội vàng cho hắn giải thích nói, Lạc Dương từ lần trước lúc sau bị trọng thương liền đang bế quan chung chữa thương chung, ngươi yên tâm nàng không có việc gì. Mỗi ngày ban đêm ma thần ý thức đều sẽ ra tới, nhưng cũng không có làm cái gì cực đoan việc, khả năng cũng là bị thương duyên cớ, không phạm tội nhi. Thần ma điểu đại nhân mỗi ngày đều đi ra ngoài, cũng không biết đi đâu nhi, Nga đúng rồi, chúng ta hiện tại đã đến hỗn loạn tiên thành, Lạc Dương đại nhân thuê hạ cái này tiểu viện, tuy rằng hẻo lánh, nhưng thắng ở an tĩnh. Còn có cái này, ngày đó ngươi trong cơ thể bộc phát ra một đạo hủy thiên diệt địa kim quang, nháy mắt liền đem cốt hiêu cấp chém giết. Bất quá nàng khung xương chúng ta mang về tới, thần ma điểu đại nhân nói là thứ tốt. Cảnh sán nói chuyện chung vung tay lên xuất hiện một khối đỏ đậm người cốt, đúng là cốt hiêu hoa nương khung xương, chẳng qua lúc này thu nhỏ lại tới rồi nắm tay lớn nhỏ, nhìn giống như là một cái tinh xảo vật trang sức giống nhau, đã không có phía trước âm thầm tà ác cảm, ngược lại là có chút manh. Loại cảm giác này làm Dương Nghị Vân cảm thấy rất kỳ quái. Tùy tay tiếp nhận tới bắt ở trong tay quan khán, ra tay có chút lạnh lẽo.
mặt trên những cái đó khắc văn lại là nhìn không tới. Nghĩ đến là bị chính mình ngày đó cấp phá hủy đi. Đem cốt hiệu bản thể cầm ở trong tay, Dương Nghị Vân vô cùng cảm khái, liền như vậy cái đồ vật, thiếu chút nữa muốn bọn họ mấy cái mạng nhỏ. Lạc Dương cùng thần ma ý thức song song đều chết ở cốt hiệu trong tay, hắn cùng là thiếu chút nữa bị xử lý, nếu không phải lúc ấy bất cứ giá nào vận dụng càn khôn thần điện lực lượng, đánh giá bọn họ đều sẽ chết ở cốt hiệu trên tay. Đại giới không thể nói không lớn a. Dương Nghị Vân trong lòng lúc này tràn đầy chua xót, bởi vì phát hiện chính mình tình huống hiện tại. Dung hợp tiến nguyên thần trung kỳ lân căn nguyên biến mất không thấy. Bản mạng thần tượng, chuông đông hoàng, u đều chi môn hết thảy đều cảm ứng không đến chút nào. Càng muốn mệnh chính là trong thân thể hắn càn khôn nói nguyên che kín vết rách. Dương Nghị Vân biết đây là vận dụng càn khôn thần điện phản vệ hậu quả. Cái này hậu quả làm Dương Nghị Vân trong lòng chỉ có chua xót. Bất quá, với hắn mà nói cũng ở trong dự liệu, không quải cũng đã không tồi. Tình huống hiện tại phi thường không xong, hắn phát hiện không động đậy chút nào pháp lực, hoặc là nói trong cơ thể có không có một chút ít pháp lực tồn tại, bởi vì chứa đựng pháp lực càn khôn nói nguyên che kín vết rách. Giống như là sinh thịnh thủy khí cụ tan vỡ, bên trong tự nhiên trang không được thủy. Chứa đựng không được lực lượng, không có pháp lực cũng bình thường. Đương nhiên là có cái an ủi là hắn càn khôn nói nguyên còn không có rách nát, có thể nghĩ cách chậm rãi chữa trị, chẳng qua như thế nào chữa trị chính là cái vấn đề, Dương Nghị Vân không có cách nào. Hắn càn khôn nói nguyên nhưng cùng tầm thường tiên nhân đều không giống nhau, này ngoạn ý là tu luyện căn cơ, xảy ra vấn đề chính là sẽ một thân tu vi đều phế bỏ. Tình huống hiện tại là càn khôn nói nguyên có rậm rạp vết rách, bên trong không hề một chút pháp lực, cơ sở thượng đẳng cùng với phế nhân. Bất quá Dương Nghị Vân còn phát hiện một cái thú vị tình huống là, hắn nguyên thần tuy rằng hao hết kỳ lân chi hồn lúc trước đưa tặng kỳ lân căn nguyên chi lực, nhưng nguyên thần cư nhiên không có việc gì, không hề tổn thương. Chỉ có càn khôn nói nguyên ra vấn đề. Che kín vết rách, liền thiếu chút nữa sẽ rách nát. Hiện tại hắn trừ bỏ nguyên thần chi lực, pháp lực phương diện là đừng hy vọng. Cho nên hắn vấn đề tương đối kỳ quái. Rõ ràng càn khôn nói nguyên xuất hiện vết rách. Nhưng lại không có hoàn toàn hư hao, nguyên thần có thể sử dụng, cảnh giới còn ở, như cũ là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh. Cùng cảnh sán nói chuyện hết sức, Dương Nghị Vân thử vận chuyển càn khôn tạo hóa công đi nếm thử chữa trị càn khôn nói nguyên, lại là một chút dùng không có. Hắn từ bỏ vận chuyển công pháp, cũng biết này không phải một chút hai hạ là có thể chữa trị. Muốn chữa trị càn khôn nói nguyên, còn phải suy nghĩ mặt khác biện pháp. Cảm giác chung vận dụng càn khôn thần điện lực lượng phản phệ hậu quả sẽ rất lớn, lại là không nghĩ tới không song nói bực này nông nỗi. Có thể nói là không song tột đỉnh nhưng lại quỷ dị vô cùng tình huống. Sở dĩ như thế tưởng, là bởi vì càn khôn nói nguyên không có hoàn toàn hư hao, còn cho hắn để lại hy vọng, mà nguyên thần cũng còn hoàn hảo, ra pháp lực tu vi biến thành phế ở ngoài, mặt khác đều hảo. Không thể không nói quỷ dị a. Vân tử ngươi. Cảnh sán nhìn Dương Nghị Vân sắc mặt không ngừng biến ảo, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát xanh mét, trong chốc lát có chua xót, nhìn không được ra tiếng. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài một tiếng, thôi, lần này có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi, nói nguyên việc bàn bạc kỹ hơn đi. Nghe được cảnh sán nói chuyện, vừa nhấc đầu nhìn đến cảnh sán lo lắng sắc mặt, Dương Nghị Vân cười cười nói, không có việc gì, chỉ là trong cơ thể ra chút đường rẽ, lần này làm ngươi lo lắng. Hắn biết cảnh sán hẳn là bảo hộ chính mình nửa năm. Nói thật, đối cảnh sán cái này hắn đi vào tiên giới cái thứ nhất nữ nhân, Dương Nghị Vân vẫn là thực vừa lòng, dung mạo là không nói, rốt cuộc được xưng tiên đan thành đệ nhất tiên tử, đây là hắn ngủ quá cái thứ nhất tiên tử. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Dương Nghị Vân phát hiện cảnh sán đối hắn phát ra từ nội tâm quan tâm cùng lo lắng, nữ nhân này không sai. Cười cười đem nàng nhẹ nhàng ôm nhập ôm ấp, Dương Nghị Vân mở miệng nói. Chờ mấy ngày nữa ta sẽ nghĩ cách luyện chế một lò tiên đan, làm ngươi trước đột phá đến hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, chúng ta hiện tại tới rồi hỗn loạn tiên thành, không điểm thực lực nhưng không tốt, ta hiện tại cũng không có việc gì, ngươi mấy ngày nay liền bế quan tu luyện, làm tốt phá quan chuẩn bị. Ân, chính là ngươi, thần ma điểu đại nhân nói ngươi tình huống hiện tại phi thường không tốt, nói nguyên xuất hiện vết rách, này đã không có chút nào pháp lực, như thế nào có thể luyện đan, ta sẽ nỗ lực tu luyện, ngươi đừng lo lắng ta. Cảnh sán nói, ha ha, cái kia tạp mao điểu nguyên lai đã sớm biết ta tình huống a. Dương Nghị Vân mắng một tiếng. Ân, ngày đó ngươi hôn mê qua đi lúc sau,
thần ma điểu đại nhân chính là nhìn ra ngươi tình huống không ổn, làm ta ở ngươi tỉnh lại sau nhiều an ủi ngươi. Cảnh Sán thật là ở lo lắng Dương Nghị Vân, rốt cuộc Dương mẫu nhân là nàng tu đạo 2-3 ngàn năm chung người nam nhân đầu tiên. Kêu nó tạp mau điểu, còn cái gì thần ma điểu đại nhân, nhiều biệt nữ, ngươi hiện tại là ta nữ nhân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chính là nó tạp mau điểu chủ tử. Dương mẫu nhân bá đạo thực, bất quá hắn cũng biết tạp mau điểu tính tình liền như vậy. Không được, thần ma điểu chỉ đạo ta tu luyện đâu, ta muốn tôn trọng nó. Cảnh Sán từ Dương mẫu nhân trong lòng ngực lên nói. Ách, tạp mau điểu cuối cùng là làm điểm nhân sự nhi, hành ta không can thiệp, người nỗ lực tu luyện, hiện tại chúng ta hai cái tới làm điểm chính sự đi. Hắc hắc cười, Dương mẫu nhân ở Cảnh Sán sắc mặt đỏ ửng chung, đem nàng phát gục. Giờ phút này kỳ thật hắn trong lòng có áp lực, này cũng coi như là ý thức áp lực phóng thích đi. Một phen mây mưa lúc sau, Cảnh Sán đi ra cửa phòng, đi tu luyện. Mà Dương mẫu nhân còn lại là mặc tốt quần áo làm đứng dậy, đối với ngoài cửa lạnh như băng mở miệng nói, lăn tới đây đi, người cái tạp mao điểu có phải hay không có nhìn trộm đam mê a, lại có lần sau tiểu ra nhổ sạch ngươi mao. Phía trước Dương mẫu nhân liền cảm nhận được ngoại môn có hơi thở dao động, đúng là tạp mao điểu, đối thứ này hắn là hết chỗ nói rồi. Loại sự tình này nó đều phải nhìn trộm. Bất quá, Dương Nghị Vân cũng phát hiện một cái với hắn mà nói là cái tiểu kinh hỉ chuyện này. Càn Khôn nói nguyên tuy rằng xảy ra vấn đề đã không có pháp lực, nhưng hắn cảm giác tựa hồ càng cường đại rồi. Tựa như phía trước hắn cùng Cảnh Sán vu sơn mây mưa thời điểm, làm Cảnh Sán bày ra một đạo pháp lực kết giới ở phòng ngoại, nhưng mà ở tạp mao điểu xuất hiện lúc sau, hắn còn lại là trước tiên cảm giác tới rồi. Này thuyết minh hắn nguyên thần cảm giác càng cường đại hơn tinh chuẩn. Ở Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, quả nhiên ngoài cửa thần ma điểu chớp động cánh bay tiến vào. Hắc hắc, người cái nhược kê tức giận cái gì, lão tử ta là người từng trải, nhớ năm đó lão tử ngủ quá nữ nhân so tiểu tử ngươi ăn cơm xong còn nhiều. Thần ma điểu không chút nào để ý mắng Dương Nghị Vân, tựa hồ nó nhìn trộm nhân ra còn rất có lý. Dương Nghị Vân trong lòng cái kia khí a, cái này tạp mao điểu quả thực. Ngươi còn có lý không thành, Dương Nghị Vân tức khắc tạc mao. Thần ma điểu vừa thấy Dương mẫu nhân phát hỏa, cũng hoảng sợ, lần trước liền bởi vì nó cùng Càn Khôn Chi Linh nhìn trộm quá một lần, tiểu tử này trực tiếp đem Càn Khôn Chi Linh cấp diệt. Đương nhiên, tiêu diệt Càn Khôn Chi Linh, sau lại nó cũng từ Dương Nghị Vân nơi nào mặt bên hiểu biết quá một ít, đều không phải là nhìn trộm nguyên nhân, chủ yếu là khác, nhưng lần trước nhìn trộm chung quy là cái ngòi nổ. Cho nên thần ma điểu cũng sợ a. Sợ Dương mẫu nhân bão nổi, đem nó cấp làm, vội vàng nói, đình đình đình, lão tử đi ra ngoài cho ngươi tiểu tử tìm có thể chữa trị nói nguyên biện pháp đi, trở về tiểu tử ngươi còn bão nổi, quả thực hỗn trướng, nói nữa lão tử vừa trở về, thề a, cái gì cũng chưa nghe được càng không thấy được, ngươi không phải thiết kết giới sao. Dương Nghị Vân nghe được thần ma điểu nói chuyện, trong lòng vừa động, hỏa khí cũng tiêu, kỳ thật hắn cũng không thật sinh khí, chính là hù dọa tạp mao điểu. Khí chính là cái này tạp mao điểu ở hắn hôn mê trong lúc cư nhiên đi ra ngoài vui vẻ. Mà hiện tại xem ra, tựa hồ là chính mình tưởng sai rồi, tạp mao điểu còn tính có lương tâm, nguyên lai là đi ra ngoài cho hắn tìm kiếm chữa trị nói nguyên biện pháp đi. Thật sự, Dương Nghị Vân nghiêng đầu hỏi. Lão tử lừa ngươi làm gì, chính là cho ngươi cái tiểu hỗn đản đi ra ngoài nghĩ cách tìm kiếm chữa trị nói nguyên, tin hay không tùy thích. Thần ma điểu khí đến. Tính ngươi cái tạp mao điểu còn có điểm lương tâm, tìm được biện pháp. Dương Nghị Vân nhìn thần ma điểu hỏi. Thần ma điểu giờ phút này có chút lúng túng nói, kia. Nhưng thật ra không có. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt, không có ngươi nói cái mao a. Lão tử này không phải đang suy nghĩ biện pháp sao? Đã có chút mặt mày chờ đó là. Thần ma điểu cổ giơ lên nói. Có mặt mày, cái này Dương Nghị Vân xem như một kinh hỉ. Hắn biết tạp mao điểu có chút thời điểm không quá đáng tin cậy, nhưng một khi là nhận chuẩn sự tình, còn không có ra sai lầm, nếu nói có chút mặt mày, vậy thuyết minh tạp mao điểu đối chính mình chữa trị nói nguyên sự tình là nghiêm túc. Còn đừng nói thật sự dựa nó, Dương mẫu nhân chính mình nhưng không có gì chú ý. Lúc này cũng chỉ có thần thần thao thao tạp mao điểu có chú ý, còn phải trông cậy vào hắn. Chuyện này ngươi trước đừng hỏi, chờ đến lúc đó tự nhiên nói cho ngươi. Thần ma điểu đối với Dương Nghị Vân nói chuyện, ngạo khí lên. Bất quá Dương Nghị Vân lại là có chút bán tín bán nghi, nhưng cũng không mặt khác biện pháp, nhếch miệng cười nói, trả lại cho ta úp úp mở mở, hành chờ ngươi tin tức tốt, xem ở ngươi vất vả phân thượng, hôm nay chuyện này người liền bóc đi qua.
này còn kém không nhiều lắm, tiểu tử ngươi nhớ rõ quay đầu lại cho ta luyện đan ăn. Thần ma điểu đắc ý lên, dù sao ở nó xem ra Dương Nghị Vân trung quy vẫn là đến cầu nó. Dương Nghị Vân kỳ thật biết tạp mao điểu tính tình, cũng không hề cùng nó dây dưa mấy vấn đề này, càn khôn nói nguyên có thể hay không chữa trị còn phải xem cơ duyên, chuyện này chính hắn rõ ràng, nào có dễ dàng như vậy liền tìm đến biện pháp. Trong lòng minh bạch có lẽ tạp mao điểu căn bản chính là đang an ủi hắn mà thôi, bất quá không vạch trần, bởi vì xét đến cùng đây là tạp mao điểu một phen tâm ý, có điểm này vậy là đủ rồi. Cùng tạp mao điểu ở bên nhau, tuy rằng rất nhiều thời điểm ở cãi nhau, nhưng Dương Nghị Vân kỳ thật thực hưởng thụ loại cảm giác này, có thể làm hắn nhớ tới lão nhân. Được rồi, chuyện này trước phóng một bên, ta có đứng đắn sự hỏi ngươi. Nói chuyện bên trong Dương Nghị Vân đem cốt yêu hoa nương bản thể lấy ra tới, đặt ở trên bàn, hỏi thần ma điểu nói, thứ này như thế nào một chút biến hóa như vậy nhỏ? Còn có hay không dùng? Hỏi xong này hai vấn đề, Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng là có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm thần ma điểu chờ hắn trả lời. Bởi vì ở Dương mẫu nhân trong lòng vẫn luôn nghĩ đến triệu hoán hai chữ. Ngày đó cùng cốt yêu hoa nương trong chiến đấu, nghe được cốt yêu hoa nương nói qua nàng có thể triệu hoán tới u minh sinh vật, điểm này liền tạp mao điểu chính mình cũng nói. Mà đối với Dương mẫu nhân tới nói, hắn yêu cầu chính là u minh giới, có thể từ u minh giới hoặc là nói tạp mao điểu trong miệng âm thế giới, dù sao hắn nhớ rõ một chút, cốt yêu hoa nương có thể triệu hoán u minh sinh vật. Điểm này đối hắn quá trọng yếu, bởi vì Liễu Lanh Canh ở u minh giới, hắn yêu cầu hiểu biết hết thảy u minh giới sự vật, lần này gặp gỡ một cái thiếu chút nữa muốn bọn họ mọi người tánh mạng cốt yêu hoa nương, đi là làm hắn thấy được hy vọng. Cứ việc sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì hắn thiện niệm tràn lan sở khiến cho, nhưng Dương Nghị Vân cảm giác đáng giá. Cho tới nay hắn nghe được cùng hiểu biết đến u minh giới đều là một cái vô cùng thần bí thế giới, đối chi hiểu biết chỉ là tồn tại với nghe phương diện này, nhưng mà lần này đụng tới cốt yêu hoa nương lại là làm hắn có một cái hiểu biết u minh sinh vật có thể nói thực chất hóa cơ hội, nói thật Dương Nghị Vân nội tâm là thực kích động. Lần này sự kiện cũng cho hắn một cái cảnh kỳ. Đó chính là làm người làm việc thật đúng là không thể hành động theo cảm tình, thiện niệm có đôi khi sẽ làm hắn vứt bỏ mạng nhỏ. Bất quá chuyện này ngoại trừ đi, bởi vì hắn có một cái hiểu biết u minh giới sinh vật cơ hội. Lấy ra cốt yêu hoa nương bản thể khung xương đặt ở thần ma điểu trước mặt, Dương Nghị Vân nghiêm túc nhìn thần ma điểu nói, quả đen nói cho ta, cốt yêu hoa nương có thể triệu hoán âm thế giới hoặc là nói u minh sinh vật, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có phải hay không cùng nàng bản thể khung xương có quan hệ? Điểm này đối ta trọng yếu phi thường. Dương Nghị Vân đem cuối cùng quan trọng hai chữ cắn thực trọng thực trọng. Thần ma điểu có chút kinh ngạc, nó là lần đầu tiên nhìn đến Dương Nghị Vân như thế nghiêm túc, bất quá đối với Dương mẫu nhân quá khứ một ít việc, thần ma điểu vẫn là có điều hiểu biết, biết tiểu tử này tại hạ giới thời điểm, có cái nữ nhân đã chết. Đối này làm tiểu tử này canh cánh trong lòng, thậm chí đều thành tâm ma. Thần ma điểu nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân thở dài nói, liền biết tiểu tử ngươi sẽ hỏi như vậy, đích xác lý luận đi lên nói sau khi chết người linh hồn sẽ tiến vào u minh, chỉ cần là chúng ta Dương thế giới sinh linh mặc kệ là phàm nhân vẫn là tu sĩ, sau khi chết đều là sẽ hồn phách về u minh. Nhưng nơi này có bản chất khác nhau, thế tục phàm nhân giới truyền lưu một câu là, kiếp sau làm trâu làm ngựa, như thế nào như thế nào. Kỳ thật nói chính là sau khi chết hồn phách tiến vào u minh đến lúc đó sẽ có chuyển thế một lần nữa làm người làm xúc sinh từ từ. Dù sao là lục đạo sinh linh cơ hội. Phàm nhân giới thịnh truyền những lời này là bởi vì phàm nhân bản thân nhỏ yếu, sống cả đời ngắn ngủn vài thập niên mà thôi, trời cao có đức hiếu sinh, sau khi chết phàm nhân bảo tồn hoàn chỉnh hồn phách, sẽ căn cứ mệnh số định đoạt chuyển thế cơ hội. Nhưng là tu sĩ không giống nhau, lão tử hiểu biết quá ngươi qua đi một chút sự tình, biết tiểu tử ngươi để ý chính là ngươi cái kia kêu Liễu Lanh Canh nữ nhân, nhưng là nơi này có cái vấn đề là, ngươi nữ nhân kia bước vào tu luyện chi liệt. Nhưng phàm là bước vào người tu hành, sau khi chết hồn cùng phách đều sẽ không hoàn chỉnh hồn phách cũng chính là người tu hành phá hồn, tiến vào u minh giới là không có nhập luân hồi cơ hội, cho nên nói cơ hội xa vời, tiểu tử ngươi hà tất chấp niệm như thế. Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi nói, ý của ngươi là nàng liền tính tiến vào u minh giới sẽ chết. Kia đảo không phải, hồn cùng phách chia lìa chỉ là nhằm vào tu hành hạng người, chỉ cần là tu luyện quá sinh linh, ở dương thế giới tử vong. Hồn sẽ biến mất, nhưng phách sẽ tiến vào u minh giới, phách mới âm thế giới khởi nguyên căn bản, hồn đại biểu dương thế giới một mặt. Đều nói hồn phi phách tán, trên thực tế tu sĩ tử vong chỉ là hồn tán, phách lại có thể đi vào âm thế giới,
chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi, hồn phi phách tán cách nói, chính là chỉ, phách nhập u minh âm thế giới, hồn tán với dương thế giới, nghe đồn bực này tình huống là không có nhập lục đạo xoay người cơ hội, cho nên cũng có thể nói là hồn phi phách tán tan thành mây khói, chỉ cần phách nhập u minh âm thế giới cùng cấp ý tử vong, phách sẽ ở u minh trở thành u minh giới độc hữu sinh vật. Cho nên a, tiểu tử ngươi đừng ở quải niệm, ngươi vị nào hồng nhan chi kỷ liền tính là tiến vào u minh giới sợ là đã trở thành một cái khác sinh linh, không phải nguyên lai nàng, tiểu tử ngươi hà tất chấp niệm như thế. Dương Nghị Vân nghe xong nửa ngày trầm mặc, nhưng lại là nói, chẳng lẽ bất luận cái gì tu sĩ mặc kệ bất luận cái gì tu vi, chỉ cần ở dương thế giới tử vong, đều sẽ hồn tán. Không có ngoại lệ. Thần ma điểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, đảo cũng không được đầy đủ là, lý luận thượng kết đan đến nguyên anh trình tự tu sĩ, sau khi chết hồn phách là có thể hoàn chỉnh, bởi vì nguyên anh cảnh giới chính là hồn phách dung hợp, chỉ là rất nhiều tu sĩ không biết mà thôi, nhưng xác suất rất nhỏ. Liễu Lanh Canh lúc trước tu vi kim đan cũng chưa vượt qua tiểu thiên kiếp, nơi nào là nguyên anh? Dương Nghị Vân vội vàng nói. Không vượt qua tiểu thiên kiếp, thần ma điều kinh ngạc. Dương Nghị Vân mở miệng nói, là, lúc trước địa cầu linh khí loãng pháp tắc tựa hồ cũng có vấn đề, rất nhiều người đều đi sơn hải giới độ tiểu thiên kiếp, nàng căn bản liền không vượt qua tiểu thiên kiếp, chân chính lại nói tiếp, kim đan đều không tính là. Nói như thế tới. Nàng liền thật đi u minh thần ma điểu gật đầu nói chuyện. Nói khối này khung xương đi, hoa nương rốt cuộc là như thế nào triệu hoán tới âm thế giới sinh vật. Dương Nghị Vân hỏi lại thời điểm trong ánh mắt có tha thiết hy vọng ánh sáng. Thần ma điểu nhìn chằm chằm thu nhỏ lại đến nắm tay lớn nhỏ huyết hồng khung xương nói, hắc tiểu tử ngươi lần này tuy rằng nói nguyên tao ương, nhưng được đến khối này vạn cốt chi vương lại cũng là tạo hóa, này ngoạn ý a, nếu là ngươi có thể hóa thành mình dùng, chính là đại sát khí. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, lời này nói như thế nào? Thần ma điểu chậm rãi mở miệng nói, kia cốt hiêu sở dĩ có thể như vậy khó chơi, trừ bỏ nàng tự thân tiến hóa thành vạn cốt chi vương bên ngoài, cường hãn nhất đại chính là có được cốt hiêu thiên phú. So sánh với ngày đó ngươi cũng thấy rồi đi, nàng mỗi một tấc trên xương cốt đều là thiên nhiên hình thành khắc văn, mà những cái đó khắc văn chính là câu thông cùng triệu hoán âm thế giới pháp môn. Âm dương tương khắc. Cốt hiêu lúc ấy trên người sớm nhất oán sát khí khi đó nàng lúc ban đầu lực lượng, sau lại biến thành màu xám, còn nhớ rõ trên người nàng ngay lúc đó khắc văn lốc xoáy sao. Dương Nghị Vân gật đầu phối hợp nói, đương nhiên nhớ rõ, chính là cái kia lốc xoáy sau khi xuất hiện, cốt hiêu hơi thở hoàn toàn thay đổi, biến tà ác âm u, ta còn nhớ rõ lốc xoáy chung còn xuất hiện một đầu như là đại miêu giống nhau quái vật. Thần ma điểu mở miệng nói, đúng vậy, kia màu xám hơi thở, còn có kia đầu ngươi trong miệng đại miêu. Hẳn là chính là âm thế giới đến từ u minh sinh vật, cho nên từ này đó tin tức thượng thẩm ti a đối chiếu, cốt hiêu sở dĩ nghiêu, chính là bởi vì nàng kia đầy người khắc văn có thể mở ra âm thế giới đại môn triệu hoán tới u minh sinh vật. U minh sinh vật cũng không phải là đơn giản như vậy, kia có thể là u minh bản thể sinh vật, người cũng nếm thử qua, kia đồ vật đối tiên nhân pháp lực thần thông gì đó nhưng trời sinh có khắc chế chi hiệu. Nói như thế nào đâu, tiểu tử ngươi trong tay cái này khung xương a. Dùng hảo chính là đại sát khí, có thể triệu hoán tới u minh sinh vật tới chiến đấu, cho nên nói a, ngươi lần này việc, cũng không xem như cái chuyện xấu. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị Dương Nghị Vân ngắt lời nói nguyên đều phế đi, còn không phải chuyện xấu. Cái gì là chuyện xấu? Thần ma điểu đánh giọng nói, ta nói tiểu tử ngươi sốt ruột cái gì, nghe lão tử cho ngươi tiếp tục nói a, chuyện này muốn xem ngươi thấy thế nào, đầu tiên đâu, ngươi nói nguyên tạm thời xem thật là phế đi. Nhưng rốt cuộc không có hoàn toàn rách nát không phải. Nghe đến đó Dương Nghị Vân nhưng thật ra nhìn không được gật đầu thật là như vậy chuyện xấu, hắn càn khôn nói nguyên nói đến cùng không rách nát chỉ là xuất hiện cái khe, không có biện pháp chứa đựng pháp lực mà thôi. Chỉ nghe thần ma điều tiếp tục nói, không rách nát, chỉ là xuất hiện vết rách, đây là có thể chữa trị, lão tử đang ở cho ngươi nghĩ cách, sớm hay muộn là có thể chữa trị lại đây, khôi phục hoàn chỉnh, cái này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lại nói hồi cốt hiêu đi, này ngoạn ý khó lường vạn cốt chi cốt a, mặt trên những cái đó khắc văn chính là triệu hoán câu thông âm thế giới pháp môn, ngươi ngẫm lại ngươi nếu là có thứ này ở trong tay, cùng địch nhân chiến đấu triệu hồi ra người tới bất luận cái gì cũng không biết chưa thấy qua, lại còn có đối pháp lực thần thông không thế nào hữu dụng u minh sinh vật tới, chẳng phải là lập với bất bại chi địa. Kể từ đó, chờ nói nguyên ở chữa trị lại đây, tiểu tử ngươi trong tay lại cầm cốt hiêu bực này có thể triệu hoán u minh đồ vật. Há có thể không phải đại sát khí, thực lực nhưng còn không phải là phiên bội đơn giản như vậy đi.
Nghe xong thần ma điểu như vậy phân tích, Dương Nghị Vân ngẫm lại thật đúng là đạo lý này, nhịn không được gật gật đầu, trong lòng buồn bực cũng tan đi không ít. Bất quá hắn lại nhớ tới một cái trọng điểm. Liền nói, này ngoạn ý tuy rằng là thứ tốt, nhưng ta dùng như thế nào a? Như thế nào triệu hoán u minh sinh vật, lại nói hiện tại liền như vậy nhỏ, mặt trên cũng nhìn không tới khắc văn tồn tại, có ích lợi gì? Thần ma điểu ghét bỏ nói, nếu không nói ngươi lão tử luôn là mắng ngươi nhược kê, chính là nói ngươi xuẩn đâu. Khối này xương cốt là vạn cốt chi vương, vạn cốt chi cốt a, há có thể hỏng rồi. Ngươi ngày đó chỉ là chém giết thứ này sinh ra ý thức hồn phách, nhưng không hủy diệt nàng bản thể khối này xương cốt a, cốt yêu chi bản lĩnh hết thảy ở trên xương cốt, cốt thượng khắc văn đó là trời sinh mà đến đồ vật, rất không được, tiểu tử ngươi hiện tại cũng không bản lĩnh hủy diệt này một bộ khung xương. Muốn hiểu biết trong đó chi huyền bí, còn phải chính ngươi đi tìm hiểu, người khác giúp đỡ không được ngươi, lão tử có thể cảm nhận được, khắc văn chính là cốt chung, nghĩ cách chinh phục khối này khung xương, tiểu tử ngươi là có thể khống chế, là có thể triệu hoán tới u minh sinh vật. Dương Nghị Vân có chút không tin nói, thật, thật có thể. Được chưa thử xem liền biết, thần ma điểu nói. Dương Nghị Vân vẻ mặt đau khổ, mấu chốt là ta không biết như thế nào đi tìm hiểu a. Tiểu tử ngươi chính là nhược kê, bảo bối ở ngươi trên tay chính mình suy nghĩ, lão tử cũng không biết, ngươi nếu là tìm hiểu không ra, ngươi chính là ngu xuẩn. Thần ma điểu mắng lên. Tìm hiểu liền tìm hiểu, chỉ cần nó là cái bảo bối ở tiểu gia trong tay liền hạt không được, ta. Mấu chốt ngươi dù sao cũng phải cho ta cái phương hướng a, hiện tại không có một tia pháp lực tồn tại, như thế nào luyện hóa này ngoạn ý vì ta sử dụng. Dương Nghị Vân nói xong lời cuối cùng chua xót lên. Thần ma điểu cái này đứng đắn nói, nhược kê ngươi nhớ kỹ, thế giới trí bảo rất nhiều, nhưng không phải sở hữu bảo bối đều là yêu cầu huyết tế hoặc là lấy máu nhận chủ, ngươi có thể dùng nguyên thần lực lượng tìm hiểu câu này khung xương thử xem, không chuẩn là có thể. Hảo đi, quay đầu lại ta nghiên cứu một chút, cuối cùng một cái mấu chốt vấn đề, nếu ta khống chế này phúc cốt yêu, ngươi nói ta có thể hay không thành lập một cái môi giới đi u minh. Đây mới là Dương Nghị Vân nhất muốn biết. Đáng tiếc thần ma điểu cũng không thể nói một cái chuẩn tới. Thần ma điểu nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đối cốt yêu hiểu biết tri thức lão tử đầu giải rác ký ức hiểu biết, bất quá nói trở về, này phúc khung xương nếu có thể triệu hoán tới u minh sinh vật, lý luận đi lên nói hẳn là có thể ở giữa hai bên lui tới, nhưng tiểu tử ngươi hiện tại suy xét cái này còn hãy còn sớm, có thể hay không mượn dùng này phúc khung xương đi trước u minh, kia đều là lấy sau sự tình, cũng tất nhiên là yêu cầu cơ duyên cùng thực lực. Trước mắt ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp khống chế này phúc khung xương lại nói, chuyện khác, về sau lại nói, hiện tại chúng ta đã tới rồi hỗn loạn tiên thành, tiểu tử ngươi nghĩ cách khống chế này phúc khung xương, chờ có tự bạo năng lực, ngươi mới có thể đi ra ngoài, lão tử trong khoảng thời gian này đi ra ngoài cho ngươi tìm kiếm chữa trị nói nguyên biện pháp. Dương Nghị Vân gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, đúng rồi, Lạc Dương trong khoảng thời gian này không có gì dị thường đi. Ngươi là lo lắng nàng trong cơ thể ma thần ý thức đi. Thần ma điểu hỏi. Cũng không phải là cái này sao? Dương Nghị Vân trợn trắng mắt. Thần ma điểu nói, cái này ngươi yên tâm, lần trước một trận chiến, ma thần ý thức chính mình nhảy ra cùng cốt yêu chém giết, kết quả tiểu tử ngươi không đạo nghĩa, cuối cùng kia một kích chưa cho bọc, không chỉ có là Lạc Dương tiên thể bị thương, ma thần ý thức thảm hại hơn, đánh giá mỗi cái 1-2 năm chữa thương là hảo không được, vừa lúc tiểu tử ngươi thừa dịp này đoạn an tĩnh thời gian. Cân nhắc này phúc khung xương đi, có thể thành A, phát huy ra tới thực lực tuyệt đối sẽ không so ngươi trước kia thực lực nhược. Càng thích hợp ở hỗn loạn tiên vực nơi này sinh tồn. Cùng thần ma điểu lưu qua sau, Dương Nghị Vân cũng bế quan, hắn biết tạp mao điểu nói đều đối. Trước mắt hắn quan trọng nhất chính là trước đến có thực lực. Nếu càn khôn nói nguyên trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không được, kia hắn chỉ có thể từ cốt yêu thượng hạ công phu. Trong nội tâm kỳ thật hắn đối này phúc đỏ đậm khung xương cũng tràn ngập hứng thú, hoặc là nói đúng tạp mao điểu giảng thuật quá triệu hoán u minh sinh vật cảm thấy hứng thú. Ngày đó cùng cốt yêu hoa nương một trận chiến, hắn ký ức quá khắc sâu. Hiện tại hảo, cốt yêu hoa nương bị hắn trả giá nửa phế càn khôn nói nguyên đại giới cấp xử lý, hoặc là nói là xử lý cốt yêu hoa nương ý thức hồn phách, lại để lại này phúc khung xương. Này ngoạn ý dựa theo tạp mao điểu cách nói, hiện tại chính là một bộ vô chủ trí bảo cốt. Hắn nếu là khống chế, tuyệt đối là thực lực tăng nhiều chuyện tốt. Phòng nội Dương Nghị Vân đem đỏ đậm khung xương đặt ở trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi, dựa theo thần ma điểu sở giảng, trực tiếp dùng nguyên thần lực lượng đi nếm thử câu thông này phúc yêu dị chi cốt.
Vốn dĩ hắn cho rằng tất nhiên là thiên nan vạn nan, nhưng nào biết đương nhiên ở cốt trung độ vào nguyên thần chi lực sau, tức khắc trong tay khung xương bộc phát ra yêu dị xích hồng sắc. Nhìn kỹ đi lại là mặt trên khắc văn hiện lên, một đám khắc văn liên thành một mảnh, trải rộng toàn bộ khung xương chu cốt, nhìn qua thần bí thả có mang theo tà khí. Cùng ngày đó cốt yêu hoa nương bộc phát ra khắc văn giống nhau, nhìn thực hoàn mỹ, hồn nhiên thiên thành. Nhìn chằm chằm khung xương thượng một đám khắc văn nhìn nhìn, bất chi bất giác Dương Nghị Vân ý thức ngưng tụ thành đường cong, bỗng nhiên một chút hướng tới khung xương mà đi. Giống như là một cái xuyên thấu một lần vách tường giống nhau, ngay sau đó hắn phát hiện chính mình thân ở một cái trắng xóa thế giới, ngay sau đó phong cách vừa chuyển tựa hồ xuất hiện ở một thôn trang. Nơi nơi là chém giết khóc tiếng la. Có tiên nhân ở đấu pháp, lan đến toàn bộ thôn trang. Cũng có người tiên nhân ở quan khán, lại không có một người lại trợ giúp phù hộ một chút trong thôn những cái đó phàm nhân. Có một nữ tử ở đau khổ cầu xin những cái đó ở trong lòng nàng thần minh giống nhau người cứu cứu người trong thôn, buông tha các nàng đều là vô tội người. Nhưng chém giết không dừng lại, không có hạ đều hủy thiên diệt địa, lan đến rất lớn, một đám thôn người chết đi, cuối cùng nữ tử mang theo oán khí cũng đã chết. Dương Nghị Vân đột nhiên có chút minh bạch, cốt yêu hoa nương vì cái gì yếu hại người. Hỗn loạn tiên vực khu vực rộng lớn vô tận, càng là sinh linh vô số, có người tu hành, cũng là có phàm tục người. Trên đời bất luận cái gì thế giới chỉ cần là có vạn vật sinh linh sẽ có phàm tục người, chẳng qua là cực nhỏ có biết người tu hành tồn tại, phàm tục nhân sinh sống vòng địa vực so sánh với người tu hành tới nói, nhỏ rất nhiều rất nhiều. Ở chỗ này phàm nhân sinh tồn tựa hồ càng nhiều. Liền lấy hắn hình ảnh nhìn thấy một màn này tới nói, chính là điển hình thần tượng đánh nhau phàm nhân tao ương, mà hoa nương chỉ là một cái bình phương nữ tử, nhưng liền tính là bình thường phàm nhân cũng là có tư tưởng, cũng có cầu sinh dục vọng. Nhưng ở những cái đó chém giết tiên nhân trong mắt, phàm nhân chính là con kiến, bị bọn họ chém giết đánh nhau lan đến mà chết phàm nhân máu chảy thành sông, hoa nương cùng rất nhiều bình thường phàm nhân quỳ xuống đất xin tha, thỉnh cầu những cái đó đánh nhau chính là thần minh không cần lan đến bọn họ. Nhưng mà mặc kệ là quan chiến vẫn là đánh nhau chém giết không ai có thể nghe được đi vào bọn họ tuyệt vọng khẩn cầu, trong tộc tạo thành bạch cốt thành sơn, oán khí tận trời kết quả. Lại sau lại Dương Nghị Vân thấy được này đó phàm nhân sau khi chết bị người đào một ngụm thật lớn thiên hố, chính là bọn họ cùng cốt yêu hoa nương chiến đấu quá hố to, tất cả đều bị đôi ở cùng nhau. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến, vô số thời gian sau khi đi qua, này đó bạch cốt không có hóa thành hoàng thổ, ngược lại ở âm sát khí trung phát sinh biến dị. Dùng người không biết là cố ý vẫn là trong lúc vô ý đào hạ hố to, lại là không nghĩ tới thế nhưng là một khối cực hạn sát khí nơi, ở năm tháng sông dài chung làm này đó mang theo không dám oán khí bạch cốt thông linh. Đầu tiên thông linh chính là hoa nương, nàng hấp thu vô số bạch cốt chung oán khí, không ngừng tiến hóa lại tiến hóa, có một ngày hóa thành đỏ đậm vạn cốt chi vương. Có được câu thông một cái khác âm tà thế giới năng lực. Vì thế nàng bắt đầu rồi trả thù, đối cái gọi là thần minh bắt đầu trả thù. Lấy đủ loại thủ đoạn làm, thần minh, tiến vào thiên hố, hút khô tinh huyết hồn phách thành tựu nàng tự thân. Không thể không nói có nguyên nhân a. Đáng tiếc chung quy chết ở Dương mẫu nhân trong tay. Giống như là quan khán một hồi điện ảnh giống nhau, Dương Nghị Vân thấy được cốt yêu hoa nương sinh tử hai sinh. Mỗ một khắc hắn ý thức xem xong rồi hết thảy, lại cũng trở về bản thể. Hô! Hộc ra một ngụm chọc khí, Dương mẫu nhân lẩm bẩm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn nói nguyên lai không chỉ có là thấy được cốt yêu hoa nương yếu hại người nguyên nhân, càng là nhìn đến cốt yêu hoa nương như thế nào câu thông âm thế giới triệu hoán u minh sinh vật. Ở cốt yêu hoa nương ký ức hình ảnh chung, hoặc là nói không gọi ký ức, chuẩn xác mà nói là nàng lưu tại khung xương chung ấn ký càng vì chuẩn xác, dù sao đều không sai biệt lắm một cái ý tứ. Nơi này nhưng bao hàm như thế nào câu thông âm thế giới u minh sinh vật biện pháp. Kỳ thật phi thường đơn giản. Ở khung xương thượng lưu lại chính mình nguyên thần ấn ký, cái này khung xương từ nay về sau liền họ Dương. Đến nỗi sử dụng phương pháp, càng đơn giản chỉ cần trong lòng mặc niệm u minh, đưa vào nguyên thần chi lực, là có thể khởi động sử dụng khung xương, do đó triệu hồi ra tới u minh sinh vật. Cho nên nói Dương mẫu nhân hiện tại đã xem như này phúc khung xương chủ nhân, mà này phúc khung xương cũng không thể nói là hoàn toàn là hoa nương, chính là hấp thu vô số cốt tiến hóa mà thành. Triệu hoán u minh sinh vật. Hiện tại tới nói không khó khăn, thúc giục nguyên thần chi lực liền có thể, chỉ là có cái khuyết điểm là, triệu hoán chỉ có thể thông qua này phúc khung xương vì môi giới, Dương Nghị Vân cũng không có lựa chọn, hắn còn triệu hoán tới một cái dạng gì u minh sinh vật.
Điểm này là tệ đoan, nhưng cũng có thể xem như chuyện tốt, bởi vì nguyên thần chi lực càng là cường đại, triệu hoán mà đến u minh sinh vật sẽ càng cường đại hơn, phản chi tác giống nhau. Đối này Dương Nghị Vân kỳ thật đã thỏa mãn. Có thể triệu hoán liền hảo. Từ nào đó góc độ tới nói, này phúc khung xương đã không phải cốt yêu không phải sinh linh, mà là biến thành một kiện cốt khí. Không có hoa nương ý thức hồn phách, Dương Nghị Vân ở bên trong để lại hắn ấn ký, thúc giục nguyên thần chi lực, là có thể triệu hoán u minh sinh vật, đây là một kiện triệu hoán cốt khí. Bất đồng với linh khí tiên khí, khí. Hoặc là nói chí bảo đi. Đương nhiên so với cốt yêu hoa nương, hắn hiện tại liền tính là triệu hoán tới u minh sinh vật, uy lực thượng đánh giá cũng sẽ tiểu rất nhiều. Dương Nghị Vân nhìn trong tay nắm tay lớn nhỏ đỏ đậm khung xương, nghĩ hiện tại muốn lấy một cái tên mới thích hợp. Nhắc mãi một chút, hắn mở miệng nói, nếu triệu hoán tới chính là u minh sinh vật, ngày sau đã kêu làm u minh cốt. Càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, nhìn xuống nứt ra rồi miệng. Kế tiếp hắn gấp không chờ nổi muốn chuẩn bị thử xem, chính mình có thể triệu hoán tới cái dạng gì u minh sinh vật, này nhưng quan hệ hắn ngày sau sức chiến đấu, trước mắt không có pháp lực, hắn còn muốn dựa cái này u minh cổ khai bảo mệnh đâu. Đại, nguyên thần chi lực tiến vào u minh cốt, há mồm một cái chữ to ra tới. Ý tùy tâm động, ngay sau đó Dương Nghị Vân đem nắm tay tiểu nhân u minh cổ vứt khởi. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, một tôn cùng người bình thường giống nhau đại khung xương xuất hiện. Ở nguyên thần chi lực duy trì hạ, Dương Nghị Vân thao tác u minh cốt, tả hữu di động. Cùng người bình thường đi đường bất đồng, dù sao cũng là một khối khung xương, sẽ phát ra răng rắc cốt cách di động thanh âm. Nhưng lại một chút đều không ngu ngốc phụng, tương phản phi thường linh động, chung quy là chính mình ý thức khống chế. Nếm thử vài cái thao tác như ý thực không tồi. Kế tiếp liền chuẩn bị lại tiến thêm một bước, cũng là quan trọng nhất một bước, triệu hoán u minh sinh vật. Điểm này Thượng Dương Nghị Vân biết là thực tiêu hao nguyên thần lực lượng, lại cũng không biết đến tột cùng có thể tiêu hao bao lâu, với hắn mà nói hết thảy đều mới mẻ cũng tràn ngập chờ mong. Hít sâu một hơi, cuồn cuộn không ngừng nguyên thần chi lực tiến vào u minh cốt chung. Ngay sau đó u minh cốt thượng mỗi một cái khắc văn ký hiệu đại lượng dựng lên. Một cái quen thuộc đồ án xuất hiện, này đó khắc văn chợt lóe hóa thành một bộ sáu mang dường như trận đồ, bắt đầu cấp tốc xoay tròn mà động. Nhưng Dương Nghị Vân lại là hít hà một hơi, liền này như vậy một chút hắn nguyên thần chi lực tiêu hao rất 1/3. Cũng may trả giá luôn là có hồi báo, tiếp theo hắn thấy được một sợi màu xám từ trận đồ trung sông ra. Càng ngày càng nùng liệt. Lúc này một ý niệm đột nhiên Dương Nghị Vân trong óc toát ra. Hắn nghĩ có phải hay không trận pháp đồ chung màu xám lốc xoáy một khác đầu có thể hay không chính là u minh giới. Hắn có phải hay không có thể vào xem. Vạn nhất nếu là đâu. Đến lúc đó chẳng phải là có thể tiến vào u minh giới tìm kiếm liễu lanh canh. Cứ việc cái này ý niệm chính hắn sâu trong nội tâm đều cảm thấy thực hoang đường. Nhưng chính là áp chế không được trong lòng kia một phần tò mò. Nhưng chung quy hắn nhịn xuống. Biết một cái được không liền sẽ ra đại sự. Bất quá cũng không chết tâm, Dương mẫu nhân trong bụng ý đồ xấu tà môn vẫn phải có. Nếu thân thể không dám tiến vào mạo hiểm, như vậy hắn ý thức lực tiến vào nhìn xem tổng hành đi. Nghĩ đến đây, lập tức liền làm. Một sợi ý thức ra tới, hướng về u minh cốt dưới chân xoay tròn trận đồ mà đi. Hắn chính là muốn biết đến tột cùng một khắc đầu liên tiếp có phải hay không u minh giới. Tục ngữ nói không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Nhưng lúc này Dương mẫu nhân chính là ở tìm đường chết, thần ma điểu báo cho quá hắn muôn vàn đường sằng bậy, u minh giới cũng gọi là âm thế giới, kia vẫn là toàn bộ tam giới sinh linh đều không rõ ràng lắm, cũng tưởng biết rõ ràng đại bí mật nơi. Nhưng Dương mẫu nhân không nghe a. Đương hắn một sợi ý thức đi vào lúc sau, một mảnh nùng liệt hôi khí, cũng chính là lúc này hắn tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái màu xám bóng dáng, như là một con. Một con đại phì heo. Giống như là ăn Tết thời điểm muốn giết đại niên heo, tròn vo tất cả đều là bụng mập mạp vô cùng. Ngay lập tức hết sức xông ra. Dương mẫu nhân hạ một cú sốc, chính là hắn là một sợi ý thức cũng không có đã chịu thương tổn. Vèo một chút gặp thoáng qua. Nhưng trong lòng lại nhìn không được suy nghĩ, chẳng lẽ là chính mình triệu hoán mà đến u minh sinh vật. Mới vừa nghĩ như vậy đến lúc đó, hắn ý thức đã đạt tới một mảnh chói mắt đều bị nơi. Lại là thấy được một cái thây sơn biển máu thế giới, đương nhiên là có chút mơ hồ, chỉ là cảm giác thượng như là xuất hiện ở như vậy một cái hoặc là nói thấy được như vậy một cái tràn ngập vô tận lệ khí tà ác thế giới.
Oanh! A! À. Ngay sau đó một tiếng nổ vang, Dương Nghị Vân lại là trong lòng áp lực tới rồi cực hạn, không hề dấu hiệu hắn liền cảm giác không có gì lực lượng cấp tập kích, như là một đạo lôi đình nhưng có không nghĩ, dù sao hắn tại đây một khắc cảm giác chính mình nhỏ bé giống như là một cái bụi bặm. Kêu thảm thiết một tiếng liền mất đi này một đạo ý thức. Phốc! Ngoại giới bản thể bỗng nhiên hộc ra một ngụm lão huyết tới. Nguyên thần cùng U Minh Cốt Chi Gian cũng cắt đứt liên hệ. Một sợi ý thức dù sao cũng là nguyên thần thượng phân ra tới, tuy rằng tiểu, nhưng lại thương cập căn bản, hắn phun ra một ngụm lão huyết xem như nhẹ. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn trong lòng âm thầm nói, may mắn không có là bản thể xông vào, bằng không tuyệt đối sẽ ở kia chờ lực lượng hạ hóa thành dập nát. Thật là đáng sợ. Ngẫm lại vừa rồi cái loại này hơi thở quả thực liền không phải trên đời nên có hơi thở. Dương Mỗ Nhân há mồm thở dốc, hảo nửa ngày mới hoãn quá mức tới, lau khóe miệng vết máu. Lúc này hắn quay đầu nhìn lại một bên U Minh Cốt, tức khắc trừng lớn trong mắt. Thành công! Chỉ chớp mắt, U Minh Cốt đại biến bộ dáng. Lại thấy nguyên bản đỏ đậm lãnh khốc người ta ác thể khung xương, toàn thân có huyết nhục cảm giác. Đương nhiên cái này huyết nhục tự nhiên không phải chân thật, mà là màu xám, liền cùng lúc trước Hoa Nương triệu hoán đại miêu tình hình giống nhau. Nhưng mấu chốt là, nhân ra cốt yêu Hoa Nương triệu hồi ra tới U Minh sinh vật, toàn bộ hóa thành lực lượng dung hợp ở khung xương thượng, thoạt nhìn rất là uy phong. Nhưng hiện tại hắn triệu hoán lúc sau. Thành công là thành công, nhưng không thích hợp a. Cốt yêu Hoa Nương triệu hoán thành công, cùng hắn triệu hoán phong cách quả thực khác nhau như trời với đất. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn U Minh hóa xương thành. Hóa thành một đầu heo a. Chính là phía trước hắn ý thức mới vừa vào trận đồ thấy được kia một đầu đại phì heo. Vốn tưởng rằng chỉ là lốc xoáy trung hôi khí sinh ra vặn vẹo, hiện tại xem ra không phải, là chính mình triệu hoán mà đến U Minh sinh vật. Này mẹ nó! Khó có thể tin! U Minh cốt là bối sinh cánh chim người cốt khung xương. Nhưng ở hắn triệu hồi ra U Minh sinh vật lúc sau, sống sờ sờ biến thành một đầu đại phì heo. Trừ bỏ! Trừ bỏ trên lưng nguyên bản đặc thù cánh chim. Chán thượng nhiều một cây một sừng ở ngoài, sống thoát thoát chính là một đầu đại phì heo. Này mẹ nó là cái gì U Minh sinh vật? U Minh giới có đại phì heo à? Dương Nghị Vân nhìn mập mạp đến bụng đều mau rơi trên mặt đất màu xám sinh vật, hắn nội tâm đều tan vỡ. Bộ dáng này một đầu U Minh heo có thể chiến đấu. Ở trong tay hắn U Minh cốt rõ ràng là hình người khung xương, thực huyễn khốc, nhưng triệu hoán thành công sau, hoàn toàn liền biến hóa, thành một đầu heo à. Tứ chi chấm đất heo a. Còn ở mãn nhà ở ngửi cái mũi, tựa hồ ở tìm ăn giống nhau. Thực mau liền tiến đến Dương Nghị Vân bên người, hống hắn trên đùi. A. Dương Mỗ Nhân nổi điên dường như gầm rú, một chân hướng về này đầu đại phì heo bụng đá qua đi. Nhưng là ngay sau đó thần kỳ thả lại bi kịch một màn xuất hiện. Thần kỳ chính là hắn một chân đá vào này đầu đại phì heo trên bụng, không phát ra cái gì thanh âm. Nhưng là hắn chân giống như là đá vào mềm mại mặt biển thượng một chút rơi vào đi. Mà bi kịch luôn là phát sinh tại hạ một khắc. Trong nháy mắt Dương Nghị Vân cảm giác đại phì heo bụng bắn ngược. Oanh! Trong giây lát hắn một chút bị đại phì heo bụng như là uy lực siêu đại lò xo một chút bắn ngược đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên vách tường, ở một tiếng nổ vang chung Dương Nghị Vân kêu thảm thiết, trực tiếp phá tường mà ra nện ở sân. Một cái chớp mắt quăng ngã hắn cả người đều đau nhức. Cảm giác tan thành từng mảnh giống nhau. Một chút pháp lực không có, một chút phòng bị cũng không có, liền như vậy bị một đầu heo cấp bắn ngược đi ra ngoài. Phải biết rằng nơi này phòng viện chính là có tiên lực thêm vào, nhưng Dương Nghị Vân chính là bị bắn ra đi đem vách tường tạp ra một cái động lớn. Há có thể không đau. Dương Mỗ Nhân ở trong sân tiếng kêu thảm thiết, kinh động cảnh sán, Lạc Dương, Thần Ma Điểu. Ba người ra tới thời điểm, còn tưởng rằng bị người nào đánh thượng môn. Kết quả đương ba người nhìn đến Dương Nghị Vân thời điểm, lại là các có bất đồng phản ứng. Cảnh sán phản ứng là khẩn trương, đầu tiên hỏi chính là Dương Nghị Vân, Vân tử ngươi thế nào? Dương Nghị Vân khóe miệng đều đổ máu, ở cảnh sán nâng hạ đứng dậy dừng tay nói, không có việc gì. Lạc Dương phản ứng là kinh ngạc, trước tiên nhìn về phía phòng nội, ở nhìn nhìn lại Dương Nghị Vân, lại cũng chưa nói cái gì, bởi vì nàng nhìn ra được tới Dương Nghị Vân không chịu cái gì thương. Đến nỗi Thần Ma Điểu đã có thể không như vậy suy nghĩ, nhìn đến Dương Nghị Vân ăn mệt, tức khắc ha 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 cười ha hả, ha ha ha, người cái nhược kê muốn cười lão tử, muốn hay không như vậy khôi hài.
Dương Nghị Vân trừng mắt thần ma điểu nói, càng khôi hài còn ở phía sau. Tiếp được mấy người đi vào phòng, đường thần ma điểu nhìn đến đại phì heo sau, nửa ngày ngây ngẩn cả người, chính là phản ứng lại đây lúc sau, lại là lên tiếng cuồng tiếu. Rốt cuộc rừng không được tới. Người mẹ nó đang cười, tiểu gia nhổ sạch trên người của ngươi lông chim. Dương Nghị Vân cái kia buồn bực a. Ai có thể nghĩ đến hắn lần đầu tiên triệu hoán u minh sinh vật, sẽ triệu hồi ra tới một cái này ngoạn ý, trọng điểm là còn thay đổi hình dạng. Quả thực, lần đầu tiên triệu hoán ở Dương Nghị Vân xem ra là hoàn toàn thất bại. Bất quá chờ đến thần ma điểu cười đủ lúc sau, lại là nghiêng đầu nói, tiểu tử ngươi cũng không cần uể oải, hảo đến tiểu tử ngươi thành công không phải. Khống chế khung xương, hơn nữa triệu hoán tới đệ nhất chỉ u minh sinh vật, đây là một cái tốt bắt đầu. Tuy rằng là một đầu đại phì heo, qua ha ha ha, nhưng cũng là thật thật tại u minh sinh vật, qua ha ha ha. Nói thần ma điểu lại nhìn xuống cười ha ha. Tạp mao điểu ngươi thật quá đáng, đừng khiêu chiến tiểu gia. Dương Nghị Vân tức giận đến chửi ầm lên. Hảo hảo hảo, lão tử không cười, chúng ta nói chính sự, ngươi như vậy nói cho ta nghe một chút đi vừa rồi triệu hoán thời điểm tình huống, ta tới cấp tiểu tử ngươi tham mưu tham mưu. Thần ma điểu ở Dương Nghị Vân muốn sát điểu nhổ sạch dưới ánh mắt sốt cuộc dừng cười to, bắt đầu nói chính sự. Mà Dương Nghị Vân cũng biết tạp mao điểu có đôi khi giảng giải vẫn là thực chuẩn xác, bắt đầu giảng thuật hắn vừa rồi câu thông u minh cốt tình huống. Chờ đến hắn sau khi nói xong, thần ma điểu mắng nói, ngươi chính là đại chảy gỗ đại nhược kê a, u minh giới đó là toàn bộ tam giới ở ngoài âm thế giới, là tam giới lớn nhất bí mật, há có thể là như vậy hảo đi vào. Chờ xem, tiểu tử ngươi sớm hay muộn muốn chết ở ngươi lòng hiếu kỳ thượng, lá gan cũng quá phỉ đi. May mắn là chỉ là một sợi ý thức đi vào, tiểu tử ngươi nếu là nguyên thần đi vào, lúc này chúng ta liền cho ngươi nhặt xác. Nhớ kỹ, âm thế giới u minh không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, liền tính là muốn hiểu biết, cũng chờ tiểu tử ngươi một ngày kia trở thành một con lớn một chút nhược kê lại nói, loại tình huống này dưới có một vạn cái ngươi đều không đủ chết. Thần ma điểu đối Dương Nghị Vân mở ra mắng hình thức. Dương Nghị Vân kỳ thật cũng biết chính mình lần này làm có chút đích xác lỗ mãng, cũng không có phản bác thần ma điểu. Ước chừng nửa giờ sau, thần ma điểu mắng mới ngừng nghỉ điểm, Dương Nghị Vân lúc này mới mở miệng nói, mắng đủ rồi đi. Mắng đủ rồi nói chính sự nhi, người nói ta như thế nào liền triệu hồi ra tới một đầu đại phì heo a? Chẳng lẽ u minh giới cũng có heo bực này sinh vật? Dương Nghị Vân mang theo buồn bực hỏi thần ma điểu. Thần ma điểu nhìn chằm chằm ở trong phòng khắp nơi ngửi cái mũi, sống thoát thoát u minh sinh vật, trừng mắt nói, cũng chính là tiểu tử ngươi có thể nói ra bực này vô nghĩa tới. Sao có thể là heo a? Ngươi cho rằng u minh giới là địa phương nào? Không thấy được trán thượng có một sừng a? Lúc trước cốt yêu triệu hồi ra tới u minh sinh vật, đỉnh đầu cũng là có một sừng, này thuyết minh đích đích xác xác là u minh sinh vật không sai được, nhưng tuyệt đối không phải heo, bất quá ngó trái ngó phải thật đúng là một đầu đại phì heo, tạm thời đã kêu u minh heo đi. Nhưng căn cứ vừa rồi ngươi giảng thuật, ở lão tử xem ra này đầu heo a, khá vậy không hoàn toàn là nhược kê. Ngươi ngẫm lại vừa rồi kia một chút bắn ngược, này đầu heo quả thực chính là sống sờ sờ sinh lá chắn thịt sao, về sau đại gia có thể đem này đầu heo quăng ra ngoài, kéo thù hận, thật tốt chuyện này. Lại nói ngươi không phải còn không có thử qua sức chiến đấu sao, đợi lát nữa thử xem chiến đấu đang xem, nghĩ đến nếu là u minh sinh vật, hẳn là sức chiến đấu là không tồi. Chờ thần ma điểu nói xong, Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng là. Hảo, chúng ta thử xem này đầu heo, nga không? Hẳn là u minh heo chiến đấu. Sau khi nói xong Dương Nghị Vân trong lòng vừa động đi thao tác u minh cốt, ngay sau đó làm hắn vui mừng chính là, hóa thành u minh cốt theo hắn ý niệm đi ra ngoài, tới rồi trong sân. Dùng thần ma điểu nói đây là thành công khống chế. Trong đó môi giới chính là u minh cốt. Chỉ cần u minh cốt là hắn pháp khí, mặc kệ thế nào triệu hoán tới bất luận cái gì u minh sinh vật, đều là có thể khống chế, mà hắn triệu hoán mà đến u minh sinh vật. Dựa vào chính là u minh cốt, cho nên hắn thao tác u minh cốt chẳng khác nào thao tác khống chế u minh sinh vật. Cái này là chết. Căn bản không cần lo lắng thao tác không được u minh sinh vật. Phải thử một chút u minh heo sức chiến đấu, phải tìm cái công kích đối tượng. Dương Nghị Vân nhìn xem cảnh sán cùng Lạc Dương, cuối cùng vẫn là lựa chọn cảnh sán, bởi vì Lạc Dương còn có thương thích thế trong người, liền đối với cảnh sán nói, cảnh sán ngươi mở ra ngươi lớn nhất phòng ngự. Ta thao tác u minh heo thử xem lực công kích được không?
Tốt Cảnh Sán cũng hiếu kỳ, muốn biết Dương Nghị Vân từ cái gọi là U Minh giới triệu hoán mà đến này đầu heo, đến tột cùng có thể có cái gì kỳ lạ chỗ. Thấy thế nào đều là một đầu đại phì heo, hơn nữa chợt vừa thấy còn có điểm manh manh đát. Chờ Cảnh Sán làm tốt phòng ngự sau, Dương Nghị Vân lúc này mới trong lòng vừa động thao tác U Minh heo hoặc là nói U Minh cốt đối với Cảnh Sán khởi xướng công kích. Nhưng là ngay sau đó lại là làm hắn hộc máu tâm đều có. Hừ hừ, quả thực cùng bình thường đại phì heo gầm rú không có gì hai dạng, này đầu U Minh heo ở hắn sử dụng hạ, liền nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng, tưởng hướng về Cảnh Sán kéo đại phì bụng chậm gì gì mà đi. Kết quả đâu? Thật vất vả tới rồi Cảnh Sán trước người, lại là hống khí heo miệng hừ hừ hai hạ, tương tự cọ sát, làm Cảnh Sán phòng ngự tiên nguyên dung chuyển đều không có xuất hiện. Giờ phút này Dương Nghị Vân sắc mặt hoàn toàn đen đi xuống, nửa ngày lúc sau kêu rên nói, này mẹ nó chính là một đầu nhược kê heo a. Thần ma điểu rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to. Cảnh Sán cũng nghẹn mặt đỏ phụt một chút bật cười. Chính là Lạc Dương đều vẻ mặt cổ quái chi sắc. Ở thần ma điểu, Cảnh Sán cùng Lạc Dương ý cười chung, Dương Nghị Vân cảm giác thực mất mặt, nhìn đại phì heo, càng xem càng tới khí. Dương Nghị Vân nhìn phì đô đô U Minh heo. Càng xem càng khí, đối với Cảnh Sán nói, Cảnh Sán cho ta đánh tơi bời này đầu nhi đại phì heo. Nhược kê heo a à, nhược kê heo, quá mất mặt. A à, Cảnh Sán nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện có chút phát ngốc. A à, cái gì, cho ta đánh tơi bời này đầu nhược kê đại phì heo. Dương mẫu nhân giờ phút này là vô pháp lực, bằng không chính mình liền động thủ. Cảnh Sán cái này nghe rõ, nhìn U Minh heo đang xem Dương Nghị Vân, cuối cùng nga một tiếng, đôi mắt nhíu lại theo dõi U Minh heo. Giơ tay chính là pháp lực tràn đầy một chưởng đối với đại phì heo đánh qua đi. Oanh! Cảnh Sán một chưởng đánh vào U Minh heo trên người, này đầu heo cũng không né không tránh, vững chắc ăn Cảnh Sán một chưởng. Kết quả! Làm ba người mở to hai mắt nhìn. Cảnh Sán một chưởng cũng là pháp lực hồn hậu một chưởng, nhưng đánh vào U Minh heo trên người gần là phát ra một tiếng ầm vang, đến nỗi U Minh heo còn lại là đánh rắm đều không có. Nhìn qua không hề cảm giác bộ dáng. Cái này Dương Nghị Vân xem như minh bạch, này đầu đại phì heo là U Minh sinh vật đối tiên giới pháp lực tựa hồ không cảm mạo. Xuất toàn lực tới một kích. Dương mẫu nhân là thành tâm quyết tâm phải đối U Minh heo xuống tay. Nhưng U Minh heo hoàn toàn chính là không hề giác ngộ bộ dáng, chút nào không thèm để ý, hoặc là nói chính là một đầu heo, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Ầm vang. Cảnh Sán lần này nảy sinh ác độc, trong tay xuất hiện tiên khí công kích, nhưng tính động toàn lực. Nhưng là, này một kích công kích ở U Minh heo trên người, màu xám hơi thở đại tác phẩm, nhìn qua U Minh heo biến hình. Nhưng lần này qua đi, U Minh heo biến hình lại một lần khôi phục lại, không hề biến hóa. Cái này Cảnh Sán há to miệng, Lạc Dương cùng Dương Nghị Vân chính mình cũng là như thế. Không hề nghi ngờ bị thần ma điểu nói chúng rồi, này đầu U Minh heo thật đúng là kéo thù hận hảo thủ. Ngẫm lại ở thời điểm chiến đấu đem U Minh heo kéo ra ngoài chẳng phải là có thể lập tức rất lớn công kích. Như thế một chút, Dương Nghị Vân nhưng thật ra bất giác này đầu đại phì heo, cũng không hoàn toàn không dùng được, không phải đại nhược kê. Ngược lại là dùng để đương thịt lót đại sát khí. Đảo cũng sẽ không phải nhược kê đại phì heo. Nghĩ đến đây Dương mẫu nhân nhếch miệng nở nụ cười. Thần ma điểu lúc này cũng bắt đầu cũng không quên tổn hại hai câu Dương Nghị Vân, đều cho ngươi tiểu tử nói. Ngươi là nhược kê, này đầu heo cũng không phải là nhược kê. Tạp mau điểu ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ta còn không bằng một đầu heo. Dương mẫu nhân mang lên sát ý. Ách lão tử chính là thuận miệng vừa nói thần ma điểu đối Dương mẫu nhân vẫn là có vài phần sợ hãi, tức khắc nhỏ giọng nói thầm, khá vậy không dám lại đi kích thích Dương mẫu nhân. Theo sau Dương Nghị Vân trong lòng vừa động đem U Minh cốt thu hồi, cái này nhưng thật ra đơn giản, trong lòng vừa động. Khiến cho hình thể có hai ba mễ to lớn U Minh heo nháy mắt thu nhỏ. Lại lần nữa dừng ở Dương mẫu nhân lòng bàn tay thời điểm lại một lần hóa thành đỏ đậm người cốt bộ dáng, nhưng lại nhìn kỹ đi, tại đây người cốt ngực không vì hiện lên một đoàn sẽ màu xám hơi thở, đúng là rút nhỏ vô số lần U Minh heo. Người cốt thượng có khắc văn, cũng là trận pháp, đem U Minh heo gắt gao phong ấn tại trong đó, dùng thời điểm một ý niệm là có thể phóng xuất ra tới. Tuy rằng có U Minh heo phong ấn tại bên trong, nhưng chung quy là U Minh sinh vật, Dương Nghị Vân có thể khống chế U Minh cổ, nhưng lại không có biện pháp cùng U Minh heo chi gian sinh ra câu thông, hết thảy đều là lấy U Minh cốt khí vì trung tâm. Nói trắng ra là chính là một kiện cốt khí. Dù sao có thể tùy tính mà dùng,
đối Dương Mỗ Nhân tới nói vậy là đủ rồi. Đích xác như Tạp Mao Điểu lời nói, có U Minh cốt khí nơi tay, hắn cũng tương đương có thực lực, ít nhất có thể ra cửa. Nói cách khác, chờ đến Càn Khôn nói nguyên chữa trị lại đây, còn không biết muốn bao lâu mới được. Một chuyện nhỏ, cũng là cái tiểu nhạc đệm, nhưng đối Dương Mỗ Nhân tới nói lại là cái ý nghĩa trọng đại. Theo sau Dương Nghị Vân hiểu biết một ít Lạc Dương tình huống, cho Lạc Dương một giọt sinh mệnh chi thủy, hy vọng có thể làm nàng ngoại thương mau chóng khôi phục lại, mà làm cảnh sán tiếp tục đi tu luyện. Hắn còn lại là chuẩn bị ra cửa, nếu tỉnh lại, liền phải làm điểm sự mới được. Càn Khôn nói nguyên là căn cơ, cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách chữa trị. Nhưng là này không phải một chốc một lát có thể khôi phục, nhưng hắn không thể làm chờ, cho nên cùng thần ma điểu ra cửa. Lần này đi ra ngoài có cái mục đích là, tìm kiếm luyện đan tiên dược. Chuẩn bị luyện chế một lò Mỹ Kim Đại La Đan, cấp cảnh sán dùng, nếu cảnh sán trở thành chính mình nữ nhân, kia hắn liền không thể bạc đãi cảnh sán. Còn có chính là Tạp Mao Điểu luôn là ở nhắc mãi muốn ăn tiên đan, đơn giản liền bắt đầu chuẩn bị đi. Mặt khác đâu? Chủ yếu hắn muốn tìm kiếm luyện chế Mỹ Kim Hỗn Nguyên Tiên Đan dược liệu, hắn cái này giai đoạn dùng Mỹ Kim Đại La Đan đã không có tác dụng. Hỗn loạn tiên vực được xưng tiên giới lớn nhất chợ đen, ở chỗ này hẳn là có thể tìm hắn sở yêu cầu tài liệu. Nếu có thể gom đủ tiên dược luyện chế ra Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan tới, như vậy Dương Nghị Vân nghĩ có lẽ đối với chính mình chữa trị Càn Khôn nói nguyên là có hiệu quả. Mặc kệ thế nào đều phải ngẫm lại biện pháp mới được, không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở Tạp Mao Điểu trên người. Càn Khôn nói nguyên vết rách nửa phế, làm hắn trong lòng kỳ thật thực buồn bực, chỉ là không biểu hiện ở trên mặt, nội tâm vẫn là thực rối rắm lo lắng. Lại một cái hắn ở lo lắng Tuyết Hương, kia nha đầu đơn thuần, tuy rằng đi theo lão đinh bọn họ ở tiên đan thành thực có thể sẽ không chịu cái gì ủy khuất, nhưng hắn trước sau không yên tâm. Lần này đi ra ngoài cũng muốn tìm kiếm đại hình thương hội, cấp Tuyết Hương cùng Mông Điềm bọn họ truyền cái tin, nếu không dựa theo Dương Nghị Vân đối Tuyết Hương hiểu biết nhất định sẽ sốt ruột. Tính tính thời gian lúc trước từ ma tộc chi thành ra tới, bị ma thần ý thức đưa tới hỗn loạn tiên vực đến nay, đã trăm năm sau. Điểm này thời gian đặt ở tiên giới lão nói, không tính dài hơn, nhưng với hắn mà nói cũng không ngắn. Cùng thần ma điểu ra cửa sau, Dương Nghị Vân lúc này mới thấy được hỗn loạn tiên thành đường cái. Cùng trong tưởng tượng có điều bất đồng. Thoạt nhìn toàn bộ tiên thành, còn không hổ hỗn loạn hai chữ. Bất đồng với hắn chứng kiến qua bất luận cái gì một tòa tiên thành, này tòa tiên thành cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là một chữ, loạn. Vật kiến trúc quả thực hoa cả mắt, đủ loại kiến trúc đều tồn tại, lớn lớn bé bé rậm rạp, không hề quy luật kết cấu. Đường phố cũng là rắc rối phức tạp. Mới đầu nhìn chính là một cái loạn tự, mà khi hắn đi một chút đi dạo lúc sau, lại là phát hiện, đều không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy loạn, rắc rối phức tạp đường phố, các loại bất đồng kiến trúc đàn, kỳ thật đều có quy luật tồn tại. Này tòa tiên thành có thể lấy hỗn loạn hai chữ mệnh danh đích xác không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy. Mà này tòa thành cũng rất lớn, dựa theo thần ma điểu cách nói, hỗn loạn chi thành có trong ngoài thành chi phân, lại chia làm trong ngoài đông tây nam bắc bốn cái phương vị, chiếm địa 900 dặm. Cái này 900 dặm đặt ở tiên giới tựa hồ không lớn, nhưng chân chính vung lên tới, kỳ thật được xưng đệ nhất thành cũng không sai, 900 dặm toàn thân các tổ sinh linh cư trú đích xác, cũng chính là có kiến trúc diện tích địa phương, nếu là hơn nữa không có kiến trúc diện tích địa phương, được xưng vạn dặm thành trì. Cho nên hỗn loạn tiên thành là phi thường thật lớn. Bọn họ hiện tại nơi ngoại trí, chỉ là bên ngoài thành phía đông bên cạnh, xưng là ngoại đông thành. Chỉ cần một cái ngoại đông thành kiến trúc đàn, nếu là không có tiên thức tồn tại, tuyệt đối sẽ lạc đường, thật sự là quá mức phức tạp. Căn cứ thần ma điểu cách nói, muốn tu luyện hảo, ngày sau vẫn là muốn đi nội thành. Dương Nghị Vân hỏi, nội thành cùng ngoại thành có thể có cái gì phân biệt? Đương nhiên là có phân biệt. Trong đó khác nhau lão đại, có nghe đồn nói hỗn loạn tiên thành là thiên giới di lưu nơi, chân chính tiên thành di chỉ liền ở bên trong thành, hiện tại ngoại thành kỳ thật là sau lại kiến thành. Tam giới thiên địa người, tam giới trung địa giới là tiên giới cái này thời không, mà thiên giới chính là vượt qua tiên giới thời không tồn tại, coi là thần giới, cho nên nói hiện tại nội thành là thần giới di chỉ chi thành. Năm đó ta đi theo người cái kia lão hỗn đản sư phụ trời cao tà đã tới hỗn loạn thành, nhưng cũng không có đi vào đi nội thành. Trong lời đồn nội thành cũng không lớn, nhưng lại tồn tại ngũ sắc thần lực. Dương Nghị Vân nghe đến đó đánh gãy thần ma điểu nói, từ từ, người đi theo nhà ta lão nhân đi vào hỗn loạn tiên thành đều không có tiến vào hỗn loạn tiên thành nội thành,
Vì cái gì, còn có cái gì là ngũ sắc thần lực? Tiểu tử ngươi sốt ruột cái gì, nghe ta từ từ nói a. Thần ma điểu oán giận Dương Nghị Vân đánh gãy nó nói chuyện. Hành hành hành, ngươi tiếp tục nói đi. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt. Đầu tiên nói chúng ta năm đó chúng ta không có tiến vào nội thành sự đi, hỗn loạn tiên thành nội thành, lão tử vừa rồi nói qua, có ngũ sắc thần lực, tự nhiên không phải ai đều có thể đi vào, cường đại như ngươi cái kia lão hỗn đản sư phụ, đối mặt ngũ sắc thần lực cũng muốn dương mắt nhìn, đương nhiên nếu là lão hỗn đản phát cuồng, mạnh mẽ phá nội thành ngũ sắc thần lực trận pháp, đánh giá cũng là có thể đi vào, nhưng làm như vậy cố sức hao tâm tốn sức không nói, khả năng còn sẽ trêu chọc ra hỗn loạn nội thành chung. Chân chính lánh đời cường giả, cho nên năm đó sư phụ ngươi cái kia lão hỗn đản chỉ là ở ngoài thành nhìn nhìn, chung quy không dám sằng bậy, chưa tiến vào. Còn có chính là tưởng tiến vào nội thành, là có điều kiện quy củ, chỉ có đạt tới nội thành điều kiện mới có thể tiến vào nội thành, tiên giới vạn vật sinh linh đều tưởng tiến vào nội thành, chịu ngũ sắc thần lực tẩm bổ tu luyện, nhưng không đơn giản như vậy, thành ngàn mấy vạn năm cũng không nhất định có một cái có thể đi vào nội thành. Nói nơi này, thần ma đều ngừng lại. Dương Nghị Vân nhìn không được nói, điều kiện gì mới có thể tiến vào nội thành, ngươi nhưng thật ra nói a. Còn có ngũ sắc thần lực có thể tu luyện, cái này nghĩ đến không đơn giản đi. Thần ma điểu nhìn Dương Nghị Vân nói, tiểu tử ngươi đừng nghĩ, có bao nhiêu so tiểu tử ngươi thiên phú siêu tuyệt thiên tài đều tưởng tiến vào hỗn loạn nội thành vào không được, ngươi cái nhược kê, ha ha, không diễn. Hảo ngươi cái tạp mau điểu a, khinh thường tiểu gia, nói, như thế nào mới có thể đi vào hỗn loạn tiên thành nội thành. Tiến vào sau có chỗ tốt gì? Dương Nghị Vân trừng mắt thần ma điểu nói. Thần ma điểu nói, hắc hắc, thật đúng là không phải xem thường tiểu tử ngươi, tiến vào hỗn loạn tiên bên trong thành thành điều kiện, liền ba điều, nhưng toàn bộ tiên giới không có mấy người có thể làm được. Đầu tiên là tường thành thí nghiệm tán thành độ, nội thành không có cửa thành, mở ra cửa thành yêu cầu tường thành thí nghiệm, đến lúc đó sẽ xuất hiện cửa thành. Lúc sau sẽ có hiện hóa khắc văn vấn đề. Chính là như là dám khảo ra đề mục làm học sinh biện hộ giống nhau, trả lời ra tới, lại tiến vào đệ tam điều, nhưng đệ tam điều là có thể làm 9 thành 9 người thất bại. Trước hai điều khoản, đệ tam điều là võ, có nghe đồn, tiên đế chi cảnh giới khởi bước, không có tiên đế chi cảnh tưởng đều đừng nghĩ. Ách như vậy biến thái điều kiện ai định ra? Nếu là có tiên đế chi cảnh giới, ai còn đi vào? Tưởng đi vào người không đều là vì tăng lên tu vi sao? Dương Nghị Vân đối như vậy điều kiện rất là khó hiểu. Thần ma điểu nói, không ai định ra điều kiện, hỗn loạn tiên bên trong thành thành, này ba cái tiến vào nội thành điều kiện từ có hỗn loạn tiên thành liền tồn tại, ai cũng không biết hỗn loạn tiên bên trong thành thành có người nào hoặc là sinh linh tồn tại. Trên thực tế, thượng cổ lúc sau liền không có người đi vào, nguyên nhân chính là vì là như thế, mới làm mọi người đều đối hỗn loạn tiên bên trong thành thành càng thêm thần bí tò mò. Đều muốn đi thử xem, nhưng không có người thành công đi vào. Tiểu tử ngươi nếu có thể đi vào a, nói không chừng là có thể làm ngươi nói nguyên khôi phục, ngũ sắc thần lực kia chính là thứ tốt, hấp thu tu luyện từ từ đều đem là làm ít công to. Dương Nghị Vân mở miệng nói như vậy ngũ sắc thần lực chính là thần giới lực lượng. Tiểu tử ngươi cuối cùng thông minh một hồi, ngũ sắc thần lực thật đúng là chính là thần giới lực lượng. Thần ma điểu nói, hai người một hỏi một đáp mà đi. Dương Nghị Vân cũng không suy xét đi nội thành, chính là hiểu biết, hắn cũng không tự đại đến có thể cùng tiên đế sánh vai nông nỗi. Nếu khởi bước đều là tiên đế mới có thể đi khảo nghiệm đệ tam điều, kia hắn liền càng không cần phải nói, trong lòng ngẫm lại liền tính. Vẫn là làm tốt trước mắt sự tình lại nói. Cùng thần ma điểu đi tới ngoại đông thành một chỗ đại nấm giống nhau kiến trúc trước, Dương Nghị Vân hỏi, tiểu gia ta muốn đi mua sắm tiên dược, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Hắn nhìn cũng không giống như là tiên dược hành. Thần ma điểu mắng, tiểu tử ngươi biết cái gì, nơi này là chợ đen hiểu không? Ở hỗn loạn tiên thành bên ngoài thượng cửa hàng chợ nhưng không nhiều ít thứ tốt, lão tử mang ngươi tới chợ đen trường kiến thức, cũng là tới đào bảo, tiểu tử ngươi hôn mê này đoạn thời kỳ, lão tử cũng ở hỏi thăm có thể cho tiểu tử ngươi chữa trị càn khôn nói nguyên bảo vật, có điểm mặt mày, nghe nói hôm nay sẽ có một đám bảo vật xuất hiện ở cái này chợ đen thượng, thử thời vận, không chừng có thể tìm được thứ tốt. Dương Nghị Vân vừa nghe có cái gì bảo vật có thể chữa trị chính mình càn khôn nói nguyên, tức khắc tinh thần tỉnh táo, vội vàng hỏi, là cái gì bảo vật? Thật có thể chữa trị ta nói nguyên. Thần ma điểu nói, lão tử lao lực tâm tư nghe lén tới, cũng không biết chuẩn không chuẩn, bất quá nghĩ đến không sai được đi, nói là long tiên hương, xuất từ hỗn loạn tiên vực hồng hoang khu vực, chính là chân chính long tiên hương,
thật muốn là có thể xuất hiện Long Tiên Hương, tám phần có thể chữa trị tiểu tử ngươi nói nguyên. Dương Nghị Vân nghe xong thẳng trợn trắng mắt, nghe người ý tứ. Chỉ là khả năng a. Tức khắc cảm thấy Tạp Mao Điểu không đáng tin cậy. Dựa theo Tạp Mao Điểu ý tứ, Long Tiên Hương có thể hay không xuất hiện ở cái này chợ đen còn không nhất định, chỉ là hỏi thăm tới tin tức mà thôi, đến nỗi có thể hay không làm hắn khôi phục nói nguyên, liền càng là không biết bao nhiêu. Cho nên Dương Nghị Vân cảm giác cái này Tạp Mao Điểu phi thường không đáng tin cậy. Chỉ nghe thần ma điểu nói, ngươi còn có khác biện pháp sao? Dương Nghị Vân sắc mặt cứng đờ, hắn thật đúng là không có. Tiểu tử ngươi thấy đủ đi, kia chính là nói nguyên bị hao tổn ngươi tưởng việc nhỏ, ngươi không phế bỏ là tạo hóa, lão tử lao lực hỏi thăm tới tin tức, luôn là một hy vọng. Nói nữa, ngươi vẫn là ngẫm lại đến lúc đó nếu là thực sự có Long Tiên Hương bực này chí bảo xuất hiện, có thể hay không ra nổi giá đi, nghe nói là thần Long Long Tiên, thần Long đều tuyệt tích ở hồng hoang thời đại, có người cũng chỉ là vận khí tốt được đến một giọt mà thôi. Hiện tại thứ này, chính là bị hỗn loạn tiên thành vô số thế lực cùng cường giả theo dõi, liền chờ hiện thân sau, dùng hết thủ đoạn được đến tay đâu. Thần Long Long Tiên, cũng không phải là tầm thường đồ vật, một giọt đủ để làm một vị tiên quân cảnh giới đến tiên vương, càng có cải tạo thiên phú thân thể chi diệu, chỗ tốt vô pháp tưởng tượng, làm không hảo lần này hỗn loạn tiên thành rất nhiều cường giả đều sẽ nhảy ra cướp đoạt. Lần này này chợ đen, bên ngoài Đông Thành tới nói là cái lớn nhất chợ, tầm thường tới người đều không ít. Huống chi có Long Tiên Hương xuất thế mấu chốt thượng, liền càng khó lường. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phát hiện, chúng ta một đường đi tới, trên phố này người so với bất luận cái gì đường phố muốn cỡ nào, đang xem đại môn, có bao nhiêu người đi vào. Thần ma điểu nói chuyện làm Dương Nghị Vân quan sát. Ngay từ đầu một đường đi tới, Dương Nghị Vân thật đúng là không chú ý, trải qua thần ma điểu như vậy vừa nói, hắn phát hiện thật đúng là, toàn bộ đường phố người đều so mặt khác đường phố nhiều rất nhiều. Thật lớn đại nấm giống nhau kiến trúc trên cửa lớn, dòng người như dòng nước giống nhau đi vào. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào thử thời vận thần ma điểu nói chuyện. Dương Nghị Vân đối này chỉ Tạp Mao Điểu là thật sự có chút hết chỗ nói rồi, nhịn xuống không nói, người đều nói có vô số người đều đang chờ Long Tiên Hương xuất hiện, tiểu gia ta hiện tại không có bất luận cái gì pháp lực, hơn nữa cũng không xem như cường giả như thế nào đi chạm vào vận khí. Thần ma điểu bắt đầu mắng, tiểu tử ngươi ngốc a. Đều nói là chạm vào vận khí sao, vạn nhất đâu. Bán ra Long Tiên Hương người tự nhiên cũng sẽ nghĩ vậy một chút, muốn ra tay nhất định cẩn thận, sẽ không gióng trống khua chiêng tới. Có một số việc thời điểm, ở chợ đen thượng càng có rất nhiều lấy vật đổi vật, vạn nhất tiểu tử ngươi có thể cho đối phương muốn, hoặc là nói gặp vận may cứt chó đụng phải mang theo Long Tiên Hương người, chẳng phải là kiếm lời. Nói nữa, tiểu tử ngươi không phải muốn mua sắm mặt khác tiên dược sao, hắc trên núi đầy đủ hết. Không Long Tiên Hương ngươi mua sắm mặt khác tiên dược không phải được. Cũng là làm tiểu tử ngươi tới được thêm kiến thức. Dương Nghị Vân nghe xong ngẫm lại cũng là đạo lý này, liền nói, hành, vào xem được thêm kiến thức cũng hảo, đúng rồi, ngươi nói ở chợ đen thượng phát sinh cướp bóc làm sao bây giờ? Có hay không người quản, nghĩ đến chợ đen cũng là có năng lượng thế lực sáng tạo đi. Thần ma điểu nói, đó là tự nhiên, phàm là có thể ở hỗn loạn tiên thành sáng tạo chợ đen người. Nhất định là cường giả hoặc là cường đại thế lực, không có người dễ dàng tìm chết, nhưng là cũng có ngoại lệ, cái này chợ đen không nhất định. Có cái gì không giống nhau? Dương Nghị Vân hỏi. Thần ma điểu nói, cái này chợ đen nội có càn khôn, đương quy củ thực hỗn loạn, không có bất luận cái gì bảo hộ, muốn đã chịu chợ đen bảo hộ, nhất định phải mua sắm chợ đen thượng đẳng bảo hộ lệnh bài, một khối lệnh bài 5.000 trung phẩm tiên thạch khởi bước, ra giá cả càng cao, bảo hộ thủ đoạn càng cao. Nghe nói tối cao 1.000.000 tiên thạch, nếu gặp được nguy hiểm chợ đen nhưng phái ra tiên đế cấp bậc cường giả bảo hộ. Như vậy quý, Dương Nghị Vân lớn lên miệng. So sánh với một vị tiên đế bảo hộ 1.000.000 trung phẩm tiên thạch cũng không tính cái gì thần ma điểu nhàn nhạt nói. Dương Nghị Vân ngẫm lại điều này cũng đúng. Bất quá hắn nhưng không có như vậy nhiều tiên thạch mua sắm bảo hộ, mua sắm luyện chế tiên đan tiên dược cũng không biết trên người tiên thạch có đủ hay không đâu. Trên người hắn tiên thạch thêm lên cũng liền 1.000.000 nhiều một chút sơ phẩm. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều, tiến vào lúc sau lại nói, tình hình chung trên người của ngươi không có gì chí bảo, liền ngươi cái này nhược kê tu vi, không có người để ý, nói nữa phàm là có thể giao dịch người, đều sẽ lựa chọn đoan bí ẩn nơi, sẽ không làm hắn phát hiện trên người có bảo vật. Thần ma điều thúc giục Dương Nghị Vân nhanh lên đi vào. Theo sau Dương Nghị Vân nghĩ thật lớn như nấm giống nhau kiến trúc đi đến. Đến cổng lớn thời điểm, có người gác,
yêu cầu nộp lên 500 hạ phẩm tiên thạch nhập môn phí mới được. Điểm này tiên thạch Dương Mỗ Nhân vẫn phải có, giao tiên thạch lúc sau, bước vào đại môn. Một đạo bạch quang sáng lên, hắn cảm nhận được có không gian truyền tống chi lực. Quả nhiên, ngay sau đó liền xuất hiện ở một cái hoa thơm chim hót trong sơn cốc, rất lớn sơn cốc. Bất quá Dương Nghị Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra là cao giai trận pháp thế giới. Hơn nữa hắn trên mặt tự động bịt kín một tầng sương mù lực lượng, dựa theo thần ma điểu cách nói, đây là cấp chợ đen nộp lên 500 tiên thạch sau phúc lợi, có này một tầng lực lượng ở cái này không gian bất luận kẻ nào nhìn không thấu đối phương dung mạo, này cũng coi như là một loại bảo hộ, để tránh sau khi rời khỏi đây bị người ghi nhớ bộ dáng đánh cướp. Còn có chính là trong tay lệnh bài, cũng là xuất nhập chứng, nghĩ ra đi thời điểm thúc giục lệnh bài là có thể tùy thời bị truyền tống đi ra ngoài. Nơi này chính là chợ đen. Dương Nghị Vân hỏi thần ma điểu. Toàn bộ chợ đen không gian rất lớn, nơi nơi là bóng người, giao dịch phương thức cũng đặc biệt, giống như là chợ bán thức ăn mua đồ ăn giống nhau, nơi nơi là hàng vỉa hè. Mỗi người trên mặt nhìn lại đều hiện lên một đoàn sương mù thấy không rõ dung mạo, mỗi người tùy ý lựa chọn địa phương, bày ra chính mình trên người bảo bối, tưởng giao dịch tùy tiện hỏi. Dương Nghị Vân nhìn người đến người đi trường hợp, có chút thổn thức, ít nói cũng có mấy vạn người, thật đúng là thật trường kiến thức. Lại cũng nghi vấn nói, những người này bày quán người chẳng lẽ sẽ không sợ bị cướp bóc? Ha ha, tiểu tử ngươi thật đúng là cho rằng chợ đen là hỗn loạn địa phương a. Lại nói tiếp hỗn loạn, nhưng chân chính làm đi đánh cướp thử xem. Nơi này thực rõ ràng là một phương không gian, nếu ai thật dám đi cướp bóc, ở bên trong này tuyệt đối sẽ bị chợ đen ban tổ chức cấp tiêu diệt. Thần ma điểu nói, điều này cũng đúng a, bày quán nhìn như lung tung rối loạn, không làm quản thúc. Còn thật không có nhìn đến có ai cầm đồ vật liền chạy. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói. Sau khi nói xong lại hỏi, quả đen chẳng lẽ nơi này liền không có chợ đen đấu giá hội? Thần ma điểu nói, không có, hỗn loạn tiên vực nơi này không giống địa phương khác như vậy giảng quy củ, có cái gì bảo vật bãi ở bên ngoài liền có thể giao dịch, một kiện bảo vật coi trọng người nhiều, trở thành liền cạnh giới, ai ra giá cao thì được, đơn giản thô bạo, thực trong sáng. Thật đúng là trường kiến thức, đi. Chúng ta đi xem Dương Nghị Vân có hứng thú, lần đầu tiên nhìn thấy chợ bán thức ăn giống nhau chợ đen, mỗi người trên mặt đều có sương mù, ai cũng thấy không rõ ai gương mặt, cho hắn một loại trên cửa mặt là có thể đánh cướp ảo giác. Nơi này chính là tiên giới, cho tới nay Dương Mỗ Nhân đối tiên giới khái niệm đều dừng lại ở tiên khí mờ ảo, xa hoa lộng lẫy thượng. Trên thực tế có chút địa phương đích xác như thế, nhưng càng nhiều thời điểm, cảm giác cùng tu chân giới cũng không có gì hai dạng. Tu chân giới là thế giới vô biên phía dưới quay chung quanh vô số tiểu thiên thế giới, mà tiên giới cấu thành còn lại là từng tòa lớn lớn bé bé tiên sơn hợp thành lớn lớn bé bé tiên vực, cũng không biết có bao nhiêu tiên vực lại hợp thành cuồn cuộn tiên giới. Đặc biệt là này hỗn loạn tiên vực, chính là tiên giới kỳ ba một đóa. Một tòa tiên sơn liền được xưng một cái tiên vực. Nơi này hết thảy ngược lại làm Dương Nghị Vân cảm giác thư thái. Đương nhiên từ cùng cốt yêu hoa nương một trận chiến lúc sau. Hắn liền minh bạch một đạo lý, ở chỗ này hỗn, không thể tùy tiện thiện tâm tràn lan. Nếu không sẽ thiệt thòi lớn, lần này hắn càn khôn nói nguyên chính là sống sờ sờ đại giới. Cái này trận pháp không gian thoạt nhìn rất lớn, Dương Nghị Vân cảm giác như là một kiện cao giai động thiên phủ đệ, tổng giác trong lòng không an toàn. Thần ma điểu còn lại là cười lạnh nói, tiểu tử ngươi cho rằng động thiên loại hình bảo vật là cải trắng ha. Động thiên loại không gian bảo vật, có thể chứa đựng vật còn sống. Ở toàn bộ tiên giới cũng không có nhiều ít, nơi này không gian đích xác không tồi, nhưng lại là không thể di động trận pháp không gian, nơi nào là cái gì động thiên bảo vật. Ngươi nói như vậy, lòng ta liền an toàn một chút, muốn thật là một kiện động thiên loại bảo vật, còn không bị người niết chủ mạng nhỏ đi. Dương Nghị Vân nói thầm nói chuyện. Một người một chim truyền âm nói chuyện, đi một chút nhìn xem mà đi. Trên đường Dương Nghị Vân thật đúng là mua được mấy thứ tiên dược, cũng kiến thức tới rồi cái gì là chợ đen hai chữ hàm nghĩa. Cái gọi là hắc, có thể lý giải thành dưới đèn hắc, hàng lậu, thượng không được bên ngoài đồ vật, cũng là tang vật. Ở chợ đen thượng mặc kệ là trộm tới, vẫn là đoạt tới, đủ loại chiêu số đều có, thật đúng là chủng loại đầy đủ hết, hiếm thấy tiên dược đều có. Đương nhiên mặt khác, giả mạo tiên dược cũng có không ít. Dung tạp mau điểu nói, hỗn loạn tiên vực tàng long ngọa hổ, long ngư hỗn tạp, cái dạng gì người đều có, không thiếu chơi tiểu thông minh gạt người. Tạo giả tiên dược giả tài liệu từ tự nhiên không thiếu, đây là khảo nghiệm tự thân trong mắt vấn đề. Mặt khác, cũng có chảy gỗ không biết nhìn hàng tồn tại,
cầm bảo bối không quen biết, lấy ra tới giao dịch, bị người có tâm nhặt tiện nghi, loại sự tình này ở chợ đen thượng thường xuyên phát sinh, một chút đều không kỳ quái. Cho nên nói đi bộ chợ đen, yêu cầu hai điểm, chính mình tầm mắt hảo, vận khí tốt, còn phải có thực lực. Nếu không bị người theo dõi, ra chợ đen đã bị cướp bóc, tạp tiên bên trong thành cướp bóc không ai quản, chuyện này hỗn loạn tiên thành. Đối với Dương Mẫu Nhân tới nói, khác không dám nói, nhưng là phân biệt tiên dược thật giả tốt xấu hắn vẫn là có điểm nhãn lực, không sợ bị hố. Ba cái canh giờ sau, Dương Nghị Vân bổ tề luyện chế Mỹ Kim Đại La Đan sở cần tiên dược, còn mua được luyện chế Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan sở cần phụ trợ tiên dược. Bất quá chủ dược lại là không tìm được. Điểm này hắn cũng không nóng nảy, gần nhất là luyện chế Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan chủ yếu nhưng không bình thường, không dễ dàng như vậy xuất hiện, cũng ở trong dự liệu. Thứ hai hắn cùng tạp mao điểu mới đi rồi toàn bộ chợ đen 1/3, còn muốn 2/3 diện tích không đi bộ xong, chậm rãi tìm chính là. Này một vòng xuống dưới, trong tay hắn tiên thạch đã xài hết, chủ yếu là Mỹ Kim Hỗn Nguyên Đan sở cần tiên dược muốn so mặt khác tiên dược quý, này vẫn là ở chợ đen giá cả tiện nghi nguyên nhân, nếu không ở bên ngoài đi mua, đã sớm không có. Trước mắt thiếu tiền, Dương Mẫu Nhân liền hướng về ở chợ đen đào bảo. Có hắn luyện đan chi thức, hơn nữa tạp mao điểu ở, đào đến bảo bối cũng không phải việc khó, liền xem có hay không vận khí, đào đến bảo bối sau, đang nói ra bảo bối ưu điểm. Qua tay làm nhà buôn, tin tưởng cũng là có thể kiếm được tiên thạch, thật sự không được hắn cũng chuẩn bị bày quán, dù sao trong tay có điểm đồ vật, tỉ như linh đào cùng mũ lôi tím lá cây, hắn không nhiều lắm bán, một mảnh lá cây cùng một viên linh đào, tin tưởng vậy là đủ rồi. Nơi này thật đúng là cái hảo địa phương, tiên dược tài liệu chủng loại đầy đủ hết, gặp qua biết đến, không gặp không nghe đều có Dương Nghị Vân vừa đi vừa nói chuyện. Đó là, hỗn loạn tiên vực địa vực đặc thù. Được xưng tiên giới cuối cùng hồng hoang nơi, tiên dược tài liệu ở chỗ này đích xác so địa phương khác đầy đủ hết, chủ yếu là rất nhiều hiếm là tiên dược địa phương khác không có, nơi này thực sự có thể tìm được, rất nhiều tu hành chi sĩ từ 4 phương 8 hướng mà đến, bọn họ cũng sẽ mang đến tiên giới địa phương khác bảo vật, tiến đến nơi này giao dịch. Thần ma điểu ngồi xổm Dương Nghị Vân bả vai một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Quả đen ta trên người tiên thạch không nhiều ít, chuẩn bị bày quán kiếm tiên thạch. Người có thể hay không chi viện một chút bảo vật? Dương Nghị Vân trong mắt vừa chuyển hỏi. Thần ma điểu cười lạnh, người cái tiểu hỗn đản, lão tử đều là dáng vẻ này, trên người có thể có thứ gì? Thật không có, Dương Nghị Vân có điểm không tin, ở hắn xem ra cái này tạp mao điểu luôn là thần thần bí bí, muốn nói nó trên người không có chứa đựng pháp khí không có bảo vật thật là có điểm không tin. Ha ha, thần ma điểu dứt khoát nhắm lại hai mắt, một bộ lão tử không phản ứng ta bộ dáng. Dương Nghị Vân trong lòng thở dài, xem ra tạp mao điểu thật là cái quỷ nghèo, cũng không hề trêu ghẹo nó. Mà đúng lúc này một thanh âm hấp dẫn hắn. Chỉ nghe được một tiếng bén nhọn lớn giọng vang lên nói, hiếm thấy côn long nữ yêu, tư sắc tuyệt thế, 1 vạn trung phẩm tiên thạch, yêu cầu thông đạo nhưng đừng bỏ lỡ, ai ra giá cao thì được. Dương Nghị Vân vừa nghe đến, côn long, tên này tức khắc dừng bước chân. Cũng không phải nói mẫn cảm, mà là hắn nghĩ tới Tuyết Hương. Tuyết Hương bản thể chính là Côn Long, đương nhiên Côn Long là sau trưởng thành tên. Hắn trong lòng rõ ràng, Côn Long ở tiên giới là khan hiếm chủng tộc, hắn có thể gặp phải Tuyết Hương cũng là cơ duyên xảo hợp. Tức khắc trong lòng mạc danh khẩn trương nhảy lên lên. Nhịn không được hỏi thần ma điểu nói, quả đen ngươi nói tiên giới còn có đệ nhị điều Côn Long sao? Thần ma điểu cảm nhận được Dương Nghị Vân khẩn trương, lại cũng nghi đã muộn một chút nói, cũng ngươi đừng khẩn trương, Côn Long tuy rằng là hiếm là yêu tộc. Nhưng tiên giới cuồn cuộn, không chừng sẽ có đệ nhị điều Côn Long tồn tại. Qua đi nhìn xem Dương Nghị Vân há có thể không khẩn trương. Tuyết Hương đơn thuần, nhưng lại ở nào đó thời điểm thực giảng nghĩa khí, hơn nữa thực để ý hắn, phương diện này đã được đến quá xác minh. Hiện tại đột nhiên nghe được có người giao hàng Côn Long, hắn trong lòng đã có chút rối loạn. Cùng Tuyết Hương chi gian là có sinh mệnh chi thủy môi giới, giờ phút này hắn tim đập nhanh hơn, vô hình chung đã cảm ứng được hơi thở. Sắc mặt biến vô biên khó coi lên. Suy nghĩ một chút dựa theo Tuyết Hương kia nha đầu tính tình, hắn bị ma thần ý thức bắt đi, há có thể an an ổn ổn đãi ở tiên đan thành. Liền tính là Đinh Hòa Bình cùng Bảo Thuận Quang tưởng gây khó dễ đánh giá cũng khó không dưới nàng. Theo thét to thanh, Dương Nghị Vân mang theo thần ma điểu đi đến, càng gần hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng. Một lòng cũng trầm đi xuống. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chen vào đám người, xuất hiện ở một khối cao điểm ngôi cao.
trên người hắn sát ý bạo phát ra tới. Đôi mắt tại đây một khắc đỏ bừng vô cùng. Ở một cái che kín khắc văn lồng sắt chung, Dương Nghị Vân thấy được. Mình đầy thương tích cuốn xúc thành một đoàn tuyết hương. Tuy rằng là hóa hình ra bản thể, nhưng Dương Nghị Vân liếc mắt một cái liền xác định là tuyết hương không thể nghi ngờ, hơi thở sẽ không sai, chính là tuyết hương. Thần ma điều cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người sát ý ở tràn ngập, vội vàng truyền âm nói, tiểu tử ngươi bình tĩnh một chút, nơi này là chợ đen, là so người trận pháp không gian, tuy rằng nhìn như không có người quản, nhưng chưa chừng ngươi vừa động sẽ sai lầm, đừng bị người bao sủi cảo. Còn có ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại nói nguyên có vấn đề không có pháp lực như thế nào đánh nhau. Lại nói tuyết hương cũng là hỗn nguyên nói tiên tu vi, ngươi ngẫm lại có thể bắt lấy tuyết hương người, tu vi há có thể kém đến. Đánh giá cũng là tiên quân cấp bậc, thậm chí là càng cao tu vi tiên nhân, ở chỗ này xúc động, tiểu tử ngươi muốn thiệt thòi lớn, lộng không hảo mạng nhỏ đều đến đáp đi vào, ngàn vạn đừng xúc động a, chúng ta quay đầu lại hảo hảo thương nghị, như thế nào cứu tuyết hương. A, à, Dương Nghị Vân cười lạnh, lão tử hôm nay liền phải xúc động một hồi, cái gì chó má vương bát đản, không thấy quy tôn tử chém, tiểu gia ta không bỏ qua, cùng lắm thì lại vận dụng một lần. Câu nói kế tiếp giống nhau chưa nói, nhưng vận dụng cái gì, chỉ có chính hắn rõ ràng, vận dụng át chủ bài đơn giản là càn khôn thần điện lực lượng. Đến nỗi hậu quả, Dương Mỗ Nhân không suy nghĩ, hắn từ trong xương cốt chính là cái người có cá tính, trong mắt chỉ có thấy bị nhốt ở lồng sắt chung cả người mình đầy thương tích tuyết hương, cùng vô tận lửa giận sát ý, không còn có mặt khác có thể tưởng tượng. Bên kia giao hàng còn ở tiếp tục, nhưng còn không có ra giá người. Trong đám người có người hô. Một vạn trung phẩm thiên thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, chúng ta chỉ nhìn đến yêu tu bản thể, như thế nào biết là tư sắc tuyệt thế. Lúc này trên đài người, nói, cái này đơn giản, cho đại gia nhìn xem đó là. Dứt lời lúc sau một đạo tiên nguyên đánh vào lồng sắt tuyết hương trên người. Ngao! Long minh tiếng động vang lên, hẳn là giải khai tuyết hương trên người nào đó phong ấn, ngay sau đó quang mang lập lòe lúc sau, lồng sắt tuyết rơi vừa hương hóa thành hình người. Đích đích xác xác là tuyết hương. Bốn phía thổn thức thanh không ngừng. Di quả thật là tuyệt sắc a, hắc hắc hắc, một vạn trung phẩm thiên thạch, cái này nữ yêu ta muốn. Ta ra một vạn một, một vạn năm, hai vạn. Bốn phía thanh âm không ngừng, thực mau tuyết hương giá cả đột phá tới rồi hai vạn trung phẩm thiên thạch, như cũ đang không ngừng tăng giá chung. Dương Nghị Vân lại là đứng ở trong đám người sắc mặt hắc thấu. Ở hắn trong lòng. Nhưng cho tới bây giờ không đem tuyết hương trở thành quả là yêu, trở thành quả là vật phẩm, cũng không cho phép người khác làm như vậy. Quả thực ở khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Yêu tu ở tiên giới ở rất nhiều địa phương kỳ thật địa vị đều thấp, bị có chút tiên nhân trở thành tu luyện lô đỉnh. Không cần tưởng, Dương Nghị Vân cũng có thể biết nếu là tuyết hương bị người mua đi, kết cục sẽ là cái dạng gì. Đặc biệt nơi này là hỗn loạn tiên vực, chúng ta dạng sự đều sẽ phát sinh. Hắn cũng không phải không nghĩ tới hậu quả, nhưng nhịn không nổi, đang nói một khi tuyết hương bị người từ nơi này mua đi, làm không hảo muốn tìm đều khó, đi ra ngoài thời điểm chỉ cần thúc giục lệnh bài là có thể nháy mắt đi ra ngoài, hơn nữa sau khi ra ngoài địa điểm rất nhiều, cũng không phải là một chỗ địa phương, cho nên Dương Nghị Vân nội tâm sốt ruột. Xem quá thượng tình huống, thét to giao hàng tuyết hương người là cái nam tử, cái đầu không cao, cũng nhìn không thấu tu vi, bốn phía còn đứng lập bốn gã trông giữ tu sĩ. Nghĩ đến cũng không phải vô danh hạng người, thậm chí có khả năng là cái thế lực lớn. Dương Nghị Vân không biết hậu quả sao. Hắn tự nhiên biết, cũng biết thần ma điều giảng thuật vấn đề đều đối. Nhưng hắn nội tâm ở rối rắm. Cứu khẳng định muốn cứu, bất quá ở chỗ này ra tay, hắn thật không biết có hay không nắm chắc. Mỗi một khắc bị nhốt ở lồng sắt chung tuyết hương đột nhiên từ nửa hôn mê chung tỉnh lại. Ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Dương Nghị Vân giờ phút này trên mặt có một tầng sương mù, tuyết hương cũng nên thấy không rõ lắm hắn là ai, nhưng giữa hai bên là có cảm ứng, có sinh mệnh chi thủy vì môi giới, tự nhiên có thể biết được là Dương Nghị Vân. Mà bị nhốt ở lồng sắt chung tuyết hương còn lại là bị trở thành vật phẩm, nhưng không có sương mù che lấp, Dương Nghị Vân cùng tất cả mọi người xem rành mạch nàng trông như thế nào. Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được tuyết hương phát hiện hắn. Lại thấy ngay sau đó tuyết hương đối với hắn lắc đầu. Cái này làm cho Dương Nghị Vân nội tâm run lên. Hắn tự nhiên rõ ràng tuyết hương lắc đầu là có ý tứ gì, là không cho hắn động thủ. Ý bảo Dương Nghị Vân đi. Nhưng Dương Nghị Vân có thể đi sao? Tự nhiên không thể. Nhìn tuyết hương hai tròng mắt,
ngay sau đó lắc đầu cười, Dương Nghị Vân đọc đã hiểu nàng ý tứ. Làm nàng đi, đừng phạm hiểm. Làm đương sự, Tuyết Hương tự nhiên rõ ràng hơn, chào nàng người là cái dạng gì người, bằng không Dương Nghị Vân mạo hiểm. Giờ phút này, Dương Nghị Vân rốt cuộc nhịn không được. Lẩm bẩm, nhà đầu ngốc, chờ, ta nhất định cứu ngươi. Dứt lời Dương Nghị Vân trong tay đỏ đậm chợt lóe, u minh cốt khí xuất hiện. Một cái tay khác trung đồ long kiếm cũng hàn quang chợt lóe. Tiểu tử đừng xúc động a, thần ma điểu lúc này sốt ruột. Mà Tuyết Hương còn lại là thấy được một màn này, cầu xin lắc đầu, trong ánh mắt nước mắt giàn giụa, há mồm không tiếng động nói ra hai chữ, không cần. Nhưng, Dương mẫu nhân đã làm ra hướng quan một đường vì hồng nhan hành động vĩ đại. Chết! Một chữ đằng đằng sát khí phun ra, thả người nhảy tới rồi trên đài, lại là bỗng nhiên nhất kiếm bổ về phía cự lồng sắt gần nhất một người trên người. A! À, thình lình, người này bị Dương Nghị Vân nhất kiếm chém thành hai đoạn nháy mắt tử vong. Ở Dương Nghị Vân ra tay nháy mắt, người này hơi thở bùng nổ, nhưng lại không tránh thoát đi, đây là bởi vì Dương Nghị Vân phát hiện đối phương là cái đại la tiên nhân. Hiện tại đối mặt hắn đại la không tính cái gì. Tuy rằng hắn đã không có pháp lực, chính là nguyên thần hoàn hảo, cảnh giới còn ở. Hơn nữa hắn vừa ra tay chính là xuất kỳ bất ý, càng là hô hoa sen đen thần hồn chi lực thêm vào, này nhất kiếm dây người này cũng không kỳ quái. Dương mẫu nhân trước mặt mọi người động thủ lại cũng không phải không thủ đoạn. Càn Khôn nói nguyên tuy rằng ra vấn đề, hắn đã không có pháp lực, nhưng thân thể lực lượng còn ở, thượng một lần tôi thể lúc sau, hắn thân thể chi lực có thể đạt tới rồi một cái độ cao, dựa theo thần ma điều cách nói có thân thể chính đạo căn cơ, có thể nói đến một cái chính hắn cũng không rõ ràng lắm thân thể đến tột cùng có bao nhiêu cường đại nông nỗi. Thả người dựng lên thời điểm hắn liền vận chuyển Càn Khôn tôi thể quyết, thân thể chi lực nháy mắt bùng nổ. Nhất kiếm chảm cái đại la không phí thổi hư chi lực. Đi, đừng động ta, người không phải bọn họ đối thủ, bắt ta người là cái tiên quân hậu kỳ cường giả, đừng động ta. Tuyết Hương rốt cuộc lớn tiếng hô ra tới. Oanh! Nhất kiếm bổ vào lồng sắt thượng, phát ra một tiếng nổ vang. Nhưng không có đem lồng sắt phá vỡ. Tìm chết! Dương Nghị Vân đều còn không kịp cùng Tuyết Hương nói chuyện, lại là một tiếng bạo nộ vang lên. Phía trước thét to bán Tuyết Hương người ngay lập tức xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người, ra tay thành chảo, hóa hình bàn tay khổng lồ, đối với Dương Nghị Vân chán chộp tới. Khí thế đích xác vô cùng cường đại. Người này hẳn là chính là Tuyết Hương trong miệng tiên quân hậu kỳ tiên nhân, cũng là bắt Tuyết Hương người. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân giờ phút này không có pháp lực, không dám dễ dàng đi chạm vào người này mũi nhọn, trong tay U Minh cốt khí thúc dục, ngay sau đó U Minh cốt khí hóa thành đại phì heo. Ngăn cản ở trước mặt. Oanh! Một tiếng nặng nề. Tên này tiên quân thật lớn bàn tay, đánh vào U Minh heo trên người. Nhưng ngay sau đó lại là bị bắn ngược trở về, tiên nguyên hóa thành bàn tay trực tiếp tiêu tán vô hình. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. U Minh heo tác dụng phát huy. Quả nhiên không có chút nào thương đến hắn, đối phương một kích tất cả đều bị U Minh heo đương xuống dưới. Hơn nữa phát hiện một cái thú vị hiện tượng là, công kích ở U Minh heo trên người pháp lực càng thêm, phản lực cũng càng lớn. Chỉ có Dương Nghị Vân rõ ràng, U Minh sinh vật sợ chính là cường đại thần hồn chi lực, đến nỗi pháp lực, cơ bản có thể làm lơ. Hiện tại trong lòng có điểm tự tin. Hắn đánh không lại, có thể dùng U Minh heo tới kháng. Dù sao thao tác lên tâm tùy ý động. Phu một phổ nhịn xuống trong cơ thể khí huyết quay cuồng, khiếp sợ vô cùng nhìn đột nhiên toát ra tới đánh cướp người, khó có thể tin. Hắn đường đường tiên quân hậu kỳ tu vi, vốn tưởng rằng một trưởng là có thể chụp chết đánh cướp người, lại không nghĩ rằng đối phương quỷ dị gửi ra tới một đầu màu xám quái vật trên đỉnh, làm hắn một trưởng đi xuống toàn bộ bắn ngược trở về, hôi hổi lùi lại vài mễ. Không thể tin được đây là cái gì thủ đoạn. Ở hắn cảm giác chung, đứng ở lồng sắt bên cạnh người không có bất luận cái gì pháp lực hơi thở, giống như là một người bình thường giống nhau, nhưng thủ đoạn quá quỷ dị. Bất quá ngẫm lại nơi này là hỗn loạn tiên thành. Trong lòng cũng liền bình thường trở lại, luôn là sẽ có quái vật xuất hiện không phải. Nhìn chằm chằm đối phương Vu Một Phổ trầm giọng mở miệng nói, đạo hữu ngươi hỏng rồi quy củ, nơi này tuy rằng là chợ đen, nhưng muốn được đến cái này nữ yêu, ngươi đắc dụng tiên thạch mua, như thế đánh cướp, cũng không phải là cái gì hảo biện pháp, sẽ chết người. Vu Một Phổ ở thử, cũng là ở cảnh cáo. Lúc này Dương Nghị Vân biết đối phương tâm khiếp, tổng cộng 5 người, bị hắn chém giết một cái. Dư lại 4 cái nói chuyện cái này hiển nhiên là dẫn đầu, mặt khác 3 cái đều là cấp dưới,
thoạt nhìn tu vi đều là đại la, chỉ là đem hắn vây quanh, lại cũng không dám lên tiến đến. Mà bốn phía đám người đã nổ tung. Nghị luận sôi nổi. Người này là người nào, lớn mật như thế, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo đoạt nữ yêu. Ai nói không phải đâu, ở tinh quang chợ đen như thế cướp bóc, này vẫn là đầu một chuyến gặp phải, nghe nói tinh quang chợ đen bối cảnh nhưng không đơn giản, chưa chừng tinh quang chợ đen người sẽ ra tay. Chưa chắc, muốn cho chợ đen ra tay, đến ra tiên thạch mới được, ta xem a, cái kia yêu lái buôn không nhất định cấp chợ đen giao quá tiên thạch. Từ vừa rồi hơi thở thượng cảm giác, yêu lái buôn tựa hồ là tiên quân tu vi, bực này cường giả hỗn loạn tiên vực bên ngoài thượng cũng không nhiều lắm, tự thân thực lực đều vậy là đủ rồi, tiến vào chợ đen căn bản sẽ không nhiều kêu bảo hộ tiên thạch. Người này lá gan 8 ngày, bất quá cũng có thực lực a, cư nhiên làm một vị tiên quân đều lùi lại đi ra ngoài. Quỷ dị chính là trên người hắn cư nhiên không có bất luận cái gì pháp lực hơi thở. Đây cũng là không có gì kỳ quái. Hỗn loạn tiên vực là địa phương nào đừng quên, toàn bộ tiên giới liền hỗn loạn tiên vực ra quái vật, một ít cổ xưa tu hành hạng người, tuy rằng rất ít ra tới, nhưng không đại biểu không có, ta xem người này hẳn là hỗn loạn tiên vực nào đó cổ xưa tu luyện thế lực người. Mặc kệ nói như thế nào, nhìn thật là náo nhiệt, ở chợ đen trắng trợn táo bạo đánh cướp, này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Không đúng không đúng, ta vừa rồi tựa hồ nghe thấy lồng sắt chung cái kia nữ yêu kêu gọi, làm người nọ đi linh tinh. Hiện tại xem ra giữa hai bên có lẽ nhận thức. Muốn thật là như vậy, cũng liền khó trách, nữ yêu bị trảo, hiển nhiên là người ta người nhà tìm tới, đảo cũng không tính cướp bóc. Chưa chừng người nọ chính là yêu tộc. Không có khả năng, hơi thở là nhân tộc không thể nghi ngờ. Bốn phía đám người nghị luận sôi nổi. Dương Nghị Vân lại là lạnh giọng mở miệng, nhìn đối diện tiên quân tuy rằng dung mạo bị sương mù che đậy, nhưng tưởng đều có thể nghĩ đến này tiên quân hiện tại hẳn là thực buồn bực. Bị u minh heo bắn ngược tư vị nhưng không dễ chịu. Trong lòng người, là tiểu gia người, người bắt nàng tới hắc thạch giao hàng, đánh cướp chưa nói tới, nhưng hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại, tiểu gia hôm nay phải giết ngươi. Dương Nghị Vân bất cứ giá nào, u minh heo cũng cho hắn tự tin. Đối mặt cái này tiên quân hắn không sợ mảy may, sát ý tràn ngập. Dương Nghị Vân lời này một chỗ, ở đây người đều minh bạch, khó trách. Nguyên lai nhân yêu lái buôn. Bắt nhân ra người, cái này tưởng tượng, cướp bóc cũng liền không kỳ quái. Nhưng là, sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể giải quyết. Trước mắt ở chợ đen bên trong, chỉ cần tinh quang chợ đen người không ra tay, tựa hồ tên kia tiên quân cũng không có biện pháp. Ha ha ha, lúc này đại gia vừa thấy, lại là tên kia tiên quân cất tiếng cười to lên. Ngay sau đó mọi người nghe được tiên quân cuồng ngạo nói, mặc kệ ngươi là người nào. Hôm nay đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, nữ nhân chính là bổn quân nửa đường nhặt được, tưởng bán đi liền bán đi, ngươi có thể nề hà. Ngay sau đó tiên quân hướng về phía chân trời mở miệng nói, cho ta phong tỏa, làm tinh quang vệ đội tiến đến, chu sát hắn. Lời này vừa nói ra, chẳng những là Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, ngay cả bốn phía người cũng là ngẩn người. Vị này tiên quân nói, tựa hồ để lộ ra rất nhiều tin tức. Giữa sân không ít người đều nhỏ giọng nghị luận. Phong tỏa, tinh quang vệ. Tê như thế nghĩ đến tên này tiên quân là tinh quang chợ đen người A, cái này người nọ muốn xong rồi. Có thể như thế tùy ý tại nơi đây nói chuyện, tên này tiên quân làm ta nhớ tới một người tới. Chính là người nào? Vu Một Phổ, tinh quang chợ đen người cầm lái, nghe đồn Vu Một Phổ là tiên giới nào đó siêu cấp thế lực người, tỏa chấn hỗn loạn tiên vực, khai nhà này tinh quang chợ đen, hiện tại xem ra, đồn đãi có thể là thật sự. Này cũng có chút quá không biết xấu hổ đi, ở chính mình ra địa bàn làm như vậy, chẳng phải là khi dễ người. Khi dễ lại như thế nào, ai làm nhân gia thế đại? Đã sớm nghe nói tinh quang chợ đen ở sau lưng làm đại gia chặn giết buôn bán hoạt động, hiện tại xem ra đồn đãi không giả. Này cũng bình thường, ai làm nơi này là hỗn loạn tiên vực đâu, nắm tay thiên nhiên có thể vô pháp vô thiên, trước mắt này không phải chân thật vẽ hình người sao? Nói cũng đúng vậy. Người nọ vận khí không tốt, xem ra hôm nay muốn uống huyết ở chợ đen không gian. Ai nói không phải đâu, trong truyền thuyết tinh quang vệ đội, nghe nói mỗi một cái đều là tiên quân cấp bậc tu vi, người nọ ở cường đại, có thể ngăn cản một cái tiên quân, còn có thể ngăn cản hai cái ba cái. Ta xem cũng chưa chắc đi, người nọ trong tay kia màu xám chi vật, lại là không biết là cái gì yêu thú, có thể làm tiên quân lùi lại, muốn giết hắn sợ cũng không dễ dàng. Ha ha.
tinh quang chợ đen có thể ở toàn bộ hỗn loạn tiên thành treo lên danh hào, há có thể không có cường giả tọa chấn. Tất nhiên là có tiên vương tồn tại, chưa chừng tiên đế cường giả đều có. Ngươi cho rằng tiên vương tiên đế là cải trắng không thành. Toàn bộ hỗn loạn tiên thành cũng không nhiều ít tồn tại. Ta dám đánh đố, tinh quang chợ đen tuyệt đối có tiên quân trở lên cường giả tọa chấn. Đừng nói nữa, tiểu tâm bị nghe được, liên lụy ta chờ. Những người này trên mặt cứ việc có sương mù che đậy, không sợ bị nhìn ra tới, nhưng nói lên tinh quang chợ đen thời điểm vẫn là kiêng kỵ khẩn. Dương Nghị Vân đâu? Giờ phút này cũng quản không được như vậy nhiều, dù sao đều đã ra tay, sợ hãi đều không dùng được. Lúc này chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Tuy rằng đối phương nói chuyện ở kêu người, nhưng hắn biết cũng ở kiêng kỵ hắn. Không có lại đi để ý tới, trước đem tuyết hương từ lồng sắt liền ra tới lại nói. Oanh! Lần thứ hai nhất kiếm. Lồng sắt lông tóc vô thương. Đừng, người đi mau, đừng động ta, người đấu không lại bọn họ. Tuyết hương lưu trữ nước mắt sốt ruột vô cùng. Nhà đầu ngốc đừng nói chuyện, ta có thể cứu người đi ra ngoài, một ít mau tặc mà thôi, không sợ, hết thảy có ta ở đây đâu. Dương Nghị Vân an ủi Tuyết hương. Ngay sau đó hắn đối với đồ long kiếm mắng, phế vật, một cái phá lồng sắt đều phách không khai, muốn ngươi gì dùng. Oanh! Nói chuyện lại lần nữa bổ tới, lần này hắn vận đủ càn khôn tôi thể quyết, đem toàn thân lực lượng dùng ra tới. Sau đó thật lớn nổ vang dưới, lồng sắt thượng khắc văn đại tác phẩm, nhưng đi như cũ không có phá vỡ. Ngược lại hắn nắm chặt đồ long kiếm đôi tay ở thật lớn chấn động trung hổ khẩu vỡ ra, máu tươi nhiễm hồng đồ long kiếm. Ong ong! Lúc này đồ long kiếm run minh lên. Một đạo tinh thần ý thức truyền tiến Dương Nghị Vân trong óc. Là chính ngươi vô dụng. Không giải được ta phong ấn, còn trách ta, kế tiếp ta yêu cầu ngươi thần hồn chi lực, phá tan phong ấn, đến lúc đó ngươi thành tàn phế nhưng bị trách ta. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động. Hắn biết là đồ long kiếm kiếm linh. Kiếm linh rất sớm trước kia liền nói quá, muốn phát huy ra uy lực, yêu cầu chính là thực lực, phá tan nội loại phong ấn, nhưng Dương Nghị Vân trưởng thành đến đây, cũng không có phá vỡ phong ấn, hơn nữa hắn có mặt khác thủ đoạn, đối này một vụ tử sự, liền cấp quên mất. Cũng không có cố tình suy nghĩ quá biện pháp. Hiện tại đồ long kiếm linh ý thức câu thông, hiển nhiên là bị hắn một câu phế vật cấp kích thích tới rồi. Đương nhiên cũng là hắn tinh huyết kích thích đi. Trên chuôi kiếm vết máu nháy mắt bị đồ long kiếm hấp thu chạy nhanh, tiếp theo lại truyền đến một câu, cho ta ngươi cũng đủ tinh huyết, ta tự hành giải phong, ở dùng ngươi nguyên thần chi lực thúc dục. Nghe được kiếm linh câu thông, Dương Nghị Vân không cần suy nghĩ, trực tiếp nơi tay cầm kiếm nhận chính là kéo. Lòng bàn tay cắt qua đại lượng vết máu nhiễm hồng đồ long kiếm. Ong ong ong. Nhưng run minh thanh rất lớn. Dùng huyết tới uy kiếm, hắn cũng bất cứ giá nào. Xoát. Một cái tay khác tâm lại cắt qua. Lúc này đồ long kiếm hoàn toàn bị hắn máu nhiễm hồng. Oanh. Một tiếng nặng nề vang lên. Ngay sau đó nháy mắt đồ long kiếm thượng cường đại kiếm khí khuếch tán đi ra ngoài. Một cổ tận trời kiếm ý từ phía trên truyền đến. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ, hắn biết đồ long kiếm giải phong. Nguyên thần chi lực vận chuyển thúc dục đồ long kiếm. Bỗng nhiên nhất kiếm đối với lồng sắt bổ tới. Ầm vang. Này nhất kiếm lúc sau, lồng sắt thượng khắc văn đả tọa, nhưng lại bị Dương Nghị Vân bổ ra. Đem Tuyết Hương nâng ra tới. Đừng sợ. Nhìn Tuyết Hương cả người là thương bộ dáng, Dương Nghị Vân đau lòng, nhưng càng có rất nhiều lửa giận. Ngươi, ngốc không ngốc, sẽ không toàn mạng. Tuyết Hương lưu trữ nước mắt nói. Ta nói rồi, người đi theo ta vào đời, ta sẽ bảo hộ ngươi, lần này là ta không tốt, trước đừng nói nữa, người tiến càn khôn hồ chữa thương, dư lại giao cho ta đi. Đừng vội Tuyết Hương vội vàng đánh gãy Dương Nghị Vân, bởi vì nàng biết Dương Nghị Vân có thể ở một niệm dưới làm nàng tiến vào càn khôn hồ đi, đến lúc đó nghĩ ra được liền không dễ dàng. Mấu chốt là trước mắt cục diện, nàng nội tâm thực bất an. Ngay sau đó hít sâu một hơi nói. Ta ở tiên đan thành học được rất nhiều, kỳ thật ta hẳn là cảm tạ ngươi, làm ta kiến thức tới rồi trên đời này như vậy nhiều xuất sắc, cũng rốt cuộc minh bạch, các ngươi nhân tộc tình yêu là bộ dáng gì. Tiểu côn giúp ta chiếu cố hảo, ta thích ngươi, đây là ta vẫn luôn tương đối ngươi nói, cũng là học được, nhân tộc tình yêu chung có một câu là, trên trời xin làm chim liền cánh, ta nghe Yến Xích Hà nói qua, ngươi có thể vì ta cũng có thể vì ngươi. Tuyết Hương nói. Nghe vào Dương Nghị Vân trong tai có chút vòng, cũng có chút hồ đồ, bất quá Dương Nghị Vân cảm giác thích hợp.
vừa muốn há mồm nói chuyện hết sức, lại là Tuyết Hương toàn thân quang mang đại tác dựng lên. Ngao! Một tiếng long minh lúc sau, Tuyết Hương hóa thành trăm mét thật lớn bản thể huyền phù ở thiên địa. Giờ khắc này Dương Nghị Vân minh bạch nàng muốn làm cái gì, nàng ở thiêu đốt chính mình, nàng muốn liều mạng. Tuyết Hương trở về Dương Nghị Vân hai mắt đỏ đậm hô to. Dương Nghị Vân kỳ thật minh bạch Tuyết Hương muốn biểu đạt cái gì, cái này nha đầu ngốc đơn giản là tưởng nói cho chính mình, nàng thích hắn, nàng khát vọng nhân tộc tình yêu. Hắn có thể vì nàng trả giá, nàng cũng có thể. Hai người chi gian tình yêu là bình đẳng, cho nên nàng dùng thiêu đốt chính mình tâm động tới chứng minh. Ngươi có thể vì ta liều mạng, ta cũng có thể vì ngươi từ bỏ sinh mệnh. Đây là nàng lý giải nhân tộc tình yêu xem. Không nghĩ làm Dương Nghị Vân một cái đi gánh vác, nàng càng không nghĩ đi làm một cái bị bảo vệ lại tới bình hoa, nàng có nàng tư tưởng. Cho nên nàng cho dù là thiêu đốt chính mình cũng không muốn tránh ở Dương Nghị Vân phía sau đi. Điểm này chính là làm Dương Nghị Vân trong lòng lại là cảm động lại là thượng hỏa. Tuy rằng hô to làm Tuyết Hương trở về, nhưng hắn rõ ràng nha đầu này làm ra quyết định là không có khả năng trở về. Chỉ có thể nói nàng thật sự là một cái thiên chân đơn thuần nha đầu ngốc. Ngao! Phía chân trời phía trên Tuyết Hương hóa ra bản thể, thét dài không ngừng, nàng thiêu đốt tự thân sinh cơ tinh nguyên, cư nhiên không biết dùng cái gì bí pháp, làm tu vi đại trướng lên. Toàn bộ từ sơ phẩm hỗn nguyên đạt tới hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn. Cường đại khí thế truyền khắp toàn trường. Xong rồi, nhà đầu này không thấy ra tới nhưng thật ra cái người có cá tính, điển hình bên ngoài nội mới vừa, tiểu tử chạy nhanh ngăn cản, nếu không nàng một thân sinh cơ tinh nguyên thiêu đốt hầu như không còn nhưng chính là hồn phi phách tán kết cục. Lúc này thần ma điểu ra tiếng nói chuyện. Dương Nghị Vân đương nhiên rõ ràng vấn đề này. Hắn biết xét đến cùng vấn đề vẫn là giao hàng Tuyết Hương tiên quân trên người, cũng là đầu sỏ gây tội, chỉ cần giết cái kia đáng chết tiên quân, từ nơi này đi ra ngoài mới có thể kết thúc. Yêu tu cũng là có tôn nghiêm, Tuyết Hương bản thể là côn long, có thần long huyết mạch, cũng là cao quý huyết thống, có rất nhiều tôn nghiêm, nàng bị bắt lấy giao hàng, đã làm tức giận điểm mấu chốt, không liều mạng mới là lạ. Ha ha, không nghĩ tới a, cư nhiên còn có thể tung tăng nhảy nhót, nghiệt xúc còn muốn giết bổn quân sao? Giờ phút này Ngô Một Phổ tiên quân, thấy được Tuyết Hương huyền phù ở giữa không trung, hơi thở tỏa định hắn, ra tiếng cười lạnh, một chút cũng không e ngại, ngược lại càng kiêng kỵ không hề pháp lực hơi thở Dương Nghị Vân. Đến nỗi Tuyết Hương ở cứ việc hơi thở đạt tới hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn, nhưng ở Ngô Một Phổ trong mắt cùng hắn kém xa, căn bản không lo lắng. Hơn nữa, tinh quang vệ đội đã tới rồi, tin tưởng trở tay chi gian, là có thể lại lần nữa chân áp cái này yêu nữ. Tới nha! Bắt lấy này đầu nghiệt xúc. Ngô Một Phổ ra lệnh một tiếng, khắp nơi xuất hiện bốn gã tiên quân, đúng là tinh quang vệ đội. Tứ đại tiên quân hai cái phi thân dựng lên, hướng về Tuyết Hương mà đi. Mặt khác hai cái hướng về Dương Nghị Vân mà đi. Lúc này Dương Mẫu Nhân trong tay đồ long kiếm nhưng đã xảy ra biến hóa, nội tâm sát ý càng ngày càng nùng liệt. Nhìn đến hai cái toát ra tới tiên quân hướng về hắn mà đến, lần này hắn không chờ, chủ động xuất kích. Bởi vì hắn ở lo lắng Tuyết Hương. Tuyết Hương ở thiêu đốt sinh mệnh, lúc này hắn nhưng không rảnh lo cái gì, thần chắn sát thần Phật chắn sát Phật. Mặc kệ đối mặt chính là cái gì địch nhân, tiên quân cũng thế, tiên vương tiên đế gì đó hắn đều phải xông lên đi. Hơn nữa cũng cảm giác được, đồ long kiếm bất đồng, có lẽ có thể cho chính mình một kinh hỉ cũng nói không chừng. Phá không kiếm. Đối với vội vàng tiên quân chính là quét ngang nhất kiếm. Lộng lấy kiếm khí tức khắc bùng nổ, ngân quang lập lòe tới rồi chói mắt nông nỗi. Bốn phía quan chiến, chỉ nhìn đến Dương Nghị Vân nhất kiếm quét ngang chém ra, tức khắc làm nhìn chằm chằm xem bọn họ, chói mắt đến nhắm mắt. Ầm vang. Trong tai chỉ nghe được một tiếng nổ vang. Vội vàng trợn mắt nhìn lại là phát hiện, hai gã tiên quân hôi hổi lui về phía sau mười mấy mét. T. Có người hít hà một hơi. Nhất kiếm bước lui hai đại tiên quân. Đó là cái gì kiếm khí? Tuyệt thế chi kiếm a? Chỉ là bước lui mà thôi, không thấy được hai cái tiên quân lông tóc vô thương sao? Này đến cũng đúng vậy. Không nói đến người vây xem nghị luận, Dương Nghị Vân tuy rằng nhất kiếm bước lui hai cái tiên quân, nhưng trên mặt cũng không có vui mừng, bởi vì gần là bước lui mà thôi. Hắn muốn chính là chém giết. Hiện tại xem ra đồ long kiếm tuy rằng giải phong, nhưng khoảng cách chém giết hai đại tiên quân vẫn là có chênh lệch. Bát hoang về một, chảm 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 chảm. Dương Nghị Vân này sinh ác độc lên,
đối với hai đại tiên quân nổi điên giống nhau không ngừng huy kiếm mà ra. Một đạo tiếp theo một đạo lộng lẫy kiếm khí, từ đồ long kiếm thượng bùng nổ mà ra. Như là tia chớp, cũng như là sao băng cắt qua không trung. Bát hoang về nhất kiếm so với phá không kiếm cường đại hơn một ít, nhưng đối mặt hai đại tiên quân, tựa hồ vẫn là thiếu chút nữa. Dương Nghị Vân cảm giác không đủ, nhưng ở bốn phía quan chiến người trong mắt lại là thực khiếp sợ. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, Dương Nghị Vân một đạo tiếp theo một đạo kiếm khí, đem hai đại tiên quân áp chế gắt gao, ở vào hạ phong. Nhìn qua kế tiếp bại lui, không hề có sức phản kháng. Nhất khiếp sợ chính là, đại gia rốt cuộc phát hiện Dương Nghị Vân tu vi. Cứ nhiên là sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, thế nhưng lực đè ép hai đại tiên quân, làm hai cái tiên quân hậu kỳ cường giả kế tiếp bại lui, thật sự là kỳ tích. Dương Nghị Vân cảnh giới phát ra, là bởi vì hắn nguyên thần chi lực thúc dục đồ long kiếm, hơi thở phát ra tất cả mọi người cảm nhận được hắn là cái sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên, tuy rằng là sơ phẩm đỉnh, nhưng cùng hai đại tiên quân hậu kỳ so sánh với, khác nhau như trời với đất. Này phân chiến tích đã làm người đang xem cuộc chiến động dung. Nhưng Dương Nghị Vân bất mãn, không nghĩ tới đồ long kiếm giải phong lúc sau, hắn như cũ vô pháp chém giết hai cái tiên quân, gần là gắt gao áp chế xa không có đạt tới hắn yêu cầu. Hắn muốn chính là chém giết a. Phía chân trời phía trên tuyết hương hóa ra bản thể thiêu đốt, cùng mặt khác hai cái tiên quân chiến đấu đến kịch liệt, xem qua đi tuyết hương vững vàng chiếm cứ thượng phong. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được cái kia tiên quân đại viên mãn phóng lên cao, lại là hướng về tuyết hương mà đi, hiển nhiên muốn tam đại tiên quân liên thủ trấn áp tuyết hương. Dương Nghị Vân trong lòng sốt ruột. Nhưng đồ long kiếm liền lớn như vậy uy lực, hoặc là nói hắn có thể phát huy ra tới uy lực liền lớn như vậy, so sánh với tầm thường lần này năng lực áp hai đại tiên quân, đủ để thuyết minh đồ long kiếm giải phong là thành công. Đương với hắn mà nói, chung quy không đủ. Hơn nữa mỗi nhất kiếm đi ra ngoài, đều ở tiêu hao không nhỏ nguyên thần lực lượng, Dương Nghị Vân càng sốt ruột. Lúc này trong tay hắn một phen, năm phiến tím lôi lá cây nơi tay. Vốn là tưởng lưu trữ đối phó cái kia giao hàng quá tuyết hương tiên quân đại viên mãn, nhưng hiện tại không thể không dùng đến trước đối phương trước mắt hai cái tiên quân. Lại là liên tiếp vài kiếm chém qua đi, đem hai cái tiên quân áp chế, không có cho bọn hắn thở dốc thời gian, ngay sau đó Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, ngũ lôi. Trong tay năm phiến ngũ lôi tím lá cây toàn bộ đối với trong đó một cái tiên quân ném tới. Hắn nghĩ là trước xử lý trong đó một cái, dư lại một cái liền phải dễ đối phó. Ầm 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 rầm rầm. Năm đạo ngũ hành lôi đình nổ tung. Tất cả đều oanh kích ở trong đó một người tiên quân trên người. A a. Hai tiếng kêu thảm thiết trước sau vang lên. Năm phiến ngũ lôi diệp đồng thời công kích, uy lực rất lớn, làm Dương Nghị Vân đều không có nghĩ đến. Nháy mắt trọng điểm công kích tiên quân trực tiếp bị lôi đình chém thành cho tàn. Một cái khác xem như bị bắt cập, cũng là kêu thảm toàn thân bốc khói, nhưng lại một chút ngã xuống trên mặt đất, không chết. Bất quá Dương Nghị Vân nắm lấy cơ hội, nhất kiếm chém xuống. Hai cái tiên quân như vậy bị hắn xử lý. Tiếng sấm qua đi, giữa sân chết giống nhau yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Dương Nghị Vân thình lình xảy ra thủ đoạn cấp chấn động tới rồi. Cũng không có người thấy rõ. Dương Nghị Vân là làm sao bây giờ đến, chỉ có thấy trong tay hắn một hồi liền có năm đạo lôi đình bổ ra, trong phút chốc xử lý một cái khác bị lan đến, bị hắn nhất kiếm chém giết. Liền mạch lưu loát, thực chấn động. Dương Nghị Vân lại không có thời gian lại tưởng nhiều như vậy, xoát 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 lại là tam kiếm chém ra, ba cái bị dọa đến, phía trước trông coi tuyết hương đại la thành hắn dưới kiếm chi hồn. Trên mặt đất địch nhân thanh tràng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân, bỗng nhiên dậm chân. Vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, một bước lên trời. Hắn dựa vào đơn thuần cường đại thân thể lực lượng, nhảy bay lên, tới rồi giữa không trung mấy chục mét. Tự nhiên là muốn đi giúp tuyết hương. Tuyết hương thiêu đốt không thể kéo lâu lắm, nếu là chờ đến nàng toàn thân tinh nguyên sinh cơ thiêu đốt hầu như không còn, thần ma sợ là đều cứu không trở lại. Cho nên Dương Nghị Vân thở dốc đều không kịp, bay vọt dựng lên tới rồi giữa không trung, bỗng nhiên xuất kiếm chém về phía trong đó một cái tiên quân. Giữa không trung tam đại tiên quân vây sát tuyết hương, cứ việc tuyết hương thiêu đốt sinh mệnh đại giới, lúc này cũng ở vào hạ phong. Dương Nghị Vân chém giết hai đại tiên quân, bầu trời ba cái tiên quân tự nhiên cũng quan sát tới rồi, lúc này hắn nhất kiếm bổ về phía trong đó một cái, nói thật cái này tiên quân là kiêng kỵ thực. Ai không sợ lôi đình chi uy? Chẳng qua không có người biết, Dương mỗ nhân trong tay không có ngũ lôi diệp.
Một lần dùng hết ngũ lôi diệp, chính là phải đợi tiếp theo sinh trưởng ra tới mới được. Cái này tiên quân không dám cùng Dương Nghị Vân đụng chạm, toàn thân ong một chút, cường đại vô cùng tiên nguyên bao vây toàn thân, trong tay tiên nguyên đại tác phẩm, lại là lui về phía sau hố hạ, tránh đi Dương Nghị Vân mũi nhọn. Dương Nghị Vân xuất hiện một chút quấy rầy ba cái tiên quân. Sôi nổi đều đẩy ra, huyền phù ở trăm mét có hơn, một đám kinh nghi bất định nhìn Dương Nghị Vân, cho dù là tiên quân đều sợ hãi vừa rồi Dương Nghị Vân bộc phát ra tới kia chờ lôi đỉnh chi uy. Giờ phút này Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe, dừng ở Tuyết Hương trên người, hai mắt đỏ đậm nói, Tuyết Hương dừng lại, đừng ở thiêu đốt, mau dừng lại. Dừng không được. Tuyết Hương truyền âm cấp Dương Nghị Vân, trong giọng nói không có bi thương, ngược lại có loại rộng rãi. Ngươi cấp thu nhỏ, đừng phản kháng, ta thu ngươi tiến càn khôn hồ. Dương Nghị Vân sốt ruột nói. Nếu là Tuyết Hương ý niệm phản kháng Dương Nghị Vân cũng không có biện pháp đem nàng thu vào càn khôn hồ đi. Có cái tiền đề là, cần thiết là cảnh giới so với hắn thấp, mới có thể mạnh mẽ thu vào đi. Phản chi sẽ thực cố hết sức. Tuyết Hương cảnh giới hiện tại là hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn, nếu nàng không phối hợp, Dương Nghị Vân thu không đi vào nàng. Lúc này là thật sốt ruột. Nhà đầu này tính tình càng dữ dội hơn a. Đừng cố sức, ta sẽ không ném xuống ngươi một người chiến đấu. Tuyết Hương trả lời rất đơn giản. Tùy cơ thét dài một tiếng lại một lần hướng về tên kia tiên quân đại viên mãn mà đi. Chỉ có chém giết địch nhân, mới có thể bỏ qua. Dương Nghị Vân xem Tuyết Hương là không có biện pháp khuyên bảo, hiện tại chỉ có thể nghĩ cách trước từ nơi này đi ra ngoài, trong tay lệnh bài thúc dục không dùng được, nơi này không gian đã bị phong ấn. Duy nhất biện pháp là mạnh mẽ phá không gian đi ra ngoài. Dương Nghị Vân bạo giống một tiếng, huy kiếm chém về phía không trung. Kiếm khí bùng nổ lúc sau, tiến vào phía chân trời bên trong, lại cũng chỉ là làm không gian một trận. Phá không khai. Hắn biết chính mình lực lượng không đủ, cũng chỉ là đi nếm thử một chút, quả thực không phản ứng. Trong lòng đại hận, cũng minh bạch là cái kia giao hàng Tuyết Hương tiên quân đại viên mãn phía trước mệnh lệnh phong tỏa nơi này không gian. Cùng rõ ràng, cái này chợ đen, tất nhiên cùng cái này tiên quân có đại quan hệ, hắn hẳn là chính là chợ đen sau lưng người. Nếu không có biện pháp, kia cũng chỉ có thể bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần bắt lấy cái kia tiên quân đại viên mãn người, là có thể bức bách hắn mở ra không gian đi ra ngoài. Tuyết Hương thời gian không đợi người. Dương Nghị Vân lòng nóng như lửa đốt. Có thể sử dụng thủ đoạn, vừa rồi đều dùng qua, lúc này hắn thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt. Tiên quân hậu kỳ thực lực hắn đều khó có thể chống đỡ, huống chi muốn bắt lấy một cái tiên quân đại viên mãn. Đồ Long kiếm giải phong cũng biết thức làm hắn có thể áp chế hai cái tiên quân, xem như miễn cưỡng, có thể xử lý hai cái tiên quân, ít nhiều ngũ lôi tím lá cây. Nhưng hiện tại ngũ lôi tím lá cây dùng xong rồi, còn có thể có cái gì thủ đoạn? Dương Nghị Vân trong óc bay nhanh vận chuyển. Ngay sau đó hắn ánh mắt kiên định lên. Nghĩ tới một cái biện pháp. Lại là không biết được chưa? Nghĩ đến biện pháp, như cũ là ngũ lôi tím thụ. Tuy rằng ngũ lôi lá cây dùng xong lúc sau, yêu cầu chờ đợi thời gian tiếp theo sinh trưởng ra tới, nhưng lần trước hắn xử lý càn khôn chi linh sau, chân chính khống chế càn khôn hồ mới phát hiện càn khôn hồ nội bí mật. Mặc kệ là ngũ lôi tím thụ vẫn là linh đào thụ cũng hoặc là sinh mệnh chi thủy, kỳ thật đều là càn khôn hồ pháp tắc hạt giống lực lượng dựng dục mà ra trí bảo. Ba người bảo bối, nhưng đều cách dùng từ hạt giống lực lượng. Hắn là có thể điều động sử dụng. Chẳng qua hậu quả khả năng lớn hơn một chút, trực tiếp điều động ngũ lôi số lượng từ pháp tắc hạt giống lực lượng, hoặc là nói trực tiếp điều động ngũ lôi tím thụ căn nguyên lực lượng, cuối cùng sẽ thương đến ngũ lôi tím thụ, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Thực hiển nhiên chỉ cần không thương cập ngũ lôi tím thụ căn nguyên, về sau liền có dùng không hết ngũ lôi lá cây, một khi thương cập căn nguyên, nghiêm trọng ngũ lôi tím thụ khô kiệt, nhẹ giả cũng có thể là rốt cuộc sinh trưởng không ra ngũ lôi lá cây. Trong đó nặng nhẹ hắn tự nhiên minh bạch. Nhưng mà vì Tuyết Hương, vì có thể từ nơi này đi ra ngoài, hắn không thể không vận dụng ngũ lôi tím thụ căn nguyên lực lượng. Hạ quyết tâm lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, trực tiếp điều động ngũ lôi tím thụ căn nguyên lực lượng. Ngay sau đó hắn cánh tay trái càn khôn hồ đồ án nóng lên, ngũ lôi tím thụ lực lượng truyền ra tới. Cổ lực lượng này Dương Nghị Vân phát hiện so với ngũ lôi lá cây tề trả về cường đại hơn vài lần, nhưng ngẫm lại cũng bình thường, đây là ngũ lôi tím thụ căn nguyên lực lượng. Hắn bực này vì thế ở đào mồ chôn mình, lực lượng không cường đại mới là lạ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đem ngũ lôi tím thụ căn nguyên lực lượng dẫn đường tiến vào đồ long kiếm.
Ong ong ong. Đồ long kiếm run minh lên, như là một cái ăn uống no đủ hài tử, phát ra hoan hô. Như thế hắn biết đồ long kiếm uy lực đem có thể phát huy đến lớn nhất. Cũng tin tưởng 10 phần. Lần này liền tính không đem ba cái tiên quân chém, cũng có tin tưởng bắt lấy bọn họ. Đương nhiên có thể sát tốt nhất bất quá. Nếu là có năng lực hắn đều tưởng hủy diệt cái này chợ đen không gian. Lại là không biết hiện tại đồ long kiếm chi uy, có thể hay không phát huy ra hẳn là có thực lực. Dương Nghị Vân chớp mắt, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở mặt khác hai gã tiên quân trên người. Này hai cái tiên quân hiển nhiên đúng vậy cái kia giao hàng quá tuyết hương đại viên mãn tiên quân chó săn. Trước đêm này hai cái chó săn xử lý, quét dọn trở ngại. Dương Nghị Vân từ tuyết hương trên người nhảy xuống, dây chuẩn hai cái tiên quân hậu kỳ tiên nhân, nguyên thần chi lực thúc dục đồ long kiếm, bạo giống, sát. Đồng thời Dương Nghị Vân thúc dục thanh liên tiên hỏa cũng toàn bộ tiến vào đồ long kiếm. Ở giữa không trung một cái sát tự hô lên tới, nhất kiếm quét ngang chém xuống. Mục tiêu là nhất kiếm hai cái tiên quân hậu kỳ tiên nhân. Ong, oanh, lộng lẫy ngân bạch kiếm khí bùng nổ. Ầm ầm ầm, răng rắc sát. Có lôi đình vang vọng. Tại hạ phương quan chiến trong mắt, lại là thấy được Dương Nghị Vân từ tuyết hương khổng lồ bản thể thượng nhảy xuống, nhất kiếm đối với hai cái tiên quân hậu kỳ tiên nhân chém ra nhất kiếm. Cùng phía trước xuất kiếm đều bất đồng. Này nhất kiếm ở mọi người trong mắt, ở giữa không trung bộc phát ra chói mắt như ánh nắng mang giống nhau kiếm khí. Nhất kiếm chém ra hơn 30 mễ kiếm khí, có lôi điện vần quanh. Toàn bộ chợ đen không gian đều ở vặn vẹo. Mà hai gã tiên quân hậu kỳ tiên nhân, đối mặt Dương Nghị Vân nhanh như tia chớp kiếm khí, lại là sắc mặt đại biến, sôi nổi bạo phát từng người thủ đoạn. Nhưng lại chung quy kém xa. A, a, hai tiếng kêu thảm thiết. Giữa không trung huyết vũ vứt giải, hóa thành huyết vụ. Nùng liệt mùi máu tươi phát ra mở ra. Hai cái tiên quân hậu kỳ tiên nhân hóa thành bốn đoạn, đều là bị Dương Nghị Vân chặn ngang chặt đứt, hơn nữa tàn khu thượng thiêu đốt màu xanh lục ngọn lửa, từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới, nhưng rơi xuống đất lúc sau, cũng đã bị thiêu thành cho tàn. Thanh liên tiên hỏa đốt cháy dưới, không ai mấy cái tiên nhân có thể loại kém. T. So với phía trước càng cường đại rồi. Đó là cái gì lực lượng a? Lôi đình chi uy. Tựa hồ còn có cường đại tiên hỏa hỗn loạn ở trong đó. Người này trên người thủ đoạn rất nhiều a, xem ra là tiên giới nào đó thế lực lớn xuất thân không thể nghi ngờ. Phu một phổ hai bốn cái tinh quang vệ xem như toàn xong rồi. Đừng nói bốn cái tinh quang vệ, hiện tại xem ra vu một phổ tự thân cũng muốn khó bảo toàn. Ta xem không nhất định, nơi này dù sao cũng là tinh quang chợ đen không gian. Chưa chừng chợ đen mặt sau đại nhân vật sẽ xuất hiện. Chưa chắc, chợ đen đại nhân vật đơn giản là tiên vương, căng chết tiên đế cấp bậc, đạt tới tiên vương tiên đế này đó trình tự cường giả, cái nào không phải đang bế quan, đối những nhân vật này tới nói, hiểu được thiên địa mới là chứng đạo, liền tính tinh quang chợ đen sau lưng đại nhân vật ra tới, khả năng cũng không còn kịp rồi. Giữa sân đám người nghị luận nổi lên bốn phía, hôm nay nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Một cái hỗn nguyên nói tiên. Vẫn là cái sơ phẩm đỉnh hỗn nguyên nói tiên, cư nhiên xử lý bốn cái tiên quân hậu kỳ đại cao thủ. Hiện tại xem ra vu một phổ cái này tiên quân đại viên mãn đều sợ là nguy hiểm. Đích xác cùng tuyết hương chém giết chung vu một phổ tâm đều run rẩy. Đương nhiên phát hiện Dương Nghị Vân nhất kiếm chém giết hắn hai cái tiên quân hậu kỳ thủ hạ sau, trong lòng sợ hãi. Không nghĩ tới chính là một cái sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên, một cái cả người không có pháp lực người. Cư nhiên có thể bộc phát ra khủng bố lôi đình chi uy, một lần so một lần cường đại. Mà cùng hắn chém giết này đầu yêu thú cũng lâm vào điên cuồng trạng thái, trực tiếp thiêu đốt sinh cơ tinh nguyên, chiêu chiêu liều mạng, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới hỗn nguyên nói tiên đại viên mãn trình tự, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận tống cổ. Tuy rằng hắn ngô một phổ không sợ, cũng lực đè ép này đầu yêu thú, nhưng như thế điên cuồng trạng thái yêu thú, bản thân bản thể phòng ngự cường hãn. Nhất thời nửa rồi sau đó cư nhiên không có thể đem nàng trấn áp, chớp mắt công phu, hắn thủ hạ lại là chết hết. Cho nên hắn trong lòng hoảng loạn lên. Lúc này Ngô Một Phổ đã không có chiến đấu ý chí. Vừa rồi Dương Nghị Vân nhất kiếm chi uy, so với phía trước lôi đình còn muốn đáng sợ. Ngay sau đó hắn cảm giác đối phương ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, Vu Một Phổ không lý do trong lòng căng thẳng, hắn có loại cảm giác, hôm nay làm không hảo sẽ chết. Triệt. Đây là Vu Một Phổ trong lòng toát ra ý niệm. Đương cái này ý niệm toát ra tới sau, rốt cuộc áp chế không được,
ngay sau đó vu một phổ duỗi tay chợt lóe một khối kim sắc lệnh bài, bất đồng với tiến vào giả bắt được màu trắng lệnh bài, đây là chợ đen cao giai nhất lệnh bài, trực tiếp thúc dục vầng sáng đại tác phẩm, lại là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vu một phổ bản thân chính là tinh quang chợ đen người, nghĩ ra đi tự nhiên rất đơn giản. Hắn nghĩ tạm thời không địch lại, vậy đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây tìm người, bọn họ chợ đen tự nhiên không thiếu cường giả tọa chấn. Chạy thoát, ta sát, vu một phổ thúc dục tinh quang chợ đen tối cao lệnh bài chạy thoát. Nhanh như vậy liền túng. Vu một phổ thật âm hiểm, phong tỏa chợ đen không gian, trong tay hắn có chợ đen cao giai lệnh bài lại là có thể trước tiên chạy đi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Mà Dương Nghị Vân còn lại là lần thứ hai nhảy dựng lên tới rồi giữa không trung, đôi tay nắm chặt đồ long kiếm, thúc dục toàn bộ lực lượng, điều động ngũ lôi tím thụ căn nguyên, nhất kiếm bùng nổ đối với không trung chém ra. Cho ta khai. Ầm vang. Lần này trăm trượng kiếm khí bùng nổ, đối với chợ đen không gian chính là nhất kiếm, hắn muốn chém khai cái này chợ đen không gian, phong tỏa lại có thể như thế nào, ở lực lượng cường đại trước mặt, chung quy là trận pháp hình thành không gian, như cũ là có thể chạm khai. Mà hắn hiện tại cơ hồ ở cũng ở thiêu đốt lực lượng của chính mình. Mỗi một lần thúc dục đồ long kiếm, đều ở tiêu hao đại lượng nguyên thần chi lực. Ngũ lôi tím thụ căn nguyên lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa, đặc biệt là này nhất kiếm tiêu hao thất thất bát bát, cũng không tin phá không khai chợ đen không gian. Nhất kiếm trăm trượng kiếm khí, cắt qua trời cao mà đi. Ở nổ vang chung toàn bộ chợ đen không gian đầu tiên là lộng lẫy chói mắt dựng lên, sau là bỗng nhiên rung chuyển tối sầm lại. Lại tiếp theo phía chân trời đại lượng. Phá khai rồi. Cư nhiên nhất kiếm phá khai rồi chợ đen không gian, tuy rằng đây là trận pháp hình thành không gian, khá vậy không phải ai đều có thể phá vỡ, người này hung hãn. Ai nói không phải đâu, này tinh quang chợ đen không biết tồn tại bao lâu, trận pháp bố trí mà thành độc lập không gian, lại cũng là cổ xưa đại trận, không thể tưởng được hôm nay bị phá. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đợi lát nữa là có thể thấy rõ ràng. Trận pháp không gian phá vỡ, nơi này che đậy dung mạo sương mù tự nhiên sẽ biến mất. Ngoà tào, nói như thế tới chúng ta cũng bại lộ a, lão tử còn có kẻ thù ở chỗ này, không được, lão tử phải đi. Ta mẹ nó phía trước hố vài người, nếu là khuôn mặt bạo nộ, đối phương còn không nỡ đánh chết ta. Ta đùa giỡn cho rằng nữ tiên, song đời, muốn bại lộ. Các ngươi này đều không tính cái gì, ta mẹ nó trực tiếp đối một cái yêu tu thượng thủ phát hục. Lúc này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta đâu, cái này xong rồi. Xong đời, sương mù tiêu tán. Nhìn đến mặt, liền ở cái này người ta nói trong lời nói, sương mù bắt đầu tiêu tán. Mỗi người trên mặt sương mù tan đi, lẫn nhau chi gian thấy được đối phương. Lần này toàn bộ chợ đen không gian đều loạn cả lên. Không thiếu được có thủ oán báo thù, có oan ôm oan. Nếu là phía trước nói. Có sương mù che đậy đại gia lẫn nhau chi gian không quen biết, cũng vẫn là sẽ có kiêng kỵ, nhưng là hiện tại toàn loạn cả lên. Lúc này đây tân tinh quang chợ đen cũng đi theo xong đời. Không nói đến chợ đen đại loạn, Dương Nghị Vân ở nhất kiếm phá vỡ không gian sau, đối với Tuyết Hương giống to, đi. Nháy mắt từ thật lớn cái khe trung sông ra ngoài. Tuyết Hương theo sát sau đó. Chỉ cần là từ nơi này đi ra ngoài, chẳng khác nào rời đi địch nhân đả kích phạm vi. Nếu là như cũ còn bị nhốt ở bên trong, không chừng chợ đen người còn sẽ đến. Chỉ cần đi ra ngoài Tuyết Hương ít nhất là có thể an toàn. Hoặc là nói có thể nhặt về tới một cái mệnh. Chỉ cần nàng đình chỉ thiêu đốt lực lượng của chính mình liền có hy vọng, nếu không chỉ có thể là tử lộ một cái. Dương Nghị Vân lòng nóng như lửa đốt, nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn từ cái khe trung sau khi rời khỏi đây, oanh một tiếng. Từ phía trước tiến vào thật lớn nấm kiến trúc phòng ốc ra tới, lại là đứng ở trên đường cái. Chợ đen không gian bản thân chính là nội có càn khôn trận pháp, bố trí ở cái này nấm hình dạng trong kiến trúc, hắn ở bên trong nhất kiếm không chỉ có phá chợ đen trận pháp không gian, càng là đem này tòa nấm giống nhau thật lớn phòng ốc nhất kiếm chạm rất hơn một nửa. Ra tới sau liền đứng ở trên đường cái. Ngay sau đó Tuyết Hương thân thể cao lớn từ trong trồng ra, ầm vang một đuôi đem chỉnh đốn phòng ở hoàn toàn tạp sụp. Mà chợ đen không gian vốn dĩ đã bị Dương Nghị Vân từ trong loại nhất kiếm phá trận pháp, bắt đầu hỏng mất lên, hơn nữa Tuyết Hương đi ra ngoài thời điểm bên ngoài một cái đuôi, hoàn toàn làm cho cả trận pháp không gian gia tốc sụp đổ. A, đừng đánh, không gian đều sụp đổ, chạy mau. Trốn A, chạy đi ở tính sổ. Thật lớn chợ đen không gian nổi lên phản ứng dây chuyền,
bắt đầu hỏng mất chung. Rất nhiều địa phương tại tiến hành giao dịch người, đều còn không có phản ứng lại đây, cũng có người căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, giờ khắc này chỉ biết chợ đen không gian hỏng mất. Dù sao cũng là trận pháp không gian địa phương rất lớn, Dương Nghị Vân ở bên này chiến đấu, tuy rằng hấp dẫn kinh động rất nhiều người, nhưng cũng không phải sở hữu đều có thể biết đến, liền tính là biết cũng có người sẽ không đi xem người khác đánh nhau xem náo nhiệt. Chỉ có tại đây một khắc không gian hỏng mất thời điểm, lại là kinh động chợ đen không gian mọi người. Ở Tuyết Hương một đuôi lúc sau, chợ đen không gian trong vòng thượng vạn người một chút trốn thoát. Trong nháy mắt mắng thanh không ngừng. Nấm kiến trúc hồn nhiên sập, giống như là thọc ong vò vẽ oa giống nhau, thật xa nhìn lại, cuồn cuộn không ngừng bóng người từ phế tích trung mặt xám mày cho bay ra tới. Ngắn ngủn vài phút lúc sau, giữa không trung phía trên huyền phù rậm rạp thượng vạn nhiều người. Có người biết sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì, có người hoàn toàn mộng bức, mắng tiếng vang triệt phía chân trời, kinh động toàn bộ hỗn loạn tiên thành. Mà việc này người khởi xướng, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương lúc này còn lại là ở cách đó không xa trên mặt đất. Dương Nghị Vân trong lòng ngực ôm Tuyết Hương, đôi mắt đỏ bừng. Tuyết Hương ra tới sau, một đuôi tạp sụp chợ đen kiến trúc phòng ốc, hoặc là nói tiến vào khẩu sau liền hóa thành hình người. Nhưng cũng đã tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm. Dương Nghị Vân lắc mình sắp sửa ngã xuống đất Tuyết Hương ôm ở trong lòng ngực. Tuyết Hương ngươi thế nào? Có chút hoảng thần chung, Dương Nghị Vân không chút khách khí nguyên thần đi kiểm tra, Tuyết Hương tình huống. Kết quả? Phi thường không xong. Dầu hết đèn tắt chính là Tuyết Hương giờ phút này tốt nhất thuyết minh. Mạc danh Dương Nghị Vân trong lòng rất khổ sở. Không, không có việc gì. Tuyết Hương mang theo ý cười đối Dương Nghị Vân mang theo âm dung nói chuyện. Ân. Không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ không làm ngươi có việc. Nói chuyện trung tam tích sinh mệnh chi thủy xuất hiện liền phải cấp Tuyết Hương dùng đi xuống. Không cần lãng phí, ta biết ta. Tuyết Hương đánh gãy Dương Nghị Vân. Câm miệng, há mồm. Giờ phút này Dương mẫu nhân bá đạo vô cùng, đỏ bừng đôi mắt ở mắng đồng thời, rốt cuộc nhịn không được có trong suốt ở hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Tuyết Hương tựa hồ bị Dương mẫu nhân bá đạo cấp hoảng sợ, theo bản năng buông ra ngăn trở miệng tay. Làm Dương mẫu nhân mạnh mẽ đem tam tích sinh mệnh chi thủy uy đi xuống. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Giờ khắc này Dương mẫu nhân nói bá đạo nói, nhưng lại là nội tâm đang run rẩy, bởi vì hắn phát hiện, tam tích sinh mệnh chi thủy cấp Tuyết Hương dùng đi xuống, cũng không có giảm bớt nhiều ít. Nàng sinh cơ cùng nguyên thần đều phi thường không xong, tùy thời đều có khả năng tan rã. Quả đen vững vàng thanh cơ hồ là lao lực sức lực giống nhau, Dương Nghị Vân còn gọi thần ma điểu. Ai tạo nghiệt a, lão tử thiếu ngươi, đem nhà đầu này cùng ta cùng nhau đưa vào ngươi càn khôn không gian. Thần ma điểu ngồi xổm Dương Nghị Vân trên vai mở hai mắt, lại là mắng một câu, nói ra lời này. Nó há có thể cảm thụ không đến Dương Nghị Vân nội tâm cảm xúc. Cảm ơn. Dương Nghị Vân đối thần ma điểu nói một tiếng cảm ơn, lúc này hắn biết cũng chỉ có thần ma điểu có biện pháp ôm lấy Tuyết Hương. Bởi vì lần trước thần ma điểu có thể ôm lấy hắn, lần này là có thể ôm lấy Tuyết Hương. Chẳng qua đại giới đối thần ma điểu tới nói, có chút đại. Nhưng Dương Nghị Vân bất chấp như vậy nhiều, hắn không nghĩ mất đi Tuyết Hương. Năm đó một cái liễu lanh canh khiến cho hắn áy náy tới rồi hiện tại, như cũ trở thành tâm ma, hiện tại Tuyết Hương hắn không cho phép. Này xem như khẩn cầu thần ma điểu, chẳng qua phương thức bất đồng. Cùng thần ma điểu chi gian, cũng coi như là có rất lớn ăn ý, hai bên đều minh bạch đối phương trong lòng tưởng cái gì. Nghe lời. Muốn đi càn khôn hồ không gian chờ ta. Dương Nghị Vân đối với Tuyết Hương nói một tiếng, trong lòng vừa động đem nàng cùng thần ma điểu đưa vào càn khôn hồ không gian. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn về phía chợ đen phế tích, bởi vì hắn phát hiện hai người, hơi thở gắt gao tỏa định hắn. Trong tầm mắt nhìn đến chính là một già một trẻ. Hoặc là nói là một người thanh niên, cùng một người hoa giáp lão giả. Thanh niên hơi thở rất quen thuộc. Đúng là phía trước đào tẩu tiên quân đại viên mãn, chính là giao hàng quá Tuyết Hương đầu sỏ gây tội. Mà hắn bên người đứng ở một người cống ngầm cái mũi hoa giáp lão giả, còn lại là một cái hắn chút nào nhìn không thấu người, nhưng là hiển nhiên là tiên quân đại viên mãn kêu tới người. Là địch nhân. Chỉ chớp mắt, đầy trời đều là tiên nhân. Chợ đen không gian bị hắn hủy diệt, bên trong người tự nhiên đều phải chạy ra tới, tất cả đều hiện lên ở giữa không trung. Mắng cùng đánh nhau không ngừng. Nhưng càng nhiều người, Dương Nghị Vân phát hiện đều chăm chú vào trên người hắn. Trong tai truyền đến nhỏ giọng nghị luận. Rốt cuộc thấy rõ ràng,
đem tinh quang chợ đen rảo long trời lở đất, cuối cùng thành phế tích bỗng nhiên a. À. Còn đừng nói đầy đầu đầu bạc, bộ dáng tuấn thiếu, diện mạo thật tuấn. Đây là một người nữ tu sĩ nói. Thoạt nhìn tiểu tử này tuổi trẻ a. À. Là cái thanh niên tài tuấn. Mặc kệ tuấn thiếu vẫn là thiên tài, hôm nay tiểu tử này tính xong rồi, không thấy được sao, phu một phổ bên người chính là cái tiên vương sao. Tê thật đúng là một vị tiên vương a. À. Người này hẳn là chính là tinh quang chợ đen sau lưng chân chính tọa trấn cường giả, đích xác đối mặt một cái tiên vương, tiểu tử này xem như xong rồi. Một đám nghị luận thanh, Dương Nghị Vân đều nghe được, nói chính là hắn. Mà khi hắn nghe được tiên vương hai chữ thời điểm, chung quy là nheo mắt. Tiên quân đều đầu lớn, hắn ở đánh bạc mệnh chém giết, nói trắng ra là đều là dựa vào trên người bảo vật, may mắn có đổ long kiếm, càng có càn khôn hồ nội ngũ lôi tím thụ từ từ. Nhưng nói trở về, Dương Nghị Vân thúc giục giải phong đồ long kiếm chính là ở tiêu hao nguyên thần lực lượng, lại còn có không nhỏ, có thể kiên trì đến bây giờ hắn lại làm sao không phải mau dầu hết đèn tắt. Chẳng qua là dựa vào cường đại ý chí lực ở chống đỡ. Lúc này xuất hiện một vị tiên vương, hắn trong lòng đột nhiên nhục trí. Không phải không có ý chí chiến đấu, mà là nguyên thần chi lực trên cơ bản tiêu hao xe không nhiều lắm, lại đi xuống cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn nơi xa tiên quân đại đại viên mãn cùng tiên vương, Dương Nghị Vân trong lòng chua xót. Trong tai truyền đến bốn phía nghị luận. Hắn cũng nghe tới rồi cái kia tiên quân đại viên mãn gọi là Vu Một Phổ. Đến nỗi cái kia tiên vương. Giờ phút này lại là nhìn về phía hắn. Một đôi lão mắt chăm chú vào trên người hắn thời điểm, làm Dương Nghị Vân thật sự có loại bị rắn độc theo dõi giống nhau cảm giác. Ngay sau đó chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, hơn nữa đi bước một đi tới. Tiểu gia hỏa hủy diệt ta tinh quang chợ đen, giết ta tinh quang vệ, thương ta thiếu chủ. Ai cho ngươi lá gan? Tại đây danh tiên vương lão giả dứt lời hết sức, một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, thẳng bức Dương Nghị Vân. Oanh! Thình lình Dương Nghị Vân thiếu chút nữa một cái thương lãng bị nằm sấp xuống. Nhưng hắn cắn răng đứng lại. Đích xác rất mạnh. Đây là tiên vương chi uy sao? Dương Nghị Vân trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn giờ phút này cảm nhận được như là một tòa núi lớn đè ở trên người, lại như là có dao nhỏ đặt tại trên cổ, toàn thân đều lạnh băng, cũng có loại thở không nổi cảm giác. Đối phương chỉ là một cái uy áp khiến cho hắn như thế khó chịu, nếu là ra tay nói, Dương Nghị Vân biết hôm nay hắn bức tử. Tiên vương cấp bậc cường giả hắn không phải chưa thấy qua, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy cùng lĩnh giáo đến. Năm đó gặp qua tiên vương chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Ong Tiên. Nhưng khi đó mặc kệ là Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là Ong Tiên nhưng đều không phải chân chính tiên vương thực lực. Hôm nay xem như lĩnh giáo tới rồi chân chính tiên vương thực lực. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Liền tính là phía trước tiên quân, với hắn mà nói kỳ thật cũng khó có thể chống đỡ, chẳng qua là dựa vào đồ long kiếm cùng ngũ lôi tím thụ lực lượng lời nói có chính là hoa sen đen thần hồn lực lượng, mới lực đè ép tiên quân. Nếu không căn bản là đừng nghĩ lay động. Hiện tại đối mặt cái này tiên vương. Dương Nghị Vân áp lực không phải giống nhau đại. Tiên vương uy áp ở trên người hắn, làm hắn thân thể đều ở phát run, chẳng qua là dựa vào dụng tâm trí lực gắt gao khiêng. Như sơn như hải là thiên địa đại thế ở áp hắn. Giờ phút này Dương Nghị Vân biết liền tính là hắn hao hết cuối cùng nguyên thần chi lực cũng chưa chắc có thể là cái này tiên vương một kích chi hợp. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn thật sự chờ chết? Đương nhiên là không có khả năng. Hắn còn có cuối cùng át chủ bài. Đó chính là lại thúc giục một lần càn khôn thần điện lực lượng. Nhưng làm như vậy nói, hắn bức tử. Lần trước đối phó cốt yêu hoa nương, thúc giục một lần đều đã làm hắn càn khôn nói nguyên tan vỡ, ở vào nửa phế trạng thái, đã không có một tia pháp lực, nếu ở thúc giục một lần càn khôn thần điện Dương Nghị Vân vô pháp tưởng tượng hậu quả, 8-9 phần 10 hắn sẽ xong đời. Đối mặt tiên vương đi bước một chậm rãi đi tới áp lực, nghe hắn cao cao tại thượng, nhìn hắn trong ánh mắt coi chính mình như con kiến coi rẻ. Dương Nghị Vân mạc danh hỏa khí lên đây. Ha hả cười nói, làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ, bên cạnh ngươi cái kia món lòng bắt ta người công nhiên giao hàng, tiểu gia hủy diệt các ngươi chợ đen có thể như thế nào? Đừng nói hủy diệt một cái chợ đen, hôm nay tiểu gia ta chỉ cần còn có một hơi ở, tất nhiên diệt các ngươi. Ha ha ha! Tiên vương ngừng ở Dương Nghị Vân 10 mét ở ngoài, nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ngay sau đó nhàn nhạt nói, tiểu tử nghe hảo, ta kêu Trịnh núi lớn, ở hỗn loạn tiên thành đông thành vùng này bọn họ đều kêu ta núi lớn tiên vương,
đích xác một cái không có pháp lực hơi thở tiểu tử, lại là thần hồn cường đại có thể so với tiên quân, người có điểm ý tứ, chém giết bốn gã tiên quân hậu kỳ, thực không tồi, nhưng là... Ở bổn vương trong mắt ngươi như cũ là cái con kiến, giết ngươi động động ngón tay liền có thể. Hiện tại bổn vương cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho ta ra thiếu chủ dập đầu, nói cho bổn vương ngươi sư thừa, ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Dương Nghị Vân nghe xong nửa ngày, ha hả cười lạnh, cái này kêu Trịnh núi lớn tiên vương, nguyên lai vẫn là kiêng kỵ chính mình lai lịch, chung quy là ở lời nói khách sáo mà thôi. Thần ma điểu nói qua, ở hỗn loạn tiên vực có một ít cổ xưa chủng tộc sinh linh tồn tại, chính là tiên giới siêu cấp thế lực cũng là có kiêng kỵ. Hôm nay hắn vô dụng một tia pháp lực, lại chém giết tứ đại tiên quân, dọa cái kia kêu vu một phổ tiên quân đại viên mãn chạy chối chết, đích xác có chút kinh diễm. Cho nên cái này Trịnh núi lớn là sợ chính mình xuất thân hỗn loạn tiên vực nào đó cổ xưa nhất tộc đi. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân ha hả một tiếng nói, con kiến. Ha ha, nếu tiểu gia ta ở ngươi trong mắt là con kiến, vậy ngươi nhưng thật ra động thủ a. Như thế nào sợ tiểu gia ta sau lưng có người? Ha ha ha, tiểu gia sư thừa ngươi một cái nho nhỏ tiên vương còn không xứng biết, hôm nay tiểu gia còn liền đem lời nói phóng nơi này, ai quỷ ai còn không nhất định. Nói xong Dương Nghị Vân tiếp theo nhìn về phía tên kia tiên quân đại viên mãn nói, vu một phổ đúng không? Nghe hảo, thương ta người, chộp tới chợ đen giao hàng, này bút chướng tiểu gia nhớ kỹ, hôm nay tiểu gia nếu là bất tử, tất lấy ngươi mạng chó. Làm càn. Tiên vương Trịnh núi lớn giận dữ. Từ giờ phút này lại là vu một phổ giơ tay ý bảo Trịnh núi lớn đừng nhúc nhích. Mà Trịnh núi lớn cũng ngừng lại. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt, cũng tò mò lên, cái này vu một phổ đến tột cùng là người nào. Có thể làm một cái đường đường tiên vương miệng xưng thiếu chủ, hơn nữa một bộ duy mệnh là từ. Người này thân phận sợ là cũng không đơn giản. Bất quá mặc kệ giản không đơn giản, cái này kêu vu một phổ tiên quân. Ở Dương Nghị Vân trong lòng đều thượng số một sổ đen phải giết chi liệt, hắn hôm nay nếu có thể tránh thoát này một kiếp, phải giết phu một phổ cấp tuyết hương báo thù hết giận, cũng ở Dương Nghị Vân trong lòng chính là cái bao cỏ mặt hàng. Đường đường tiên quân đại viên mãn, nói chạy liền chạy, chạy ra đi trước tiên liền kêu tới tiên vương chống lưng. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nói chuyện. Không nghĩ tới tới rồi lúc này, cư nhiên dừng tay làm tiên vương dừng lại là không biết muốn làm gì. Ngay sau đó chỉ nghe vu một phổ nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân nói, mặc kệ ngươi sư thừa như thế nào, ở bổn thiếu trong mắt, ngươi đều là con kiến, hôm nay hủy hoại bổn thiếu bãi, ngươi hẳn phải chết, cấp bổn thiếu quỳ xuống. Gầm lên giận dữ từ vu một phổ trong miệng bạo giống mà ra. Vu một phổ đích xác cũng buồn bực, thân phận của hắn tương đối mẫn cảm, tại gia tộc ở người kia trong mắt không chịu coi trọng, cho nên vẫn luôn muốn làm ra một phen sự tình nhìn xem, mới ở hỗn loạn tiên thành sáng lập chợ đen. Thậm chí còn có chút thời điểm, hắn tự mình ra tay, khắp nơi đi bắt người bốc thuốc từ, mang theo người làm một ít nhận không ra người hoạt động, chính là muốn làm ra một phen sự tới, cho hắn cái kia cái gọi là phụ thân nhìn xem, hắn không phải phế vật. Nhưng là, hiện tại hết thảy đối đều xong rồi, chợ đen bị trước mắt tóc bạc tiểu tử hủy hoại. Vu một phổ nội tâm thực không bình tĩnh, trọng điểm là hắn cho rằng ném mặt mũi, chuyện này truyền tới trong nhà. Còn không bị ngày thường liền khinh thường hắn những người đó chê cười. Hôm nay có tiên vương Trịnh núi lớn ở, Dương Nghị Vân ở vu một phổ trong mắt chính là người chết, nhưng hắn liền muốn cấp thể diện, ở hỗn loạn tiên thành mấy vạn vây xem trường hợp hạ, trước làm tiểu tử này quỳ xuống, tìm về mặt mũi, sau đó là giết hắn. Ngươi tính thứ gì, muốn cho tiểu gia quỳ xuống nằm mơ. Dương Nghị Vân trừng mắt thập phần khinh thường. Lão Trịnh đoạn hắn hai chân, vu một phổ âm trầm hạ mặt. Hôm nay hắn muốn đùa chết tiểu tử này. Thiếu chủ, trực tiếp giết hắn, chúng ta về gia tộc, mặc kệ tiểu tử này có phải hay không hỗn loạn tiên vực cổ xưa nhất tộc, giết hắn xong việc, về đến gia tộc cũng không sợ bất luận cái gì cổ xưa thế lực. Trịnh núi lớn đối cái này thiếu chủ phi thường hiểu biết, đơn giản là muốn cái mặt mũi, còn tưởng chậm rãi a tấn chết tiểu tử này. Ta nói, đoạn hắn xong lui, đừng giết hắn, bổn thiếu muốn cho hắn muốn chết không thể. Vu một phổ giống giận lên. Ha ha ha, Dương Nghị Vân cười to, nhìn này một đôi chủ tớ, thật sự có ý tứ. Hắn cũng không nghĩ trốn, ở tiên vương thủ hạ cũng trốn không thoát, đã làm tốt chuẩn bị, lại động một lần càn khôn thần điện, muốn chết cũng muốn kéo lên hai cái đệm lưng. Mắt thấy tên kia tiên vương muốn động thủ, Dương Nghị Vân cười to chung, liền phải thúc giục càn khôn thần điện chi lực.
Nhưng lúc này một thanh âm lại là ở hắn trong óc vang lên nói, đừng xúc động, giao cho ta xử lý đi. Hoa sen đen. Dương Nghị Vân sửng sốt, lại là nghe được là hoa sen đen đang nói chuyện. Hắn buồn bực, hoa sen đen lời này có ý tứ gì? Phía trước sử dụng đồ long kiếm thời điểm, cũng làm hoa sen đen xuất lực, nhưng là cũng liền như vậy đại, không phát hiện hoa sen đen thần hồn chi lực có bao nhiêu cường. Chẳng lẽ lúc này hoa sen đen là có thể chiến thần một vị tiên vương? Bất quá, ngay sau đó hắn liền toàn minh bạch. Chỉ cảm thấy ý thức hải hoa sen đen ô làm vinh dự làm lên. Ngay sau đó nghe được hoa sen đen nói, ta muốn từ ngươi ý thức hải ra tới, lần trước ngươi cùng cốt hiêu một trận chiến, vận dụng nguyên thần trung kỳ lân căn nguyên lực lượng, trời xui đất khiến, là ta hấp thu ngươi kỳ lân căn nguyên chi lực, hiện tại ta muốn thoát ly ngươi ý thức hải. Dương Nghị Vân nghe hoa sen đen nói chuyện không thích hợp a. Không lý do trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi, cái. Có ý tứ gì? Không có việc gì, đừng lo lắng, ta trước ra tới lại nói, ngươi thả buông ra ý thức hải. Hoa sen đen nói. Theo bản năng Dương Nghị Vân buông ra ý thức hải. Ngay sau đó hắn cảm giác một cổ bàng bạc khí thế bùng nổ mà ra. Mà lúc này, ở bên ngoài xem náo nhiệt người xem ra, Dương Nghị Vân là bị Trịnh núi lớn cấp dọa choáng váng, cư nhiên vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ nào. Mọi người đều nhìn đến tiên vương Trịnh núi lớn đối Dương Nghị Vân nâng lên tay. Tiên vương chi uy không lường được, này nếu là vừa ra tay, mọi người đánh giá Dương Nghị Vân nhất định xong đời. Chỉ cần là tiên vương uy áp, đều có thể làm Dương Nghị Vân không thể động đậy, càng đừng nói động thủ. Sợ là phất tay chi gian, cũng có thể đem Dương Nghị Vân cấp xử lý đi. Cũng khó trách mọi người sẽ nghĩ như vậy. Mọi người trong mắt, Dương Nghị Vân vẫn không nhúc nhích, chính là bị dọa choáng váng. Còn có tính nôn nóng giả, nhịn không được hô, hải, kia tiểu tử đừng ngốc đứng a, đánh không lại liền chạy đi, không mất mặt. Tổ tông a, đừng nói chuyện, đó là tiên vương không thể trêu vào. Tiên vương như thế nào tích, tiên vương phía trên còn có tiên đế tồn tại đâu, ta chính là không quen nhìn, bọn họ tinh quang chợ đen người, mấy năm nay làm nhiều ít thiếu đạo đức sự tình. Trước kia chảo yêu tu buôn bán, hiện tại là nhân yêu cùng nhau bắt lấy bán, sau lưng hạ độc thủ. Bực này thiếu đạo đức việc cũng liền bọn họ tinh quang chợ đen làm được. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đúng đúng đúng, nhỏ giọng điểm, nghe nói tinh quang chợ đen sau lưng thế lực không đơn giản a. Như thế nào không đơn giản, chẳng lẽ còn có thể là tiên giới nào đó siêu nhiên thế lực? Thật đúng là chính là như vậy, các ngươi ngẫm lại tiên giới lớn nhất thế lực chung, ai họ Vu? Họ Vu đương nhiên nhiều, bất quá siêu nhiên thế lực chung họ Vu thật đúng là không nhiều lắm, ta ngẫm lại. T, các ngươi nên không phải là nói. Đối lâu, ta chính là nghe nói tinh quang chợ đen thiếu chủ, liền cái kia Vu một phổ, cùng vị nào quan hệ không cản, có nghe đồn nói là tư sinh tử. Bằng không các ngươi ngẫm lại, có thể làm đường đường tiên vương xưng hô thiếu chủ, có thể có tiên quân cấp bậc hộ vệ. Có thể ở hỗn loạn tiên thành vùng này tác oai tác phúc nhiều năm như vậy đều bình an không có việc gì. Nghe ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là. Đến. Không nói, thật đúng là không thể trêu vào. Này có cái gì a, các ngươi không thấy là nói tiên giới tam đại tiên tôn chi nhất Phu Tiên Tôn sao, lại không phải một cái tiên tôn, hừ. Tiểu tổ tông a, đừng nói chuyện, cầu ngươi miễn cho gây họa thượng thân. Sợ cái gì, thiếu gia ta cũng là tiên vương, không sợ hắn Trịnh núi lớn, lại nói, nơi này là hỗn loạn tiên vực, hỗn loạn tiên thành, nhà của chúng ta mới không sợ cái gì tiên tôn, trả lại ngươi đừng nói. Thiếu gia ta liền xem cái kia tóc bạc tiểu tử rất thuận mắt, các ngươi ai biết kia tiểu tử tên gọi là gì không? Năm lần bảy lượt nói chuyện, chính là huyền phù ở giữa không trung một người thanh niên, nhìn cái đầu cũng chính là 1m56, thân thể đơn bạc vô cùng, nhưng trên vai lại là khiêng một phen 3m lớn lên đao, nhìn qua thực phối hợp. Lại là ở trong giọng nói đối Dương Nghị Vân hảo cảm không tồi. Cũng không đem tiên vương Trịnh núi lớn để vào mắt. Ở hắn bên người. Lại là có cái người hầu giống nhau lão giả, vẻ mặt sốt ruột khẩn trương, đối vị này tiểu tổ tông không có cách, vội vàng nắm lên tay rời đi trong đám người, sợ họa là từ ở miệng mà ra. Chờ này đối chủ tớ rời đi sau, có người nghi hoặc nói, vừa rồi mở miệng tựa hồ như là, hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc chi nhất Đông Phương gia tộc độc đinh thiếu chủ, Phương Đông người sát a. Ta nhìn cũng như là, những lời này cũng chính là Đông Phương gia tộc người dám nói như vậy. Tinh tính. Chúng ta vẫn là đừng dẫn lửa thiêu thân, chúng ta cũng không phải là Đông Phương gia tộc người. Bốn phía người nghị luận,
Trịnh núi lớn cùng Vu Một Phổ hiển nhiên nghe thấy được, hai người híp mắt nhìn quét bốn phía. Rất nhiều người né tránh bọn họ ánh mắt. Đích xác ở Trịnh núi lớn cùng Vu Một Phổ trong lòng, ở hỗn loạn tiên vực ra tới kiêng kỵ một ít cổ xưa gia tộc cùng chủng tộc ngoại, thật đúng là không sợ những người khác cùng thế lực. Nhưng là đối với Đông Phương gia tộc, Trịnh núi lớn lại cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không nhiều lời. Bất quá đây là ở hỗn loạn tiên thành, nếu là ở tiên giới địa phương khác, hắn đã sớm ra tay giết người. Trước mắt quan trọng là muốn cho trước mắt đầu bạc tiểu tử khuất phục, quỳ xuống tới. Quả thật đi theo thiếu chủ Vu Một Phổ tiến đến hỗn loạn tiên thành, bọn họ thân phận không phải công khai, nhưng cũng không phải không ai biết. Lúc này nếu bị người đã biết, Trịnh núi lớn cũng không chuẩn bị giấu giếm cái gì, dù sao chợ đen đã bị hủy diệt, kế tiếp liền mang theo thiếu chủ trở về, không hề cái này địa phương đợi. Tới hỗn loạn tiên thành hoàn toàn chính là vị này nhị thế tổ muốn chứng minh hắn không phải phế vật mà thôi, bồi thái tử đọc sách loại sự tình này, Trịnh núi lớn làm đủ rồi, lần này vừa lúc về gia tộc. Cửu trọng thiên vô thiên tôn tiên vực, mới là hắn tưởng đợi địa phương. Hỗn loạn tiên vực, hỗn loạn tiên thành, chính là hỗn loạn hoang dã, ai đầu óc hỏng rồi mới thích đãi ở chỗ này. Rõ ràng là cao cao tại thượng vô tôn tiên vực tiên nhân, thân phận cao quý. Nhẹ nhàng tới hỗn loạn tiên vực bực này dã man nơi, còn muốn nơi trốn cẩn thận, sợ chọc phải một ít không nên dây vào cổ xưa thế lực, rất giống là tôn tử. Đối này phản cảm làm Trịnh núi lớn ngày thường đều không thích ra tới đi lại, liền ở mật thất bế quan tu luyện, cũng bởi vậy không bao nhiêu người biết hắn. Thẳng đến hôm nay, thẳng đến mới vừa rồi, hắn bên người này vì thiếu chủ hoảng loạn xông vào hắn tu luyện mật thất, nói cho chợ đen bị người hủy diệt hắn mới xuất quan. Nghĩ như vậy tới. Trịnh núi lớn kỳ thật còn muốn cảm kích đầu bạc tiểu tử, nếu không còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể sẽ vô tôn tiên vực đi. Giơ tay chi gian hơi thở đại tác phẩm, pháp tắc chi lực thiên địa chi thế như hồng thủy bùng nổ, bao phủ hướng Dương Nghị Vân mà đi, nhưng tiểu tử này ở Trịnh núi lớn trong mắt đích xác vẫn không nhúc nhích, hắn cũng nghĩ đã bị dọa choáng váng. Mặc kệ thế nào, hôm nay đầu bạc tiểu tử có phải hay không hỗn loạn tiên vực nào đó cổ xưa thế lực người, hắn hôm nay đều phải bắt lấy. Bằng không thiếu chủ ra một hơi, hắn cái này tiên vương tùy tùng trở về cũng không biện pháp công đạo. Nhìn Dương Nghị Vân vẫn không nhúc nhích bộ dáng, Trịnh núi lớn khóe miệng cười lạnh, trong lòng lại âm thầm nói, xem ra vẫn là ta suy nghĩ nhiều, tiểu tử này căn bản liền không phải cái gì cổ xưa thế lực người, như thế cũng hảo, chết liền bạch chết, cũng có công đạo. Chuẩn bị vung tay lên đem Dương Nghị Vân bắt lấy. Nhưng giờ phút này làm Trịnh núi lớn không nghĩ tới chính là, bỗng nhiên đem đầu bạc tiểu tử trên người bộc phát ra bồng bột khí thế. Ngay sau đó hắn thấy được đầu bạc tiểu tử toàn thân ô làm vinh dự làm, ngay sau đó một đóa màu đen đài sen từ hắn thiên linh xuất hiện. Đây là... Trịnh núi lớn bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác chung có chút không thích hợp. Một đóa đen nhánh vô cùng đài sen đột nhiên từ tiểu tử này trên người toát ra tới, quỷ dị vô cùng, bốn phía khí tràng cũng ở thay đổi chung. Mà Dương Nghị Vân vốn tưởng rằng chính mình muốn cùng địch nhân đến cái đồng quy vô tận, có thể tưởng tượng đến hoa sen đen cư nhiên vào giờ phút này xuất hiện, trực tiếp từ ý thức hải ra tới. Đây là hoa sen đen lần đầu tiên ra tới, nhưng lại làm hắn có loại bực bội. Ngay sau đó hoa sen đen hóa hình, biến thành cho tới nay tại ý thức hải cái kia lạnh nhạt băng xương tuyệt sắc nữ tử. Chỉ nghe nàng nói, truyền cho ngươi ngự kiếm chi đạo, mượn ngươi đồ long kiếm dùng một chút. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy trong óc chấn động, xuất hiện một ít tin tức, hẳn là chính là hoa sen đen trong miệng ngự kiếm chi đạo. Không kịp xem, hắn theo bản năng đem trong tay đồ long kiếm đưa cho hoa sen đen. Hoa sen đen như cũ là kia phó băng sơn bộ dáng, kết quả trong tay hắn đồ long kiếm, rồi sau đó nói, ta múa kiếm, ngươi thả xem, có thể nhớ kỹ nhiều ít nhớ nhiều ít. A Nga Dương Nghị Vân có chút phát ngốc trả lời. Ngay sau đó đồ long kiếm ở hoa sen đen trong tay ong rung động. Kiếm quang đại tác phẩm. Chỉ thấy hoa sen đen xoay người kiếm chỉ tiên vương Trịnh núi lớn, nhàn nhạt nói, ngự kiếm nhưng giết địch ngàn dặm, vạn dặm thậm chí vượt giới ở ngoài, ngự kiếm chi đạo trọng trong lòng niệm ý chí. Đi. Chậm rãi mà nói, một cái đi tự lạc bế, đồ long kiếm như là sống lại đây giống nhau, vèo một chút thoát ly hoa sen đen trong tay, ầm ầm vang lên, tia chớp giống nhau bay về phía tiên vương Trịnh núi lớn. Xuất kiếm. Dương Nghị Vân trong mắt bình đạm không có gì lạ, nhưng lại là thấy được đối diện tiên vương Trịnh núi lớn sắc mặt đại biến. Rồi sau đó trong tay quang mang lập lòe, xuất hiện một kiện tiên khí, nhìn như là xoay lên, hơn nữa cũng không quay đầu lại đối với Vu Một Phổ giống to,
thiếu chủ chạy mau, có bao xa trốn rất xa, về nhà. Ong ong ong. Đồ long kiếm lúc này bay vọt nổ vang, vang vọng toàn bộ thiên địa. Hoa sen đen đứng thẳng nhắm mắt, trong tay hư không vung lên, ngự kiếm chảm hoàng tuyền. Oanh! Vèo một chút, ở Dương Nghị Vân trong mắt, đồ long kiếm đối với tiên vương Trịnh núi lớn khai thiên một chảm. Chỉ có như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân bắt giữ nói thiên địa chi thế như cuồn cuộn đại giang hội tụ đồ long kiếm thân. Trịnh núi lớn trong tay xoay lên ngay lập tức kim quang đại thịnh, hóa thành một cái 30 mét đường kính thật lớn xoay lên, cũng chuyển đến trịnh núi lớn giống giật, xoay lên ở thiên, vạn vật xoay lên, tán. Ngay sau đó lại thấy xoay lên phía trên khắc văn đại tác phẩm, thiên địa tiên nguyên chi lực như xà nuốt kình giống nhau hội tụ ở xoay lên, thật lớn xoay lên một tầng tầng bày ra, tại đây một khắc nhìn lại phảng phất có ngàn vạn xoay lên chồng lên dựng lên. Đây là phòng ngự. Theo sát sau đó lại nghe tới rồi trịnh núi lớn lại lần nữa bạo giống, tiên vương phương pháp, pháp quy thiên mà, kim mộc thủy, tam pháp hiệu lệnh vì ngô sử dụng. Lại là ở trịnh núi lớn dứt lời hết sức, trên người hắn bùng nổ mà ra, kim hồng lục ba đạo cột sáng. Trong phút chốc, hoa sen đen ngự kiếm chém xuống. Cùng thời gian, vu một phổ phi thân dựng lên, nháy mắt xa đột. Oanh! Đồ long kiếm kiếm khí trăm trượng, nhất kiếm rơi xuống. Trịnh lớn hơn xoay lên một đám rách nát. Ở nổ vang chung, Dương Nghị Vân nhìn đến chính là đồ long kiếm tựa hồ hóa ra ngàn vạn bóng kiếm, nhưng thật xa nhìn như cũ là nhất kiếm rơi xuống. Nháy mắt trịnh núi lớn xoay lên hoàn toàn hóa thành cho tàn. Ba đạo kim hồng lục lại là tại đây một khắc cuốn tịch tưởng hoa sen đen. Bất quá Dương Nghị Vân đứng ở hoa sen đen phía sau nghe được rõ ràng, chỉ nghe được hoa sen đen lạnh nhạt nói, kim mộc thủy ba loại pháp tắc. Ngươi cũng coi như không tồi, bất quá tưởng chắn ta, tiên vương lúc đầu đỉnh tu vi không đủ, ba loại pháp tắc không có đại thành càng không đủ, như thế, tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hoa sen đen lại phất tay, nhẹ thở, ngũ hành ngự kiếm, kiếm ra truy hồn. Chỉ thấy đồ long kiếm ở phá rất trịnh núi lớn xoay lên sau, ong 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 ong, liên tiếp năm thanh run minh, hóa thành năm thanh kiếm. Tam kiếm bay lên đối với trịnh núi lớn tam đến pháp tắc cột sáng, ầm ầm ầm. Ba tiếng nổ vang ba đạo pháp tắc cột sáng dập nát, vừa vặn tiêu tán ở hoa sen đen trước người nửa thước chỗ. Đệ tứ kiếm thẳng đến trịnh núi lớn mà đi. Thứ năm kiếm lại là bay về phía chân trời, phương hướng đúng là vu một phổ thoát đi phương hướng. Ngay sau đó khóe miệng có vết máu trịnh núi lớn sắc mặt một mảnh trắng bệch, đối mặt đệ tứ kiếm, trịnh núi lớn đi ngăn cản, phun ra một ngụm tinh huyết toàn thân khí thế đại tác phẩm, giống giận ngăn cản này nhất kiếm, nhưng lúc này đệ tứ kiếm chính là kiếm khí, chính là kiếm đạo, hắn nơi nào chống đỡ được. Chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp xuyên thấu trịnh núi lớn thân thể. Ngay sau đó trịnh núi lớn toàn thân quang mang tan đi, biến ảm đạm không ánh sáng, vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này hoa sen đen vung tay lên, phía chân trời thứ năm kiếm phản hồi. Dương Nghị Vân thấy rõ, thân kiếm có vết máu. Hắn đột nhiên minh bạch. Thứ năm kiếm hẳn là chém giết chạy đi vu một phổ. Quý vị! Hoa sen đen nhẹ giọng, năm đem giống nhau như đúc đồ long kiếm ở nháy mắt về hợp nhất thể. Ngươi là người nào? Giờ phút này trịnh núi lớn chừng lớn trong mắt, phát ra vừa hỏi. Nhưng là hoa sen đen lý cũng chưa để ý đến hắn. Hắn, Dương Nghị Vân thời điểm cũng tràn ngập chấn động, hoa sen đen đây là cái gì thủ đoạn? Hiển nhiên trịnh núi lớn xong rồi, bởi vì hắn thấy được trịnh núi lớn ngực xuất hiện huyết động. Hảo, địch nhân đều giết. Ta cũng nên rời đi, đào tẩu cái kia cũng không ngoại lệ. Đây là hoa sen đen xoay người đối Dương Nghị Vân lời nói. Lời này vừa nói ra chấn kinh rồi toàn trường. Chết giống nhau yên tĩnh. Phốc, a, à. Lại vào giờ phút này, tiên vương trịnh núi lớn phun ra một búng máu dịch, kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân lại là bạo liệt mở ra, binh một tiếng hóa thành một đống huyết vụ. Đến tận đây tiên vương trịnh núi lớn cùng vu một phổ đều chết. Dương Nghị Vân vô pháp tin tưởng. Còn chìm vào ở vừa rồi hoa sen đen nhẹ nhàng bâng quơ ngự kiếm bên trong. Hắn thật sự không nghĩ ra nàng khi nào như thế cường đại rồi. Cũng nghe tới rồi nàng nói phải rời khỏi. Nửa ngày lúc sau Dương Nghị Vân mới phản ứng lại đây, nhìn hoa sen đen nói, ngươi. Ngươi phải rời khỏi. Hoa sen đen bình tĩnh gật đầu nói, ân, ta là phải rời khỏi. Lần trước trời xui đất khiến dưới ta hấp thu ngươi nguyên thần trung kỳ lân căn nguyên lực lượng, khôi phục rất nhiều đồ vật. Đi vào nơi này sau ta cảm nhận được hồng hoang hơi thở, cảm nhận được vận mệnh chú định triệu hoán, ta cảm thấy ta hẳn là đi nơi nào nhìn xem,
người cũng biết ta tiền sinh ra đời với hồng hoang, được xưng hồng hoang đệ nhất hoa sen đen. Hiện tại ta tuy rằng là hạt sen niết bàn, nhưng lại cũng ở sống lại một ít truyền thừa, những năm gần đây ít nhiều ngươi, ở ngươi ý thức hải ta chịu ngươi nguyên thần lực lượng tẩm bổ, dần dần sống lại cường đại. Hơn nữa hấp thu kỳ lân căn nguyên chi lực, thế mới biết ta ngày sau phải đi con đường, lần này ta sẽ đi trước hồng hoang triệu hoán nơi, nơi nào có lẽ sẽ có ta cơ duyên, cho nên ta phải rời khỏi, không chỉ có là vì ta chính mình, cũng là cùng ngươi có quan hệ. Dương Nghị Vân thình lình nghe hoa sen đen phải rời khỏi nội tâm kỳ thật vẫn là rất khó chịu, nhưng nghe tới rồi hoa sen đen phải rời khỏi còn cùng hắn có quan hệ, vội vàng nói, có phải hay không có chỗ nào làm sai, ngươi nói một chút ta có thể nên, ngươi đừng rời khỏi. Đối với hoa sen đen tồn tại, hắn kỳ thật ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung đã thói quen, một chút phải rời khỏi thật đúng là luyến tiếc. Hoa sen đen lắc đầu nói, không phải ngươi làm sai cái gì, cùng cái này không quan hệ, có hai cái nguyên nhân, một cái ta nói rồi là ta cảm nhận được nơi này có hồng hoang nơi triệu hoán, ta muốn đi trước. Một cái khác nói là bởi vì ngươi, không phải nói ngươi làm sai cái gì, mà là lâu dài gần nhất ta ở ngươi ý thức hải, chịu ngươi nguyên thần lực lượng tẩm bổ. Kỳ thật cũng là ở ảnh hưởng ngươi tu hành tu luyện. Tu luyện đạt tới, thân thể, nguyên thần, pháp lực, công pháp từ từ toàn vì nhất thể, có bất luận cái gì một phân đoạn xuất hiện quấy nhiễu đều đem ảnh hưởng chính là toàn bộ chỉnh thể tu luyện, cho nên nói ta tồn tại ảnh hưởng ngươi nguyên thần, càng thêm ảnh hưởng ngươi bình thường tu luyện. Kỳ thật ngươi tu luyện thiên phú, hoàn toàn có thể sánh vai viễn cổ hồng hoang thời đại thiên tài hạng người, chỉ là đã chịu ta liên lụy, đương nhiên trước kia ta là hạt sen khai ngộ, không biết này đó. Nhưng là hiện tại nếu ta đã biết, tự nhiên không thể ở ảnh hưởng ngươi. Ngày sau khi ta rời đi ngươi lúc sau, nguyên thần đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngươi tốc độ tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, hiểu được thiên đạo tự nhiên phương diện, tâm cảnh chi đạo, đều có thể thượng một cái đại bậc thang. Còn có ta truyền cho ngươi ngự kiếm chi đạo, hảo sinh tìm hiểu, bước vào có thể làm ngươi ở tiên giới có một vị trí nhỏ, chém giết hôm nay tiên vương hạng người, chút thành tựu tắc có thể như tàn sát gà cẩu. Đại thành nhưng tung hoành một phương. Vân tử, người ta, ngày nào đó có duyên gặp lại, ta khôi phục rất nhiều ký ức hình ảnh, muốn đi nhất nhất xác minh, càng muốn đi cầu ta đại đạo, thả tự giải quyết cho tốt, thanh kiếm này là hảo kiếm, có cơ hội cho hắn tìm kiếm một bộ vỏ kiếm, định có thể giúp ngươi giúp một tay. Hoa sen đen từng câu từng chữ nói xong, rồi sau đó ở Dương Nghị Vân giữa mày một chút, tức khắc xuất hiện một đóa màu đen đài sen ấn ký. Dương Nghị Vân không có tránh né. Tùy ý hoa sen đen ở hắn giữa mày một lóng tay. Chỉ cảm thấy trong óc ong một vang, lại là không có bất luận cái gì không khỏe. Đây là thuộc về ấn ký của ta, không xem như cái gì thứ tốt, xem như ta tặng cho ngươi lễ vật đi, hỗn loạn tiên thành bên trong ngươi thả có thể đi đi nhìn xem, hy vọng có thể giúp ngươi một tạo. Nên nói ta đều nói, nhớ kỹ một câu, đại đạo bụi gai, cầu đạo chứng đạo, cần thủ vững bản tâm, thiên không cao, mà không hậu, liền xem ngươi như thế nào đi xem. Có dám đi hay không tưởng, như thế ta thả đi cũng. Hoa sen đen dứt lời, đem đồ long kiếm trả lại cho Dương Nghị Vân, xoay người liền đi, một bước tối sầm liên, bộ bộ sinh liên, bước vào trời cao phía trên mà đi. Hoa sen đen. Dương Nghị Vân đối hoa sen đen nói, tất cả đều nhớ kỹ, nhưng lại có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá hắn biết một chút, hoa sen đen đến tận đây niết bàn thành công, nàng phải đi, lưu không dưới. Nhưng nội tâm không tha. Nhịn không được kêu một tiếng. Đã trốn vào giữa không trung hoa sen đen dừng lại, nhưng lại không quay đầu lại. Tựa đang đợi Dương Nghị Vân nói chuyện. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, ta, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Ta, luyến tiếc ngươi, hắn chung quy nói ra chính mình nội tâm nói thật. Giữa không trung phía trên hoa sen đen đầu cũng không quay lại, nhưng lại ở Dương Nghị Vân nói ra những lời này sau, cả người rất nhỏ chấn động, rồi sau đó nói, có duyên sẽ tự gặp nhau. Thế gian đại đạo vô số, nhiên đăng đỉnh đỉnh trăm sông đổ về một biển, ta sẽ ở đỉnh chờ ngươi, nhưng chớ có lười biếng. Đa tạ, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, lại là đối với hoa sen đen chắp tay nhất bái. Đối hoa sen đen, Dương Nghị Vân nội tâm rất phức tạp, có đôi khi cảm giác như là một vị trưởng bối sư phụ, có đôi khi có cảm giác như là cái lão hữu, nàng đột nhiên phải rời khỏi, thật sự hụt hẫng. Này nhất bái xem như cảm tạ nàng nhiều năm qua chỉ điểm, cũng là bái biệt. Hoa sen đen được xưng hồng hoang đệ nhất liên, hạt sen niết bàn, lại có không giống bình thường chuyện xưa cùng lai lịch, đảm đương nổi hắn nhất bái. Giờ phút này chỉ thấy hoa sen đen đi bước một dưới chân sinh ra đài sen mà đi.
lại là ở ẩn độn phía chân trời chỉ là, truyền đến một đoạn vang vọng toàn bộ hỗn loạn tiên vực nói, hỗn loạn tiên vực cổ xưa che giấu nghe, Dương Nghị Vân là ta hồng hoang hoa sen đen người, bao nhiêu tìm hắn phiền toái, ngày nào đó hoa sen đen dáng thế định không nhẹ tha. Vòng. Một cái tha tự giọng nói không ngừng, tràn ngập bá đạo ngạo khí. Nhưng hoa sen đen cũng đã không thấy thân ảnh. Nhìn hoa sen đen rời đi phía chân trời, Dương Nghị Vân nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nội tâm có chút mất mát. Nhưng hắn biết đây là đại đạo, mỗi người mỗi cái sinh linh đều có chính mình phải đi nói. Hoa sen đen nếu đã khai ngộ, hắn cũng không lý do lưu lại nàng, càng không kia phân bản lĩnh. Nàng đi tìm đạo của nàng, tìm nàng cơ duyên, hợp tình hợp lý. Hôm nay hoa sen đen ra tay, lại cũng giúp hắn giải quyết địch nhân, càng là trước khi đi một câu, tràn ngập uy hát yêu ta kinh sợ. Chẳng qua Dương Nghị Vân không biết hoa sen đen trong miệng cổ xưa che giấu là người nào. Vẫn là cái gì thế lực? Thoạt nhìn chính là ở kinh sợ hỗn loạn tiên vực. Cảm động sao? Đương nhiên cảm động. Trước khi đi thời điểm nàng còn muốn giúp chính mình một phen. Lại là không biết nàng uy hát yêu ta có hay không dùng. Kỳ thật Dương Nghị Vân ngẫm lại như thế cũng hảo, chính như hoa sen đen lời nói, nàng rời đi chính mình ý thức hảo nguyên thần đem không hề bị đến ảnh hưởng, đến lúc đó hắn tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, điểm này kỳ thật hắn trước kia cũng hoài nghi quá. Nhưng hôm nay hoa sen đen chính miệng nói ra, cũng coi như là chứng thực suy đoán. Chung quy với hắn mà nói lợi lớn hơn tệ. Nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân chua xót một chút lẩm bẩm, trở về đi. Chỉ chớp mắt hắn phát hiện bốn phía rậm rạp tất cả đều là người, trận này chiến đấu hấp dẫn tới vô số sinh linh quan khán. Cũng kinh rất nhiều người trong mắt. Nếu địch nhân đã chém giết, hắn cũng vô tâm tư ở để lại. Lại là ở xoay người hết sức, thấy được tiên vương trịnh núi lớn nổ tan xác sau thịt nát chung có một quả chứa đựng nhẫn, ánh mắt sáng lên Dương Nghị Vân vung tay lên đem này cái chứa đựng nhẫn thu lên. Này chiến, chính hắn cũng tiêu hao thật lớn, nguyên thần cũng ở vào dầu hết đèn tắt nông nỗi. Lúc này vẫn là đi về trước điều trị quan trọng. Hơn nữa cũng không biết càn khôn hồ không gian nội, tạp mao điều có thể hay không đem tuyết hương chữa khỏi. Nhìn chung quanh bốn phía, tuy rằng người nhiều, nhưng không có người ra tiếng, càng không có người trở lên trước tìm hắn phiền toái. Nhấc chân Dương Nghị Vân liền đi, nơi đi qua, mọi người sôi nổi tránh ra nói, đối Dương Nghị Vân có tò mò, càng có kính nể cùng kính sợ. Không có người ngăn trở Dương Nghị Vân. Thực mau Dương Nghị Vân rời đi đám người. Nhưng ở trong tai lại truyền đến kịch liệt nghị luận thanh. Thật sự là mở rộng tầm mắt, nguyên lai vị này đầu bạc thanh niên tên là Dương Nghị Vân A. Đúng vậy, tên này, hôm nay lúc sau sẽ truyền khắp toàn bộ hỗn loạn vang vọng, tiểu tử này thành danh, tiên quân tiên vương đô không nổi danh, một cái không có pháp lực hỗn nguyên nói tiên, hơn nữa là cái sơ phẩm lại đem nổi danh hỗn loạn tiên thành, không có thiên lý A. Thiết. Người có bản lĩnh hủy diệt tinh quang chợ đen. Có bản lĩnh lấy sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên tu vi chém giết tứ đại tiên quân. Có bản lĩnh đối cầm tiên vương không chút nào sợ sắc sao. Nếu là có người cũng có thể thành danh. Này không phải chủ yếu là nhân gia có cái cường giả hậu thiên A, thiên nột ta hôm nay thấy được một đóa hoa sen đen hóa hình, cường đại rối tinh rối mù, chém giết tiên vương quả thực chính là như là sát gà sát cẩu, nhẹ nhàng bâng quơ chi gian ngự kiếm sát tiên vương. Càng là đem xa trốn chạy đi ra ngoài mấy trăm dặm vu một phổ cấp xử lý, thật sự cường hãn. Các ngươi nói nàng kia rốt cuộc là người nào đâu? Là yêu tộc sao? Ngươi mắt mù à, nhân gia tự xưng hồng hoang đệ nhất hoa sen đen, đã không coi là yêu tộc. Ta hiện tại nhưng thật ra càng tò mò, hoa sen đen trước khi đi bá đạo kia một câu rõ ràng là uy hát yêu ta nói, cái gì là cổ xưa che giấu. Thực rõ ràng là đang nói người nào hoặc là cái gì thế lực. Là cảnh cáo cũng là ở bảo hộ Dương Nghị Vân kia tiểu tử, trước nay chưa từng nghe qua cái gì cổ xưa che giấu, các ngươi có ai nghe nói qua sao? Này đó nghị luận nói nơi này hết sức, Dương Nghị Vân lại là cố ý thả chậm bước chân, hắn cũng muốn biết cái gì là cổ xưa che giấu. Chỉ nghe có người nói, cái này các ngươi này đó tiểu gia hỏa tự nhiên không biết, bất quá sinh trưởng ở địa phương hỗn loạn tiên vực sinh linh lại biết, cái gọi là cổ xưa che giấu, nói chính là hỗn loạn tiên vực những cái đó cổ xưa gia tộc. Thế lực cùng một ít thực quỷ dị đặc thù sinh linh hạng người, này trong đó bao gồm có hồng hoang nơi cổ tu sĩ, có cường đại yêu tu, ma tộc từ từ. Dù sao chính là truyền thừa phi thường cổ xưa, thả thực thần bí sinh linh hạng người, là hỗn loạn tiên vực cường giả chân chính hạng người, cũng đúng là có này đó cổ xưa sinh linh tồn tại, tiên giới những cái đó siêu nhiên thế lực,
mới không dám ở hỗn loạn tiên vực tùy tiện dương oai. Này đó sinh linh phần lớn thời điểm đều là lánh đời không ra một lòng theo đuổi đại đạo hạng người, cho nên xưng là cổ xưa che giấu, kia hoa sen đen trong miệng cảnh cáo chính là nhằm vào những cái đó cổ xưa che giấu hạng người, chúng ta những người này còn chưa đủ tư cách. Nghe kia khẩu khí được xưng hồng hoang đệ nhất hoa sen đen, tư, so sánh với cũng là một vị không thế đại lão cấp bậc, không thể tưởng được cái kia kêu Dương Nghị Vân tiểu tử, bối cảnh cũng như thế thâm hậu, như vậy tính lên, kia tiểu tử cũng coi như là một vị cổ xưa che giấu một quả người, thật đúng là không đơn giản a, hỗn loạn tiên vực đã thật lâu không có xuất hiện cổ xưa che giấu người, lại là không biết là phúc hay họa nga. Nghe ngài lão ý tứ này, hỗn loạn tiên vực ngày sau phải có đại sự đã xảy ra. Lão phu ta chỉ là cái suy đoán, bất quá Dương Nghị Vân tên này, không nói ở toàn bộ hỗn loạn tiên vực nổi danh, dù sao hôm nay lúc sau, tại đây hỗn loạn tiên thành là một nhân vật. Nói như thế tới, có người tưởng động tiểu tử này, lại cũng muốn ước lượng. Kia cũng chưa chắc, hôm nay chết tiên vương trịnh núi lớn cùng vu một phổ bối cảnh cũng không đơn giản, có thể nói dám cùng cổ xưa che giấu hạng người gọi nhịp, thậm chí không đem cổ xưa che giấu hạng người để vào mắt siêu nhiên thế lực. Ngài lão nói, cũng không có gì không thể nói, hôm nay lúc sau, chuyện này nhất định truyền ra đi, mọi người đều sẽ biết, đến lúc đó chờ xem kịch vui đó là. Ngài lão nhưng thật ra nói a, ha ha, đừng nóng vội, nói các ngươi biết tiên giới nhất siêu nhiên tam đại thiên tôn sao? Tự nhiên biết a, kia không phải kết sao, vu một phổ họ vu, còn không rõ sao? A, ta nhớ ra rồi, phía trước phương đông người sắt nói qua. Vu một phổ có khả năng cùng tiên giới tam đại thiên tôn chi nhất vu tôn tiên vực, vu thiên tôn có rất lớn sâu xa, nếu thật là như thế, Dương Nghị Vân chẳng phải là đắc tội vu thiên tôn. Thiên, kia mới là tiên giới chân chính đầu sỏ, nếu là vu thiên tôn tìm Dương Nghị Vân phiền toái, chẳng sợ Dương Nghị Vân phía sau có hoa sen đen kia chờ cường giả, chỉ sợ cũng là cái chết tự, lại nói hoa sen đen hình như là rời đi. Thế sự vô thường, đảo cũng chưa chắc đi. Vu Thiên Tôn tuy rằng là tiên giới đứng đầu tam đại tiên tôn chi nhất, nhưng lại cũng không phải duy nhất. Nhỏ giọng điểm, vẫn là đừng nói nữa. Từng tiếng nghị luận truyền tới Dương Nghị Vân trong tai, lại là làm Dương Nghị Vân trong lòng nhiều vài phần trầm trọng. Mặt sau nghị luận thanh đều là một ít bát quái, có thể không, Dương Nghị Vân cũng không có hứng thú nghe xong, nhanh hơn bước chân trở về đi. Nửa đường lại là đụng phải vội vàng mà đến cảnh sán cùng Lạc Dương. Tiểu sư thúc. Vân tử, các ngươi như thế nào tới? Dương Nghị Vân nhìn hai người thở hồng hộc, hiển nhiên là vội vàng vàng tới rồi. Ngươi không sao chứ? Cảnh sán cùng Lạc Dương cơ hồ đồng thời hỏi. Không chết được, không có việc gì, đi thôi trở về lại nói. Dương Nghị Vân ý bảo hai người đi trước, hắn hiện tại trạng thái không tốt, nhưng không nghĩ bị người biết đến. Như cũ vẫn là ở hỗn loạn tiên thành trên đường phố, trong tối ngoài sáng nhìn chăm chú người của hắn cũng không ít. Đệ nhất cư tiểu viện, phòng khách. Đệ nhất cư đây là tiểu viện tên, là lúc trước thần ma điểu khởi tên. Dương Nghị Vân cái cốt yêu hoa nương vừa đứng hôn mê, Lạc Dương liền mang theo cảnh sán cùng thần ma điểu tới rồi hỗn loạn tiên thành, ở chỗ này thuê hạ cái này tiểu viện, thần ma điểu cấp nổi lên một cái đệ nhất cư tên. Phòng khách, Dương Nghị Vân cùng Lạc Dương, cảnh sán ba người trở về. Tiểu sư thúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nghe được phía chân trời phía trên một nữ tử thanh âm nói chuyện, nhắc tới tên của ngươi, lúc này mới vội vàng tới rồi tìm ngươi, động tĩnh rất lớn, cái kia thanh âm đánh giá truyền khắp toàn bộ hỗn loạn tiên thành. Lạc Dương hỏi. Dương Nghị Vân cười khổ, hắn biết hoa sen đen rời đi hết sức cái kia cảnh cáo tiếng động. Theo sau liền bắt đầu giảng thuật hắn cùng thần ma điểu đi chợ đen, đụng phải tuyết hương cùng mặt sau việc. Nói xong sau, Dương Nghị Vân đứng dậy nói, ta yêu cầu bế quan chữa thương. Nguyên thần tiêu hao quá lớn, trong khoảng thời gian này Lạc Dương vất vả ngươi đi, nếu là có người tới cửa tìm phiền toái, ngươi trước tiên cho ta biết. Cảnh sán nhịn không được nói, Vân tử, nếu không chúng ta rời đi nơi này đi, vạn nhất cái kia gọi là gì vu một phổ thật là vu thiên tôn người nào, chúng ta. Dương Nghị Vân biết cảnh sán lo lắng cái gì. Cười cười nói, có hoa sen đen lúc gần đi chờ kia một câu, chúng ta tạm thời hẳn là an toàn, lại nói hỗn loạn tiên vực lớn như vậy. Chúng ta có thể đi nào? Luôn là trốn tránh tránh, cũng không phải biện pháp, tóm lại giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nơi này là hỗn loạn tiên vực, ta lại cũng không sợ. Lạc Dương tiếp thượng lời nói lại là nói ra một cái Dương Nghị Vân không nghĩ tới sự. Chỉ nghe Lạc Dương mở miệng nói,
tiểu sư thúc không cần lo lắng, hỗn loạn tiên vực đối tam đại tiên tôn cũng đều không phải là đều là một tay che trời tồn tại, chủ yếu nơi này là hỗn loạn tiên vực, liền tính là tiên tôn cũng là không dám sằng bậy, hơn nữa có cái bất thành văn quy củ, tiên đế tiến đến nếu là ở hỗn loạn tiên vực ra tay, hỗn loạn tiên vực một ít lánh đời cường giả sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cho nên nói chỉ cần không phải tiên đế, hết thảy đều dễ nói chuyện, tiểu sư thúc chỉ lo yên tâm, ta thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, tiếp được liền từ ta tới hộ pháp. Dương Nghị Vân nghe Lạc Dương như thế vừa nói, quả là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá ngay sau đó hỏi, thương thế của ngươi thật không có việc gì. Những lời này lời nói có mặt khác một tầng ý tứ là đang nói ma thần ý thức, Lạc Dương nghe được ra tới, gật đầu nói, ta cùng nàng tạm thời đạt thành hiệp nghị, nàng sẽ không quấy rối, ban ngày thời gian về ta, ban đêm về nàng, lẫn nhau chi gian bất phàm vật nhỏ. Như thế rất tốt, vậy vất vả ngươi, ta đi bế quan điều dưỡng. Dương Nghị Vân công đạo lúc sau, tiến vào tu luyện mật thất. Hắn hiện tại tình huống không tốt lắm. Các phương diện đều không tốt. Càn Khôn nói nguyên tan vỡ, không có pháp lực, hôm nay một trận chiến, nguyên thần hao tổn lớn hơn nữa, cũng ở vào không ổn định trạng thái. Hơn nữa hoa sen đen rời đi, tâm tình cũng là buồn bực, đích xác yêu cầu hảo hảo điều trị điều trị. Đóng lại cửa phòng sau, Dương Nghị Vân trực tiếp trong lòng vừa động tiến vào Càn Khôn hồ không gian. Hắn còn ở lo lắng Tuyết Hương. Tiến vào Càn Khôn Hồ, trước tiên liền phát hiện Tuyết Hương cùng thần ma điểu. Giờ phút này hắn thấy được Tuyết Hương hóa ra trăm mét thân hình bản thể, nằm ở Long Ngư ven hồ, mà thần ma điểu còn lại là ở bên người nàng. Đương nhìn qua hai người đều là ở ngủ say bộ dáng. Một kiểm tra, Dương Nghị Vân lại là phát hiện, Tuyết Hương giờ phút này trong cơ thể có một cổ quen thuộc thả có lực lượng cường đại tồn tại, tựa hồ đang ở tiến hóa chung. Mà nàng thương thế còn lại là sớm đã khôi phục. Giờ khắc này Dương Nghị Vân bỗng nhiên nhìn về phía thần ma điểu. Hắn minh bạch, là thần ma điểu cứu Tuyết Hương. Không chỉ có làm Tuyết Hương khôi phục thương thế, hơn nữa bắt đầu rồi tân một vòng tiến hóa. Này trong đó mấu chốt, tự nhiên nghĩ tới thần ma điểu bản mạng tinh huyết, chính như lúc trước thần ma điểu cứu hắn giống nhau, đồng dạng là một giọt bản mạng tinh huyết cứu hắn, hơn nữa làm hắn tu vi đột phá. Thực hiển nhiên thần ma điểu bản mạng tinh huyết là khó lường đồ vật, lần này cần không phải hắn cầu thần ma điểu, đánh giá thứ này cũng sẽ không ra tay cứu Tuyết Hương. Tuy rằng không biết đại giới có bao nhiêu đại, nhưng nghĩ đến nhất định không nhỏ. Thần ma điểu đã ở vào ngủ say trạng thái, hơn nữa ở Dương Nghị Vân cảm giác chung nó hơi thở phi thường không ổn định, thậm chí còn sinh cơ đều như có như không. Như thế tình huống, Dương Nghị Vân cũng là lòng có áy náy, đem thần ma điểu đặt ở sinh mệnh thạch thượng. Dùng tam tích sinh mệnh chi thủy cấp thần bí điểu, ở đem thần ma điểu an trí ở sinh mệnh thạch thượng, như thế có thể cuồn cuộn không ngừng có sinh cơ đi giữ gìn điều dưỡng, ít nhất có thể bảo mệnh, thời gian dài, tin tưởng thần ma điểu sẽ không có việc gì, cũng sẽ tỉnh lại. Quan sát sau một lúc, đích xác hơi thở sinh cơ có giảm bớt, Dương Nghị Vân tặng một hơi, xoay người tiến vào hành cung đại điện. Lần này một trận chiến, với hắn mà nói, phi thường trọng đại. Hơn nữa cái này trọng đại là các phương diện. Mơ hồ cảm giác, lần này có lẽ với hắn mà nói, chính là một cái tu luyện thượng niết bàn. Đích xác chính như hoa sen đen lời nói, nhưng hoa sen đen rời đi hắn ý thức hải lúc sau, nguyên thần cảm giác như là đã không có gông xiềng, linh hoạt kỳ ảo lên, ẩn ẩn có cảm, tu luyện thượng phải có chuyển biến. Nhìn như không xong vô cùng tu luyện tình huống, kỳ thật sâu trong nội tâm cảm giác sẽ có đại học chuyên khoa cơ xuất hiện. Trong đầu hiện ra tới, hoa sen đen câu kia. Ngày sau tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh nói tới. Trong cơ thể tình huống tương đối không xong, yêu cầu đi bước một tới. Dương Nghị Vân đầu tiên muốn khôi phục nguyên thần chi lực. Hắn cũng muốn thử xem, nguyên thần hiểu được phương diện cùng tu luyện từ từ, ở hoa sen đen rời đi sau, có phải hay không thật sự sẽ có nàng nói tiến triển cực nhanh tu luyện xuất hiện. Khôi phục nguyên thần chi lực, Dương Nghị Vân trong tay có ma hồn châu, lần trước dùng hết một viên, hiện tại trong tay vẫn là bốn viên. Lần này nhưng thật ra phái thượng công dụng. Hít sâu một ngụm, điều trị một phen làm tâm cảnh xuống dưới, trong tay một phen, một viên ma hồn châu xuất hiện ở trong tay, bắt đầu hấp thu tu luyện. Tu luyện vô năm tháng những lời này lại lần nữa thể hiện ra tới, Dương Nghị Vân quên mất năm tháng thời gian, hoàn toàn chìm vào ở tu luyện chung. Nơi đây, hắn nguyên thần tiêu hao bổ sung khôi phục tình huống, có chút vượt quá đoán trước, suốt bốn viên ma hồn châu toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Lúc này mới khó khăn lắm làm nguyên thần khôi phục dĩ vãng trạng thái.
cũng may chung quy không có gì di chứng. Điều trị một phen, Dương Nghị Vân cẩn thận cảm giác một chút nguyên thần, quả nhiên phát hiện bất đồng chỗ. Hắn ý thức từ từ phương diện đều có một lần tăng lên, tựa hồ biến linh hoạt kỳ ảo vô cùng, suy nghĩ sự tình gì, đều có thể thông suốt, một điểm liền thông. Thật sự như hoa sen đen sở giảng giống nhau, đã không có nàng ảnh hưởng, tu luyện phương diện, đích xác sẽ có biến hóa. Một ít thường lui tới không nghĩ ra sự tình, hoặc là tu luyện bệnh táo bón, vào giờ phút này đột nhiên liền thông suốt giống nhau. Không giống bình thường. Cái này phát hiện làm Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ. Kế tiếp Dương Nghị Vân liền bắt đầu tự hỏi càn khôn nói nguyên khôi phục vấn đề. Nếu là càn khôn nói nguyên khôi phục không được, hắn tu vi liền sẽ dừng lại ở sơ phẩm hỗn nguyên nói tiên chi cảnh, vĩnh không mạnh mẽ, rất có rất nhiều thần thông phát huy không ra. Nói nguyên chính là tu vi căn bản. Cần thiết nếu muốn biện pháp khôi phục. Dựa theo trước kia ý tưởng, Dương Nghị Vân cảm thấy hẳn là tìm kiếm cái gì thiên tài chí bảo tới chữa trị phách nứt càn khôn nói nguyên, nhưng là tại đây thứ khôi phục nguyên thần lúc sau, tu luyện trạng thái linh hoạt kỳ ảo dưới tình huống, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ có thể nếm thử dùng tu luyện phương thức tới khôi phục. Chung quy nói nguyên chi tu luyện chi căn bản, tu luyện là hết thảy động lực. Bản thân hắn tu luyện càn khôn trong ngoài công, cũng không phải là tầm thường công pháp, lý luận thượng là có thể tu luyện khôi phục. Huống hồ làm hắn đi tìm thiên tài chí bảo tới khôi phục, nhưng không nhất định có thể khôi phục lại, cũng không biết dùng loại nào bảo vật mới có thể khôi phục, này còn phải muốn hỏi thần ma điều, nhưng mà thần ma điều tình huống hiện tại, vẫn là đừng nghĩ, cũng không biết nó khi nào mới có thể thức tỉnh lại đây. Nghĩ vậy chút vấn đề thời điểm, Dương Nghị Vân như là đầu thông suốt giống nhau, hắn biết trước kia ý tưởng tiến vào lầm khu. Càn khôn nói nguyên tan vỡ chữa trị vấn đề, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mượn dùng ngoại lực. Trước nay không nghĩ tới muốn bên trong giải quyết vấn đề. Mà hiện tại đâu? Hoa sen đen rời đi, nguyên thần đã không có ảnh hưởng, hắn tiêu hao 4 viên ma hồn châu khôi phục nguyên thần chi lực, làm nguyên thần ở vào bình thường giai đoạn, tư duy ý thức đều khôi phục bình thường vận chuyển. Nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề là, hắn càn khôn nói nguyên tuy rằng xuất hiện phách nứt tình huống, nhưng là trong cơ thể kinh mạch từ từ, công pháp vận hành như cũ bình thường vận chuyển. Chính là nói hắn là có thể tu luyện, chẳng qua bởi vì càn khôn nói nguyên phách nứt, công pháp vận chuyển lúc sau lực lượng chứa đựng không đến càn khôn nói nguyên chung, nguyên nhân này là càn khôn nói nguyên phách nứt có phân tích, căn bản liền chứa đựng không được một chút ít pháp lực. Tự nhiên là không có biện pháp căn bản tu luyện. Hắn phía trước tư duy chỉ là nghĩ đi chữa trị càn khôn nói nguyên, lại là không nghĩ tới tu luyện vấn đề. Hiện tử tưởng tượng, đây là nhất thể hóa đồ vật. Ở tu luyện chung chữa trị khôi phục càn khôn nói nguyên cũng chưa chắc không thể. Trong đầu nghĩ tới một cái biện pháp là, dùng nguyên thần chi lực bao vây phách nứt càn khôn nói nguyên, lấp kín vết rách, ở vận chuyển công pháp tu luyện, như thế càn khôn nói nguyên trong vòng là có thể chứa đựng xuống dưới lực lượng. Kể từ đó, đương càn khôn nói nguyên trong vòng có lực lượng, là có thể trong ngoài tương dung, bắt đầu chữa trị phách nứt nói nguyên, chung quy có thể chữa trị càn khôn nói nguyên. Đương nhiên biện pháp này chỉ là Dương Nghị Vân tưởng tượng, đến tột cùng có thể hay không thành, còn cần thực tế đi nếm thử. Nhưng là hắn có cảm, biện pháp này là được không, chẳng qua khả năng sẽ thực gian nan. Nói trở về, chỉ cần là quản chi có một chút ít khả năng tính, đều đáng giá nếm thử. Hít sâu một hơi Dương Nghị Vân bắt đầu nếm thử. Vung tay lên xuất hiện 10 viên linh đào, chuẩn bị hấp thu, rốt cuộc hắn hiện tại trong cơ thể nói nguyên không có pháp lực. Vẫn là phải có dự phòng mới được. Kế tiếp hắn thúc giục càn khôn tạo hóa công, nguyên thần chi lực điều động lúc sau bao vây ở càn khôn nói nguyên thượng, đem mặt trên vết rách đem bao vây lại, phòng ngừa rơi rớt. Đương càn khôn tạo hóa công vận chuyển lúc sau, toàn thân vận công lộ tuyến trốn đi lên, trong tay linh đào năng lượng bị hắn hấp thu. Dương Nghị Vân trong lòng nhiều ít có chút thường xuyên, nội coi dưới hấp thu tiến vào năng lượng nghĩ nói nguyên mà đi. Hiện tại trong lòng liền lo lắng xảy ra sự cố. Cũng không biết dùng nguyên thần chi lực bao vây nói nguyên cái khe biện pháp được chưa. Như thế nào thành công, kia hắn liền có khả năng chữa trị hảo càn khôn nói nguyên. Thất bại nói, chỉ có thể mặt khác nghĩ cách. Ngay sau đó toàn thân năng lượng từ 4 phương 8 hướng mà đến, tiến vào càn khôn nói nguyên trong vòng. Oanh! Một thân nặng nề, càn khôn nói nguyên chấn động, phát ra một tiếng rất nhỏ run rẩy một chút. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng. Còn tưởng rằng thất bại. Bất quá tại hạ một giây hắn lại cười. Không phá ha ha. Dương Nghị Vân nội tâm cười to. Cái này biện pháp quả nhiên có thể.
nguyên thần bao vây lực lượng, nhưng năng lượng tiến vào trong đó sau, cũng không có xuất hiện đường rẽ, gần là chấn động một vang thích ứng mà thôi. Cái này biện pháp được không? Lực lượng chứa đựng ở càn khôn nói nguyên chung. Dương Nghị Vân biết không thành vấn đề, chỉ cần càn khôn nói nguyên trong vòng có thể chứa đựng xuống dưới pháp lực, là có thể trong ngoài hô ứng, bắt đầu chữa trị nói nguyên. Tu luyện chi đạo chính là một hô một hấp, hỗ trợ lẫn nhau. Toàn thân khiếu huyệt mở ra hấp thu thiên địa chi lực, vận chuyển quanh thân kinh mạch, tiến vào càn khôn nói nguyên, như thế mới có thể hoàn thành chu thiên vận chuyển, đem thiên địa chi lực hấp thu tiến vào, chuyển hóa thành pháp lực, chứa đựng ở nói nguyên trong vòng. Cuồn cuộn không ngừng hấp thu sau khi, nguyên thần chi lực bao vây lấy nói nguyên, cũng không có phát sinh mặt khác biến hóa, Dương Nghị Vân rốt cuộc yên tâm, theo sau liền bắt đầu điều động pháp lực nếm thử chữa trị nói nguyên thượng vết rách. Điều thứ nhất vết rách chữa trị bắt đầu phi thường thông thả, nhưng đích xác hiệu quả. Hắn biết đây là cái tốt bắt đầu, chỉ cần có thể chữa trị hiệu quả, chung quy hắn đều hoàn thành càn khôn nói nguyên chữa trị. Nguyên thần chi lực lúc này hắn phát hiện là cái thứ tốt, có thể giúp đỡ dung hợp pháp lực ở vết rách phía trên. Vết rách lớn nhỏ đang ở không ngừng thu nhỏ lại. Cũng không biết qua bao lâu, 10 viên linh đào lực lượng bất chi bất giác chung hấp thu sạch sẽ, nhưng giờ phút này Dương Nghị Vân kinh hỉ phát hiện, hắn vận công lúc sau, hấp thu thiên địa chi lực càng lúc càng nhanh. Ở không có linh đào năng lượng cung cấp hạ, như cũ vô cùng nhanh chóng, bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực xa xa không ngừng tiến vào trong cơ thể. So với ngày thường tu luyện nhanh gấp 10 lần có thừa. Thiên địa chi gian, bốn phương tám hướng lực lượng đều ở hội tụ mà đến, thân thể hắn biến thành một cái hắc động, như xà nuốt kình giống nhau đoạt lấy thiên địa chi lực tiến vào trong cơ thể, chuyển hóa thành pháp lực. Mà theo thời gian nhanh hơn cùng thiên địa chi lực tiến vào trong cơ thể năng lượng tăng lớn, hắn phát hiện chữa trị nói nguyên vết rách tốc độ cũng ở nhanh hơn chung. Này chẳng lẽ chính là hoa sen đen rời khỏi sau thiên phú phóng thích? Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, có chút cảm khái. Hiện tại xem ra thật là như thế, hoa sen đen nói chuyện nàng tồn tại, ảnh hưởng hắn nguyên thần, nói cách khác áp chế hắn tu luyện thiên phú. Mà hắn bản thân thiên phú có thể sánh vai viễn cổ thiên tài, đương nhiên đây là hoa sen đen nói, cũng không biết thật giả, dù sao là nàng áp chế hắn, chờ nàng rời đi hắn tu luyện là có thể tiến triển cực nhanh. Hiện tại xem ra hoa sen đen lời này nhi, tựa hồ không giả a. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân đều càn khôn nói nguyên rất nhỏ chấn động, lại là hoàn toàn chữa trị. Ngay sau đó hắn nội coi chung càn khôn nói nguyên lập lòe nổi lên vầng sáng, tựa hồ có một lần chất thoát biến. Cùng thời gian, nhưng càn khôn nói nguyên chữa trị hoàn thành một viên, Dương Nghị Vân cảm thụ nói, chuông Đông Hoàng, U đều chi môn cùng mệnh tinh thần tượng tồn tại. Rốt cuộc đã trở lại, ha ha. Dương mẫu nhân nội tâm phá lên cười. Bất quá lúc này, hắn xà nuốt kình giống nhau tu luyện như cũ liên tục, càn khôn nói nguyên trong vòng bắt đầu tích lũy pháp lực. Thời gian một chút qua đi. Cũng không biết đi qua bao lâu, là một ngày, vẫn là một tháng, hoặc là một năm, thậm chí càng lâu. Dương Nghị Vân hoàn toàn chìm vào ở tu luyện trạng thái chung. Ngoại giới lấy bọn họ đệ nhất cư vì trung tâm, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí chen chúc mà đến, khuếch tán đi ra ngoài hơn ngàn dặm. Thiên địa chi lực hội tụ một phương, kinh động rất nhiều tiên đan thành tu sĩ. Dương Nghị Vân chính mình không biết hắn tu luyện đoạt lấy thiên địa chi lực có bao nhiêu khủng bố, đã kinh động hỗn loạn tiên thành rất nhiều sinh linh. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn tiến vào một cái thâm trình tự tu luyện trạng thái, hắn chưa từng có cảm thấy tu luyện có thể có như bây giờ vui sướng. Hỗn loạn tiên thành. Thành tây nào đó thật lớn phủ đệ chỗ sâu trong cỏ tranh tiểu viện, một người tưới hoa lộng thảo bạch y lão giả bỗng nhiên nhìn về phía thành phía đông duyên. Bạch y lão giả ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm tự nói, thật đáng sợ tu luyện đoạt lấy chi lực, lại là không biết là thần thánh phương nào tu luyện như thế. Người tới đi tia, a tia, a. Tuân mệnh. Trong viện trống rỗng vang lên một cái đáp lại. Thành bắc một tảng lớn tử trúc lâm, một người phu nhân, ngồi trên hồ nước cự thạch đả tọa, mở hai mắt, nhìn về phía thành đông nơi, lại là ánh mắt trung lập lòe một chút, ngay sau đó lại nhắm lại hai mắt tiếp tục nhập định. Thành nam một tòa kim bích huy hoàng phủ đệ trung, một người thanh niên đi ra cửa phòng, nhìn phía chân trời lẩm bẩm, nhưng thật ra có điểm ý tứ, phái người đi tia, a cha, có phải hay không đông phương gia tộc? Là, gia chủ, một người lão bộc khom người mà đi. Thành đông, đông phương gia tộc phủ đệ, cá vàng hồ. Hồ thượng có đình, kể trên cá vàng đình, trong phòng một người nhìn như mạo điệt chi nam, đầy đầu đầu bạc râu bạc trắng, đều sẽ rơi xuống trên mặt đất thanh y lão giả.
đang ở với một người dáng người thấp bé nhìn như gầy yếu thanh niên đánh cờ. Mỗ một lão giả Lạc Tử hết sức, bỗng nhiên dừng tay, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mà đối diện gầy yếu thanh niên còn lại là ngẩng đầu nhìn bầu trời tế, cười cười nói, ra ra ngươi cảm thấy kia tiểu tử thế nào. Lão giả hơi hơi một chút nhẹ nhàng Lạc Tử, lúc này mới nói, tiểu tử ngươi gần nhất có tiến bộ, tiếp tục nỗ lực, nhớ kỹ ra ra nói, cầu đạo có đôi khi cầu chính là tâm, liền như đánh cờ bàn chi tử, không nơi nương tựa phía trước ai cũng không biết sẽ có gì chờ biến hóa, nhưng Lạc Tử lúc sau, thiên địa biến đổi lớn, có kỳ hiệu. Hắc hắc, tôn nhi còn kém xa đâu, lão gia tử ta muốn đi xem, hẳn là kia tiểu tử, rất có ý tứ, rất đúng ta khẩu vị, người nói chúng ta Đông Phương gia tộc, theo ta một cây độc đinh mầm, nhân khẩu điêu tàn a, nếu là có cái có ý tứ tiểu đồng bọn, đó là cực hảo đi phương đông người sắt cười hì hì nói chuyện, ở chờ đợi thượng rơi xuống một tử. Liền ngươi cái tiểu quỷ đầu trơn trượt, đi thôi, ra ra biết lưu lại người của ngươi, buộc không được ngươi tâm, mẫu thân ngươi nơi đó có ra ra ở đừng sợ. Thanh y lão giả cười cười nói. Ha ha ha, ta liền biết ra ra ngươi là thiên hạ tốt nhất người. Phương đông người sắt không dưới cờ đứng lên liền chạy. Bất quá gia đình hóng gió lúc sau, hắn lại dừng lại, quay đầu đối với lão giả hỏi, ra ra, ngài lão có thể tưởng tượng rõ ràng a, tôn nhi này vừa đi, đánh giá sẽ đắc tội Vu Thiên Tôn Nga. Thanh y lão giả hừ lạnh nói, hừ, hắn Vu Thiên Tôn ở tiên giới thật là một nhân vật, nhưng tay còn duỗi không tiến hỗn loạn tiên vực tới, nếu là thật không biết xấu hổ vói vào tới, ta Phương Đông Hạo Thiên cũng không sợ hắn, tiểu tử ngươi là ta Phương Đông Hạo Thiên tôn tử, đừng làm việc tưởng nhiều như vậy, lo trước lo sau, thành không được chuyện này, ngươi nếu có thể cùng kia tiểu tử đánh hảo quan hệ, làm thành bằng hữu, kia đối chúng ta Đông Phương gia tộc chính là công lớn một kiện. Nói vậy ngày ấy vị kia hoa sen đen, so sánh với hỗn loạn tiên vực những cái đó hồng hoang di tộc, hắn Vu Thiên Tôn thật đúng là liền không tính cái gì, đi thôi, ra ra hy vọng ngươi cùng kia tiểu tử có thể xưng là bằng hữu. Nhà chúng ta đích xác nhân khẩu đạm bạc, ngươi có thể nhiều bằng hữu cũng là chuyện tốt. Hắc hắc ra ra nếu là mặt khác mấy nhà người cũng tới xem náo nhiệt đâu. Phương Đông người sắt tròng mắt chuyển động hỏi.